Đô thị mạnh nhất hoàn khố. Diệp Thần Phong. Chương 141, hắn là cái hạng người gì? Hỏi cái tự thảo mất mặt, Diệp Thần Phong bĩu môi không nói chuyện, hết sức chuyên chú nướng khởi thịt rắn. Nói đến đây nấu nướng, cũng tuyệt đối là một môn kỹ thuật sống, nướng lâu lắm thịt chất tự hội biến vị, nếu như nướng quá ngắn bên trong thịt chất còn là nửa cuộc đời không thục, Diệp Thần Phong không có nước ngoài người thối tập quán, thích ăn thịt tươi. Bên ngoài tiêu trong mềm vị mới là nấu nướng cảnh giới cao nhất, cả khối thịt mỗi một cái bộ vị, nướng thời gian cơ bản đều muốn tương đồng, bằng không có bộ vị nướng khét, có bộ vị còn không có nướng chín, cái này đúng hội đặc biệt ảnh hưởng vị. Diệp Thần Phong thuần thục từ hoàng sắc cự mãng trên thân thể cắt bỏ một miếng thịt, sau đó tướng thịt cự mãng cắm vào nhất cây gậy gỗ thượng, đặt ở hỏa diễm phía trên không ngừng lật qua lật lại, để ngừa chỉ cục thịt chất bị nướng rán. Khoảng chừng 10 tới phút, một luồng những người ngón trỏ mở rộng ra hương vị, từ trên đống lửa từ từ truyền ra, thấy thịt rắn nướng không sai biệt lắm, Diệp Thần Phong tướng thịt rắn cầm xuống. Hắn đã là cả ngày không có ăn cái gì, huống chi vừa vẫn cùng Tam gia tiến hành một lần sinh tử đọ sức, trong cơ thể năng lượng trên căn bản là tiêu hao sạch, cần gấp bổ sung đồ ăn tới thu được lực lượng. Ngồi ở một bên tướng đầu chuyển tới bên kia Hàn Sơ Tuyết. Trong lỗ mũi nghe thấy được thịt rắn mê người hương vị sau, trong miệng không tự chủ phân bố đi ra nước bọt, trong lòng lừa mình dối người thầm nghĩ ta mới không cần ăn ác tâm như vậy gì đó ni. Vị đạo khẳng định đặc biệt khó ăn. Trong lòng vừa mới muốn hoàn, chỉ nghe thấy bụng của nàng sẽ không tranh khí ủng ục gọi lên, hai bên đôi má đỏ bừng một mảnh, trong lòng mắng, Hàn Sơ Tuyết, người thế nào cứ như vậy không không chịu thua kém ni. Hiện tại nàng chỉ cầu khẩn bản thân nan kham không có bị hai bên trái phải tên biến thái kia lưu manh nghe. Diệp Thần Phong thính giác đúng sao mà nhạy cảm, Hàn Sơ Tuyết trong bụng tiếng kêu, không kém chút nào truyền vào trong lỗ tai của hắn, khẽ mỉm cười nói, ngươi thật không ăn một chút sao? Thịt rắn này còn là ăn ngon lắm, người bình thường muốn ăn còn không ăn được ni. Nhất cả đồng thịt rắn hạ đỗ sau, Diệp Thần Phong cảm giác trong dạ dày mặt ấm áp. Có dòng nước ấm tại toàn thân trong kinh mạch thoán động, tiêu hao năng lượng tại nhanh chóng tăng trở lại, trong thân thể bị nội thương lại có thể cũng có khôi phục xu thế. Xem ra cái này hoàng sắc cự mãng thịt không chỉ có thể khiến người thân thể thay đổi được cường hãn, đối trị liệu thương thế còn có rõ rệt tác dụng. Như vậy thần kỳ thịt rắn thật là điều không phải phổ thông người có thể đủ tiền trả ni. Huống chi còn là Diệp Thần Phong thân thủ nướng chế ra, phải biết rằng Diệp Thần Phong chủ nghệ. Coi như là hôm nay tửu điếm cấp 5 sao đại trù, ở trước mặt hắn chỉ sợ cũng cần phải muốn mặc cảm. Hàn Sơ Tuyết quay đầu vừa muốn cự tuyệt, chỉ thấy Diệp Thần Phong đã ngồi vào bên người của nàng, khoảng cách của hai người đặc biệt tiếp cận, thậm chí trong lỗ mũi có thể rõ ràng nghe thấy được trên người đối phương mùi. Ngươi dựa vào ta gần như vậy làm gì? Hàn Sơ Tuyết đôi má hơi đỏ lên hỏi. Diệp Thần Phong đưa bàn tay chính giữa nướng chín thịt rắn đặt ở Hàn Sơ Tuyết bên mép. Nói rằng, ta không dựa vào ngươi gần như vậy, ngươi có thể bản thân cầm ăn cái gì sao? Diệp Thần Phong vừa nhìn thấy Hàn Sơ Tuyết tờ này khuôn mặt quen thuộc, hắn tự hội muốn khởi đời trước bạn gái kiêm hợp tác Lạc Tuyết Kỳ, trong lòng liền không nhịn được muốn đi quan tâm đối phương, cho dù đối phương cho hắn mặt lạnh nhìn. Có lẽ là hắn nhận thức vì linh hồn của chính mình xuyên qua đến 500 năm trước thế giới, bà Lạc Tuyết Kỳ một người cô linh linh ném vào 500 năm sau thế giới. Trong lòng luôn luôn có tự trách cùng áy náy, hắn thật khát vọng trước mặt tờ này quen thuộc không thể đủ lại khuôn mặt quen thuộc, chính là vẫn chôn giấu tại hắn đáy lòng Lạc Tuyết Kỳ. Ta có nói qua muốn ăn thịt rắn sao? Càng không cần ngươi đút cho ta ăn. Hàn Sơ Tuyết đôi má khôi phục có chút lành lạnh, nàng phát hiện mình tại tên biến thái này lưu manh trước mặt, tâm tình hoàn toàn lãnh tĩnh không dưới tới. Nhưng mà nghe thấy được trước mặt thịt rắn hương vị sau. Hàn Sơ Tuyết cổ họng trong không nhịn được nuốt khởi nước bọt, dù sao nàng cũng giống như Diệp Thần Phong, đã có suốt cả ngày không có ăn cái gì. Ngươi thật không nên ăn, cái này rừng núi hoang vắng có thể không có những thứ đồ khác, ta nghĩ ngươi nhất định còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm ni đi. Nếu như ngươi chết đói ở chỗ này, nhưng mà cái gì đều làm không được, ta trái lại không sao cả, tùy ngươi có ăn hay không. Hàn Sơ Tuyết hôm nay tình cảnh. Diệp Thần Phong liếc mắt là có thể đoán ra đối phương nhất định là gặp cái gì trọng đại biến cố. Quả nhiên Diệp Thần Phong vừa mới dứt lời, Hàn Sơ Tuyết lành lạnh trên gương mặt dâng lên một vòng phẫn nộ, trong con ngươi xinh đẹp trưng bốc lên nồng nặc sát khí,
môi đỏ mọng hơi nhấp mân, há mồm ra bắt đầu ăn xong rồi, Diệp Thần Phong trong tay thịt rắn. Một hơi thịt rắn vừa nhập khẩu, Hàn Sơ Tuyết trên gương mặt lóe lên một vòng kinh diễm, trong con ngươi xinh đẹp sát khí biến mất vô tung ảnh, thịt rắn này quả thực đúng ăn quá ngon, bên ngoài giòn trong mềm, tại trong miệng nhai nuốt thời gian, còn có một luồng ngon nước tại nhũ đầu thượng tán khai, đây quả thực là có thể xưng là nhân gian mỹ vị. Có thể dùng nàng thiếu chút nữa cổ họng trong kinh hô lên, nếu là cổ họng trong thật kêu thành tiếng tin tức tới, như vậy nàng thật muốn khứu đại. Bình tĩnh một tí tâm tình trong lòng, Hàn Sơ Tuyết lại khả năng trang làm ra một bộ thịt rắn này không trách dạng biểu tình, nhưng mà miệng đúng vượt qua ăn càng nhanh, liền chính cô ta cũng có chút không khống chế được, trên gương mặt nóng hổi lợi hại. Rất nhanh nàng chỉ biết Diệp Thần Phong nói câu kia thịt rắn này người bình thường muốn ăn đều không ăn được ý tứ, nàng đồng dạng cũng cảm thấy trong thân thể có dòng nước ấm tại thoán động, noãn rung rung đặc biệt thoải mái, thân lực lượng trong cơ thể cũng biến thành không gì sánh được tràn đầy. Có cái này trùng công hiệu thịt rắn thật đúng là điều không phải người bình thường có thể đủ tiền trả, hơn nữa như vậy khiêu chiến đầu lưỡi vị đạo, có thể nói là có thể nhượng bất kỳ một cái nào ăn qua thịt rắn này người đều muốn ngừng mà không được. Thời gian không bao lâu, nhất đại khối thịt rắn đã bị Hàn Sơ Tuyết cắp ăn không còn chút nào, đầu lưỡi còn lưu lại xốp giòn hương vị, rất có ý do vị tấn cảm giác. Thế nào, thịt rắn này đúng điều không phải ăn thật ngon. Diệp Thần Phong khóe miệng hiện ra một vòng độ cung. Thấy Diệp Thần Phong khóe miệng dáng tươi cười, Hàn Sơ Tuyết lập tức gương mặt lạnh lùng, nói rằng, nơi đó có ăn thật ngon. Chỉ là miễn cưỡng có thể nuốt xuống mà thôi. Ai, nữ nhân chính là khẩu thị tâm phi động vật, người nói không thể ăn, vậy khẳng định chính là ăn ngon. Diệp Thần Phong nhún vai không sao cả nói rằng, từ dưới đất đứng lên, lười biếng thư giãn thân thể một cái. Diệp Thần Phong lại đem Hàn Sơ Tuyết thân thể cấp hoành ôm vào trong lòng, Hàn Sơ Tuyết tuy rằng tứ chi không có cách gì nhúc nhích, thế nhưng thân thể còn là làm ra giãy giụa, quát dẹp đường, ngươi muốn làm gì? Mau buông ta xuống! Cái này không thể được, lẽ nào ngươi không biết ăn cơm no sau, hay nhất muốn làm vận động sao? Nếu ngươi không thể động, ta tự giúp ngươi một cái đi. Diệp Thần Phong ra vẻ làm ra một bộ sắc hề hề dáng dấp. Hàn Sơ Tuyết nghe vậy sắc mặt trắng bệch, mắng, biến thái lưu manh, người rốt cuộc muốn thế nào? Người mau buông ta xuống, bằng không ta đối với người không khách khí. Nhất điểm hài hước cảm giác cũng không có, theo lý mà nói người cũng gọi ta biến thái, ta lý nhân muốn biến thái một hồi. Diệp Thần Phong thở dài tiếp tục nói, ta không ôm người đi bên trong huyệt động, lẽ nào người buổi tối chuẩn bị ngủ ở bên ngoài? Nếu là người muốn ngủ ở bên ngoài, ta cũng không phản đối. Hàn Sơ Tuyết thân thể từ từ đình chỉ giãy giụa, người Diệp Thần Phong trên người nam nhân vị đạo, màu ngân bạch ánh trăng làm nổi bật hắn trương đường viền rõ ràng khuôn mặt, Hàn Sơ Tuyết trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ, hắn rốt cuộc là cái hạng người gì. Chương 142, đặc thù trị liệu. Điều chế để thăng linh hồn lực phụ trợ dược liệu không có cầm về. Bất quá may mắn là Thạc Đại Nguyên Thủy Xâm Lâm giống như là một cái dược liệu kho, mới có thể tìm được vài loại dược liệu, trước đây Diệp Thần Phong nhượng Mao Khang Bình giúp hắn mua được, hắn chỉ là lười bản thân cố sức khí tại Nguyên Thủy Xâm Lâm chính giữa tìm kiếm mà thôi. Lúc này Diệp Thần Phong nhất định phải tại 3 ngày trong vòng tướng linh hồn lực để thăng tới lục cấp, dùng tính tình của hắn đúng không thể có thể bỏ lại Mao Khang Bình cùng Hổ Ca bất kể, cho nên 3 ngày sau, hắn nhất định sẽ đi phó ước. Diệp Thần Phong tướng Hàn Sơ Tuyết hoành ôm đến hoàng sắc cự mãng trong huyệt động sau đó, đã đem thân thể của đối phương để xuống. Trong huyệt động an tĩnh lợi hại, thậm chí là hô hấp của hai người thanh đều rõ ràng có thể nghe, Diệp Thần Phong ở trong huyệt động giấy lên một đống lửa, nhìn Hàn Sơ Tuyết nói rằng ta giúp ngươi tướng đứt gân mạch liên tiếp được rồi. Hàn Sơ Tuyết bây giờ là đối trước mặt người đàn ông này càng ngày càng hiếu kỳ. Trong lòng không khỏi nghĩ đạo, chẳng lẽ hắn thật có thể đủ tướng ta đứt gân tay cùng chân gân liên tiếp tốt sao? Có cơ hội như vậy, nàng đương nhiên là không muốn buông tha, dù sao tại trong lòng nàng còn có thù lớn chưa trả ni. Bất quá trên mặt hắn vẫn là không có cấp Diệp Thần Phong cái gì sắc mặt tốt nhìn, nói rằng, biến thái lưu manh, người thật có thể đủ chữa cho tốt ta. Diệp Thần Phong bất đắc dĩ cười nói, người nhượng ta thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Còn có. Ta là Diệp Thần Phong, ngươi nếu là còn gọi ta biến thái lưu manh, ta có thể nói không nhất định thật muốn biến thái lưu manh một lần.
Gặp Hàn Sơ Tuyết không nói gì nữa, Diệp Thần Phong biết đối phương đúng thầm chấp nhận, bà vẫn mang theo người châm cứu bao đem ra, tướng ngân châm tại hỏa diễm thượng tiêu mất tiêu độc, bốn cây ngân châm cực kỳ chuẩn xác không gì sánh được đâm vào Hàn Sơ Tuyết tứ chi đứt gân mạch thượng. Tại bốn cây ngân châm đâm vào đồng thời, tứ chi trên có chủng cảm giác ấm áp, Hàn Sơ Tuyết mừng rỡ thầm nghĩ, xem ra hắn thật là có ta bản lĩnh nhi. Có thể thật có thể đủ liên tiếp tốt ta đứt gân mạch. Chỉ là Hàn Sơ Tuyết trong lòng vừa sản sinh một ít mừng rỡ, chỉ thấy Diệp Thần Phong tay phải bàn tay đặt tại trước ngực của nàng, vừa vặn tướng nàng tả ngọn núi bao trùm tại hạ, trên gương mặt nộ hồng một mảnh, vừa định muốn bộc phát ra, nàng đột nhiên giác ngực có cổ cuồn cuộn không ngừng khí lưu tại rót vào trong cơ thể nàng. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Diệp Thần Phong trên mặt biểu tình nghiêm trang, hai con ngươi trong suốt không gì sánh được, không chút nào nhất điểm tạp chất. Hàn Sơ Tuyết tức giận trong lòng mới từ từ lắng xuống, cắn chặt hàm răng thầm nghĩ, hắn đây là đang giúp ta trị liệu, hắn đây là đang giúp ta trị liệu, cho nên ta muốn nhẫn, nhất định muốn nhịn xuống. Bộ ngực cao ngất bị Diệp Thần Phong bàn tay che lấp, nhưng lại thường thường có dòng nước ấm ôn nhuận, Hàn Sơ Tuyết trên mặt ửng hồng không có rút đi, trái lại thay đổi được càng thêm tiên diễm. Trong cơ thể có loại tô tô cảm giác từ bên tai, hình như có hơi yếu điện lưu tại kích thích thân thể của nàng, hai chân trong giây lát kẹp chặt, Hàn Sơ Tuyết dù sao cũng là cái chưa nhân sự nữ nhân ni. Chỗ nào chống lại như vậy khiêu khích, không, phải nói là như vậy trị liệu. Hàm răng cắn chặt môi, Hàn Sơ Tuyết thấy Diệp Thần Phong cái trán cùng với trên gương mặt hiện đầy mồ hôi hột, trong lòng mắng, Hàn Sơ Tuyết, ngươi chừng nào thì thay đổi được như thế hư hỏng. Người ta thế nhưng sẽ giúp ngươi trị liệu ni, mà ngươi lại. Diệp Thần Phong trong cơ thể không có khôi phục bao lâu linh hồn lực, đang không ngừng rót vào Hàn Sơ Tuyết trong thân thể sau, lại một lần nữa đến khô kiệt sát biên giới, hắn là đang dùng linh hồn của chính mình lực ôn nhuận Hàn Sơ Tuyết gân mạch, làm cho đối phương đứt gân mạch tái sinh, do đó đạt được liên tiếp hiệu quả. Một giờ sau, Diệp Thần Phong trong lòng hơi thở phào một cái, hoàn hảo Hàn Sơ Tuyết gân mạch đứt cũng không tính là lâu lắm, hắn miễn cưỡng là có thể liên tiếp tốt. Nếu là trễ nữa một tháng lời nói, coi như là Diệp Thần Phong cũng không có biện pháp, trừ phi hắn linh hồn lực có thể đột phá đến bát cấp. Mở hai con ngươi, thấy Hàn Sơ Tuyết nhắm chặt hai mắt dáng dấp, đóng đầy đỏ ửng đôi má tượng chỉ chín hồng cây táo, nhượng Diệp Thần Phong không nhịn được nghĩ thu nhập đi tới hôn môi, trong lòng đối Lạc Tuyết Kỳ tưởng niệm đúng càng phát đậm liệt, thế nhưng hai người cách xa nhau 500 năm, vô luận như thế nào cũng không có gặp lại lần nữa cơ hội. Hàn Sơ Tuyết cảm giác ngực dòng nước ấm từ từ tiêu thất, nhưng mà Diệp Thần Phong bàn tay còn không có ly khai, vì vậy liền mở ra đôi mắt đẹp. Tại nàng mở đôi mắt đẹp đồng thời, Diệp Thần Phong bao trùm tại Hàn Sơ Tuyết cao ngất thượng bàn tay, lại một lần nữa không nhịn được nắm một cái. Đời trước hắn và bạn gái của hắn Lạc Tuyết Kỳ trong lúc đó, đã là đột phá cuối cùng một tầng phòng tuyến, hai người lén lút trong ở chung với nhau thời gian, tướng hội nghị thường kỳ có một chút thân mật cử động. Hàn Sơ Tuyết nếu là hiện tại còn không biết Diệp Thần Phong là ở chiêm nàng tiện nghi lời nói, như vậy nàng thật đúng sống uổng đã nhiều năm như vậy, trên gương mặt đỏ bừng biến thành nổi giận, thân thể tránh ghim, hai tay hướng phía Diệp Thần Phong chộp tới, cổ họng trong quát dẹp đường, ta sớm nên nghĩ đến ngươi tên biến thái lưu manh căn bản không thể có thể liên tiếp tốt ta gân mạch. Diệp Thần Phong lúc này lực lượng trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, Hàn Sơ Tuyết như thế nhào tới trước một cái. Tướng thân thể hắn buông lỏng đặt ở dưới, Hàn Sơ Tuyết huy khởi bàn tay muốn đánh tiếp thời gian, khuôn mặt thượng tràn đầy vẻ khiếp sợ, tay của ta năng động. Tay của ta năng động. Diệp Thần Phong tâm tư vẫn như cũ đắm chìm trong đời trước trong hồi ức, đời trước bạn gái của hắn kiêm hợp tác Lạc Tuyết Kỳ, hai người tại lúc thi hành nhiệm vụ, đối phương từng một lần lại một lần giúp hắn chống đối chí mạng nguy hiểm, mà hắn cuối cùng lại đúng đem nàng một người cô linh linh bỏ lại. Đau đớn trong lòng chỉ có hắn mình mới có thể khắc sâu thể hội. Linh hồn xuyên qua đến 500 năm trước thế giới sau, Diệp Thần Phong vẫn thử đang trốn tránh, vẫn thử tướng Lạc Tuyết Kỳ thân ảnh vùi lấp dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, bởi vì hắn biết hai người đã không có gặp nhau khả năng. Nam Nhi có lệ không khẽ búng, nhưng mà Diệp Thần Phong hai mắt lại đúng đã ươn ướt. Từ trong trầm tư trở lại hiện thực. Hắn thấy Hàn Sơ Tuyết chính dùng một loại cực kỳ bất nhã tư thế ngồi ở trên thân thể của hắn huơi tay múa chân, khuôn mặt thượng đầy hưng phấn dáng tươi cười. Tuyết Kỳ, Diệp Thần Phong cổ họng trong nhẹ giọng lầm bầm một câu, sau đó vươn tay cánh tay tướng ngồi ở thân thể hắn thượng Hàn Sơ Tuyết kéo vào ngực trong.
Hàn Sơ Tuyết gân mạch khôi phục, cả người đang đứng ở trong hưng phấn ni. Diệp Thần Phong đột nhiên tập kích, để cho nàng không có ở trước tiên phản ứng kịp, đợi được nàng muốn giãy giụa thời gian, nàng chỉ cảm giác môi của mình thượng nhiều một chút ấm áp. Diệp Thần Phong môi dán thật chặt tại Hàn Sơ Tuyết mê người trên môi, đầu lưỡi đưa vào miệng của đối phương trong, nỗ lực cạy ra Hàn Sơ Tuyết hàm răng. Hàn Sơ Tuyết đôi mắt đẹp ghế ngồi tròn, sau khi nàng chạm đến Diệp Thần Phong hai con ngươi thời gian, nàng từ đối phương trong con ngươi thấy được đau đớn, thấy được quan tâm, càng thấy được thương tiếc, lẽ nào hắn thích ta? Không thể có thể, không thể có thể, ta và hắn mới nhận thức liền một ngày cũng chưa tới ni. Tại Hàn Sơ Tuyết miên man suy nghĩ chi tế, Diệp Thần Phong đầu lưỡi nhân cơ hội thuận lợi hoạt nhập trong miệng của nàng, cùng nàng cái lưỡi thơm tho quấn quýt tại cùng nơi. Ngô ngô ngô, Hàn Sơ Tuyết cổ họng trong phát ra một trận nói nhỏ, bất quá rất nhanh bị Diệp Thần Phong thế tiến công cấp bao phủ, thân thể của nàng đúng đệ nhất lần bị nam nhân cấp như thế đụng vào, trong lòng có loại đặc thù cảm giác. Chương 143, cổ võ giới đẳng cấp phân chia. Hàn Sơ Tuyết thân thể mềm mại chăm chú bị Diệp Thần Phong ôm ở trong lòng, toàn thân cao thấp thậm chí ngay cả một ít khí lực cũng xử không được, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần Phong đối với nàng muốn làm gì thì làm, hai điều thon dài đùi đẹp giáp quá chặt chẽ, bởi thân thể của nàng đặc biệt mẫn cảm, vẫn là lần đầu tiên cùng một người nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, trên thân thể rất nhanh có phản ứng. Diệp Thần Phong miệng còn đang liều mạng đòi lấy Hàn Sơ Tuyết trong miệng hương vị ngọt ngào chất lỏng ni. Giờ khắc này hắn hoàn toàn coi Hàn Sơ Tuyết là hắn đời trước bạn gái Lạc Tuyết Kỳ, thầm nghĩ muốn đem hết khả năng đi thương tiếc đối phương, thương yêu đối phương. Cái hôn này đầy đủ rằng có hơn 2 phút đồng hồ, thẳng đến cảm giác hô hấp thời điểm khó khăn, Diệp Thần Phong mới đình chỉ thế tiến công, mở đen kịt hai con ngươi, nhìn trong lòng thẹn thùng giai nhân, trong đầu hắn ông một tí phản ứng lại, cái này hắn biết phá hủy, bản thân thác coi Hàn Sơ Tuyết là làm Lạc Tuyết Kỳ. Tỉnh táo lại, Diệp Thần Phong đương nhiên không thể đủ lại tiếp tục chiếm tiện nghi đi xuống, mặc dù nói chiêm một mỹ nữ tiện nghi, hắn đặc biệt cam tâm tình nguyện, thế nhưng hắn cũng có bản thân nguyên tắc làm người, hắn vừa rồi hoàn toàn là coi Hàn Sơ Tuyết là thành đúng Lạc Tuyết Kỳ thay thế thưởng thức. Từ trong cổ hồng đến trên gương mặt Hàn Sơ Tuyết, trong lòng nai con nhảy loạn, cảm giác Diệp Thần Phong đình chỉ đối với nàng xâm lược, nàng ký vui sướng, lại có vài phần thất lạc, mở đôi mắt đẹp. Đập vào mi mắt rõ ràng là Diệp Thần Phong thần sắc khó xử. Khôi phục một ít khí lực thân thể, vội vã dùng rằng từ Diệp Thần Phong trên người đứng lên, trong lòng không phẫn thầm nghĩ còn trang cái gì vô tội. Ngươi chính là tên lưu manh biến thái. Hàn Sơ Tuyết vừa đứng thẳng thân thể, chỉ cảm thấy hai chân trong còn là sử không xuất lực khí, một cái lảo đảo lại hướng xuống đất xuất đi, Diệp Thần Phong đúng lúc từ trên mặt đất đứng lên. Sắp sửa té ngã trên đất, Hàn Sơ Tuyết ôm vào trong lòng. Hàn Sơ Tuyết thân thể đụng phải Diệp Thần Phong đầy cõi lòng, bộ ngực cao ngất không sai chút nào để tại Diệp Thần Phong rắn chắc trên ngực, cả khuôn mặt cũng dán thật chặt tại Diệp Thần Phong ngực. Thế nào liền đứng cũng không vững, theo lý mà nói người gân mạch đã hoàn toàn liên tiếp tốt ra. Bình thường bước đi tuyệt đối không thành vấn đề. Diệp Thần Phong lúng túng sờ sờ mũi, đối với vừa rồi hắn đối Hàn Sơ Tuyết đã làm sự tình. Hắn trong lòng thật là có điểm thành quỷ cảm giác chột dạ ni. Hàn Sơ Tuyết thở phì phò đẩy ra Diệp Thần Phong, trong lòng mắng, tử lưu manh, tử biến thái, cái này còn không là bởi vì ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta sẽ đứng không vững sao. Muốn khởi mới vừa rồi cùng Diệp Thần Phong triền miên tràng cảnh, nàng hai bên đôi má tự càng phát đỏ bừng. Trong miệng cắn chặt hàm răng, chém ra bàn tay liền hướng Diệp Thần Phong trên khuôn mặt đánh. Bất quá Diệp Thần Phong dễ dàng bắt được Hàn Sơ Tuyết cổ tay, nói rằng, làm người tốt thật đúng là không có hảo báo ni. Cái này trên thế giới thế nào có như người vậy người vong ân phụ nghĩa. Hàn Sơ Tuyết tức giận ngực cao ngất kịch liệt phập phồng, hai điều mày liễu hơi nhíu lại, nàng phát hiện mình chân gân cùng gân tay mặc dù ngay cả tiếp hảo, thế nhưng chút nào thay đổi không khởi trong cơ thể chân kinh, cùng một cái tay trói gà không chặt phổ thông nữ nhân không có lưỡng dạng. Cố nén lửa giận trong lòng, Hàn Sơ Tuyết thu bàn tay về, hỏi ta vì sao không thể đủ sử dụng trong cơ thể chân kinh. Có phải là ngươi hay không dở trò quỷ? Diệp Thần Phong nhún vai, nói rằng, thật con mẹ nó đúng chó cắn lã động tân, không nhìn được lòng tốt, ta Diệp Thần Phong khó có được làm một hồi người tốt, lại còn rơi vào như vậy kết cục. Nếu không gặp phải ta,
chỉ sợ ngươi cả đời đều chỉ có thể làm một người tàn phế nhân sĩ, còn muốn khôi phục trước kia thực lực. Ngươi nghĩ rằng ta đúng thần tiên trên trời sao? Hàn Sơ Tuyết đôi má đỏ bừng, hàm răng khinh cắn môi, nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong sắc mặt tái nhợt, nàng mới biết mình là trách oan đối phương, nguyên bản nàng biết coi như là hoa đà trên đời, phỏng chừng cũng không thể có thể để cho nàng đứng lên tự hành đi bộ, mà hiện tại trước mặt tên biến thái này lưu manh lại đúng làm xong rồi, đây nhất định là yêu cầu tiêu hao rất lớn tinh lực đi. Hàn Sơ Tuyết trong lòng mơ hồ toát ra hổ thẹn, bất quá muốn nàng hướng Diệp Thần Phong tên biến thái này lưu manh xin lỗi, đúng trăm triệu không thể nào, hồi lâu sau mới nói một câu, vừa rồi toán ta trách oan ngươi. Cái gì gọi là xem như là trách oan ta? Rõ ràng chính là ngươi trách oan ta, về phần ngươi muốn khôi phục trước thực lực, cũng đều không phải chuyện không thể nào, bất quá bây giờ ta nhất định là làm không được, có thể đằng 2-3 tháng, hay hoặc giả là 1 năm rưỡi tái sau đó, ta là có thể cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Sơ Tuyết trong cơ thể đứt gân mạch vừa liên tiếp tốt, chỉ là thuần túy bế tắc mà thôi, đẳng Diệp Thần Phong khôi phục linh hồn lực là có thể bang đối phương đả thông, thế nhưng không biết vì sao hắn trong lòng có loại muốn đem Hàn Sơ Tuyết giữ ở bên người xung động, có lẽ là bởi vì đối phương lớn lên rất giống hắn đời trước bạn gái Lạc Tuyết Kỳ đi. Thì là liên tiếp tốt kết thúc nứt ra gân mạch, khôi phục không được trước kia thực lực, đây đối với Hàn Sơ Tuyết mà nói cũng căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Nếu như từ nay về sau thật biến thành một cái nhược chất nữ lưu, như vậy nàng đại thù còn thế nào báo? Như vậy còn không bằng trực tiếp ly khai cái này thế giới ni. Thế nhưng Diệp Thần Phong lời nói lại dấy lên trong lòng nàng mong muốn, nhất 2 năm nàng có thể đẳng, nàng còn ngóng nhìn tướng thủ thi thể của người dẫm nát dưới bàn chân như vậy một ngày ni. Hiện tại Hàn Sơ Tuyết đối Diệp Thần Phong lời nói không ở kiềm giữ nghi ngờ, có thể tại chừng 1 canh giờ thời gian. Tướng nàng đứt gân mạch liên tiếp người tốt, chẳng lẽ còn không thể đủ để cho nàng khôi phục lại dĩ vãng thực lực mà? Ngươi rốt cuộc là ai? Còn ngươi nữ hồi thị trường giao dịch thời gian, đúng không phải là cùng Dịch Thuận Phách Mại trường lão bản Tam gia đã giao thủ? Hai người các ngươi đúng người nào thắng? Hàn Sơ Tuyết biểu tình lạnh lạnh hỏi Diệp Thần Phong. Ta thuần túy chính là một cái bất học vô thuật ăn chơi trác táng mà thôi, về phần ngươi nói cái kia Tam gia còn là nhị gia. Lão tử ta 3 ngày sau tự nhiên sẽ đi đả đảo hắn. Diệp Thần Phong nhún vai nói rằng. Hàn Sơ Tuyết đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Thần Phong chỉ là cái bất học vô thuật ăn chơi trác táng. Nếu là ăn chơi trác táng đều có hắn cái này phó bản lãnh, như vậy bí ẩn cổ võ giới còn nhằm nhò gì a? Audio điện tử võ tấn bền. Đương nhiên nàng cũng đồng dạng từ Diệp Thần Phong trong lời nói. Đã biết Diệp Thần Phong cùng Tam gia đệ nhất lần giao thủ, Diệp Thần Phong đúng hoàn toàn bị thua, về phần 3 ngày sau nhất định hội đánh bại Tam gia các loại lời nói, trực tiếp bị Hàn Sơ Tuyết cấp bỏ quên, dựa vào ngắn ngủn 3 ngày thời gian có thể có nhiều biến hóa lớn. Người nào không biết thực lực đều đúng tích lũy tháng ngày mới có thể đề cao. Ta khuyên người 3 ngày sau còn là không muốn đi tìm Tam gia, bằng không lần này mạng của ngươi khẳng định có lẽ nhất, người biết chúng ta cổ võ giới thực lực phân chia sao. Ngươi biết Tam gia thực lực đến trình độ nào sao? Hàn Sơ Tuyết liên tiếp hỏi 2 vấn đề. Cổ võ giới thực lực phân chia không phải là hoàng giai, huyền giai, địa giai cùng thiên giai mà. Diệp Thần Phong đời trước tuy rằng chưa có tiếp xúc qua cái gì cổ võ giả, thế nhưng cổ võ giới cơ bản đẳng cấp phân chia, hắn vẫn hơi có nghe thấy. Xem ra ngươi đối cổ võ giới còn thật là có điểm tách ra ni. Ngươi cái này 4 cái cấp bậc là nói không sai. Chỉ bất quá mỗi một cấp bậc còn chia làm hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm, Tam gia thực lực đã là huyền giai thượng phẩm, thậm chí là một chân đã bước vào địa giai, chỉ dựa vào 3 ngày ngươi đã nghĩ muốn còn hơn hắn. Ngươi cái này thuần túy thực đang nằm mơ. Hàn Sơ Tuyết hảo ý nhắc nhở, bất kể như thế nào nàng có thể hay không đủ khôi phục thực lực, còn tất cả đều phải dựa vào Diệp Thần Phong ni. Nguyên lai đồng đẳng cấp cổ giữa các võ giả còn có như thế tỉ mỉ phân chia ni. Xem ra Diệp Thần Phong lần trước tại Thiên Hải gặp phải sát thủ, kỳ thực lực tối đa đã ở huyền giai trung phẩm trình tự, lần này Hàn Sơ Tuyết trái lại cho hắn học bổ túc một tí cổ võ giới tri thức, sau đó có rãnh rỗi còn nhất định phải nhiều hơn đi tách ra cổ võ giới ni. Dù sao Diệp Thần Phong cha mẹ tai nạn xe cộ liên lụy đến cổ võ giới chính giữa người, chi kỷ chi bỉ mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Chương 144, Cảm tạ.
Diệp Thần Phong như không có chuyện gì xảy ra nói rằng, không thử một lần lại làm sao biết ni. Ta một cách tự tin 3 ngày sau còn hơn cái kia cái gì chó má Tam gia. Huống hồ bằng hữu của ta ở trên tay hắn, thì là không có nắm chắc tất thắng, ta cũng hội đúng giờ phó ước, bả bằng hữu bỏ lại có thể điều không phải ta Diệp Thần Phong tính cách. Hàn Sơ Tuyết trong lòng khẽ run lên, trong lòng nhiều lần Diệp Thần Phong nói nửa câu sau lời nói, bả bằng hữu bỏ lại có thể điều không phải ta Diệp Thần Phong tính cách, Thu Thủy Bàn trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một luồng nói không rõ, không nói rõ thần sắc, ngược lại nói rằng tùy ngươi, ngươi muốn đi chịu chết, tự đi chịu chết đi. Hàn Sơ Tuyết ở trong huyệt động tìm khắp ngõ ngách ngồi xuống, ánh mắt hút ra Diệp Thần Phong trên người, bất quá ánh mắt vẫn là không nhịn được hướng tới Diệp Thần Phong trên người liếc, dường như Diệp Thần Phong trên người có nào đó ma lực thông thường hấp dẫn nàng. Mặt trời mới mọc, nghỉ ngơi một đêm, Diệp Thần Phong cảm giác tinh thần đặc biệt tốt, ngày hôm nay hắn muốn bắt khẩn thời gian điều chế để thăng thực lực nước thuốc, dù sao lưu cấp thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Thấy Diệp Thần Phong hướng tới bên ngoài sơn cốc đi, Hàn Sơ Tuyết hỏi, ngươi muốn đi làm gì? Hái thảo dược, Diệp Thần Phong giản đơn sáng tỏ hồi đáp, bất quá ngược lại thấy Hàn Sơ Tuyết cùng sau lưng hắn, lúc này đổi hắn nghi vấn, ngươi theo ta làm gì? Lẽ nào tự cho phép ngươi hái thảo dược, không cho phép ta hái thảo dược sao? Hàn Sơ Tuyết mặt lạnh hỏi, nhưng thật ra là nàng đối Diệp Thần Phong càng phát tò mò. Nàng đảo muốn nhìn tên lưu manh này biến thái có thể dựa vào cái gì tại trong vòng 3 ngày để thăng thực lực. Cho nên hắn mới quyết định muốn đi theo đối phương. Được, vậy ngươi theo đi. Nhìn Hàn Sơ Tuyết tờ này quen thuộc không thể đủ lại khuôn mặt quen thuộc, Diệp Thần Phong trong lòng hơi thở dài một hơi, hắn nói không nên lời cự tuyệt tới. Diệp Thần Phong đối với hắn cần 5 chủng thảo dược là phi thường quen thuộc, thậm chí còn bọn họ thích hợp cái gì hoàn cảnh sinh trưởng, hắn đều đúng nhất thanh nhị sở. Ai bảo hắn đời trước bất luận cái gì lĩnh vực đều tiếp xúc qua ni. Cái này đối với hắn mà nói đúng một bữa ăn sáng sự tình. Hàn Sơ Tuyết từ đầu đến cuối đều đúng yên lặng cùng sau lưng Diệp Thần Phong, nhìn Diệp Thần Phong chăm chú hái thảo dược biểu tình, gỡ gỡ cái trán trước sợi tóc, nàng không phủ nhận Diệp Thần Phong lớn lên thật rất tuấn tú, là một đủ để cho rất nhiều nữ nhân mê luyến nam nhân. Suy nghĩ một chút, Hàn Sơ Tuyết tự càng nghĩ càng bất thường mùi. Vội vàng ở trong lòng gắt một cái, Hàn Sơ Tuyết, ngươi lẽ nào bị tên biến thái này lưu manh tẩy não sao? Hắn cái này phó đồ con lợn dạng cũng gọi xuất. Đúng lúc này, nhất điều nửa thước trường, trên thân thể có đủ mọi màu sắc hoa văn xà, đang chậm rãi bơi về phía Hàn Sơ Tuyết mắt cá chân, ở vào ngây người chính giữa Hàn Sơ Tuyết không chút nào phát hiện nguy hiểm của mình tình cảnh, vừa nhìn con rắn này trên người vằn, chỉ biết nó tuyệt đối điều không phải nhất điều người lương thiện. Chỉ thấy con rắn kia bơi tới Hàn Sơ Tuyết bên cạnh thời gian, không chút do dự hướng phía chân của nàng hóa cắn xuống, mắt cá chân bị đau, có thể dùng nàng cổ họng trong phát ra kêu đau một tiếng, nếu là đổi thành phổ thông nữ nhân lời nói, sợ rằng cần phải muốn la to đi ra. Diệp Thần Phong liền bận xoay người lại, đúng dịp thấy cái kia bơi về phía xa xa độc xà, 3 bước tỉnh 2 bước đi tới Hàn Sơ Tuyết bên cạnh, không có đẳng đối phương nói, hắn tự ngồi xổm xuống thân thể. Thình lình thấy Hàn Sơ Tuyết trắng nõn mắt cá chân thượng nhiều hơn 2 cái thật nhỏ mắt lỗ, vừa nhìn liền biết là bị độc xà cấp cắn. Diệp Thần Phong cái này một loạt động tác quá nhanh, đợi được Hàn Sơ Tuyết phản ứng kịp, vừa định muốn lúc nói chuyện, nàng tự cảm giác chân của mình hóa thượng bị ấm áp ướt át cấp bọc lại, toàn thân cao thấp như tàu điện lưu kích thích, thân thể mềm mại vậy mà hơi run rẩy. Cúi đầu vừa nhìn, Diệp Thần Phong đang dùng miệng của hắn đang giúp nàng hút độc ni. Rất nhanh Hàn Sơ Tuyết béo mập đôi má dính vào một tầng đỏ ửng, trong đầu không khỏi liền nghĩ tới tối hôm qua bị Diệp Thần Phong cưỡng hôn tình cảnh. Giữa lúc Hàn Sơ Tuyết tim đập càng lúc càng nhanh thời gian, nàng cảm giác thân thể của mình nhất khinh, đợi được tỉnh hồn lại thời gian, nàng mới phát hiện thân thể của chính mình lại bị Diệp Thần Phong cấp hoành ôm vào trong lòng. Lần này Hàn Sơ Tuyết cực kỳ không có ở dãy ruộng, chỉ là an tĩnh nhìn Diệp Thần Phong đường viền rõ ràng khuôn mặt. Nàng phát hiện tên lưu manh này biến thái ôm ấp còn là thật ấm áp, để cho nàng nhìn không được có loại muốn buồn ngủ xung động. Diệp Thần Phong ôm Hàn Sơ Tuyết trở lại sơn cốc chính giữa thời gian, hắn phát hiện trong ngực giai nhân đã là tiến nhập mộng đẹp, tướng Hàn Sơ Tuyết thân thể bỏ vào trong huyệt động, nhìn nàng từ từ nhắm 2 mắt ấm áp thỏa mãn dáng dấp, Diệp Thần Phong môi nhìn không được trên trán nàng nhẹ nhàng điểm nhất điểm, lẩm bẩm, lẽ nào ngươi là cái này thế giới tuyết kỳ sao?
vô luận như thế nào chỉ cần có ta tại, sau đó ta tự tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đã bị bất cứ thương tổn gì. Năm chủng yêu cầu cùng Vân Đằng cô cùng nơi điều chế nước thuốc thảo dược toàn bộ hái đủ, Diệp Thần Phong dùng một tảng đá làm thành một cái thịnh đồ đồ đựng dụng cụ, tướng Vân Đằng cô cùng năm chủng thảo dược đẳng tỷ lệ điều chế, lúc này hắn cũng không dám dễ dàng sử dụng Vân Đằng cô chi vương, chỉ là Vân Đằng cô chi vương chính giữa dược lực quá mạnh mẽ, sợ rằng đẳng tỷ lệ điều chế lời nói, toàn bộ nước thuốc hội mất đi cân đối, đến lúc đó Diệp Thần Phong phục dụng còn không biết hội xảy ra chuyện gì ni. Thượng một lần Diệp Thần Phong thế nhưng nếm được trực tiếp dùng Vân Đằng cô chi vương đau khổ, lại mà hiện tại thời gian eo hẹp túc, cũng không có thời gian lưu cho hắn từ từ phối trí, cho nên dưới mắt chỉ có thể dùng phổ thông Vân Đằng cô. Đại khái sau nửa giờ, Diệp Thần Phong đã đem đề thăng linh hồn lực nước thuốc cấp phối trí đi ra, không nói lời gì một hơi thở uống vào trong bụng, lập tức ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Lục sắc nước thuốc theo cổ họng hoạt nhập thực quản, cuối cùng tiến vào trong dạ dày. Có loại phá lệ sảng khoái thanh lương cảm giác, rất nhanh Diệp Thần Phong cũng cảm giác được, trong cơ thể linh hồn lực bắt đầu có ba động, không chút nào lần trước trực tiếp dùng Vân Đằng cô chi vương đau khổ, trái lại thư sướng không gì sánh được. Theo thời gian trôi qua, lại một giờ quá khứ, trong huyệt động Hàn Sơ Tuyết từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại, nhớ lại vừa rồi Diệp Thần Phong không chút do dự giúp nàng hút độc hình ảnh, nàng nhất trái tim tự nhảy lợi hại. Từ trong huyệt động đi tới, liếc mắt liền thấy được cách đó không xa ngồi trên chiếu Diệp Thần Phong, Hàn Sơ Tuyết cảm thấy trên người đối phương có luồng năng lượng cường đại ba động, trong lòng kinh ngạc nói cái này, đây là có chuyện gì? Thế nào mới một hồi công phu, thực lực của hắn ngay đại phúc độ bay lên, nhưng lại không có dừng lại xu thế ni. Xuất phát từ hiếu kỳ Hàn Sơ Tuyết hướng phía Diệp Thần Phong đi tới, giữa lúc Hàn Sơ Tuyết đi tới Diệp Thần Phong trước mặt thời gian. Diệp Thần Phong quanh mình năng lượng ba động càng ngày càng mãnh liệt, cổ họng trong chợt giống lên một tiếng, một luồng năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng đi tứ tán. TTTTTI phục vỡ vụn thanh âm quanh quẩn tại bên trong sơn cốc, Diệp Thần Phong vừa mở mắt, nhường hắn phun máu mũi hình ảnh tự trình hiện tại trước mắt hắn, chỉ thấy đứng ở trước mặt hắn Hàn Sơ Tuyết, trên người ti chất quần áo toàn bộ vỡ vụn, trên thân thể trắng nõn toàn bộ bị Diệp Thần Phong nhìn một cái không sót gì. À, lúc này Hàn Sơ Tuyết thật lãnh tĩnh không được, cổ họng trong hoảng sợ đại kêu lên, không có quần áo che đậy thân thể mềm mại vội vã ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, hai tay chống đỡ trước ngực nhượng bất kỳ một cái nào nam nhân đều thèm nhỏ dãi cao ngất. Diệp Thần Phong có chút lúng túng sờ sờ mũi, xem ra trước mặt đây hết thảy lại là hắn tạo thành, tướng trên người áo khoác cởi ra, khoác ở Hàn Sơ Tuyết trên người. Hàn Sơ Tuyết cảm giác thân thể ấm áp, mở đôi mắt đẹp thấy trên người của mình phủ thêm Diệp Thần Phong áo khoác, với lại áo khoác thượng còn có chứa Diệp Thần Phong nhiệt độ cơ thể ni. Đỏ mặt thấp giọng nói rằng, cảm tạ. Nói xong câu này cảm tạ sau, Hàn Sơ Tuyết mới phát giác không được bình thường, y phục của nàng không phải là bị Diệp Thần Phong cấp hủy diệt mà. Trong lòng giận dữ thầm nghĩ, ta tại sao phải tạ ơn cái này biến thái lưu manh. Xem ra ta thật cũng bị hắn cấp tẩy não. Hàn Sơ Tuyết nhất nghĩ đến mới cùng với Diệp Thần Phong một ngày ngắn ngủi, thân thể của nàng đã bị đối phương sờ qua, ôm qua, thậm chí hiện tại thân thể còn bị toàn bộ thấy hết, trong lòng ngoại trừ nổi giận ở ngoài, còn có một loại khác tâm tình tại nảy mầm, đương nhiên nàng bây giờ còn hoàn toàn không có phát hiện. Chương 145, Tống Gia Thịnh Nộ. Kinh thành Tống Gia gia chủ tên là Tống Nghị Cương, năm nay đã có 68 tuổi cao linh. Nhưng mà thủ chính giữa vẫn như cũ là nắm có quốc gia thực quyền, còn hơn Diệp gia Diệp lão gia tử đúng không kém chút nào. Lúc này, Tống lão gia tử trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, ở trước mặt hắn đứng hai nam một nữ, bọn họ tại Tống lão gia tử trước mặt liền cũng không dám thở mạnh một tí. Một tên trong đó trung niên nam nhân cùng một người trung niên nữ nhân theo thứ tự là phụ thân của Tống Trung Tống Quy cùng mẫu thân Hồ Lộ. Mà đứng tại bọn họ bên cạnh một gã khác 27-28 tuổi thanh niên tên là Tống Bân, chính là Tống Trung ca ca ruột thịt. Tống lão gia tử Tống Nghị Cương dưới gối tổng cộng có 3 cái nhi tử, trước mặt Tống Quy là của hắn con lớn nhất, lão nhân âm trầm gương mặt, khàn khàn hai con ngươi chính giữa ẩn hàm tức giận. Tống Trung theo trung niên mập mạp đi biên cảnh thị trường giao dịch đúng sự tình, trước đó hắn liền không có một người nói cho, thẳng đến ngày hôm qua Tống lão gia tử mới biết được chuyện này. Gọi điện thoại cho Tống Trung, thân là Tống gia đích hệ tử tôn, tại sao có thể cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa ni.
Lúc này Tống lão gia tử chuẩn bị xong tốt sửa chỉ một phen bản thân người cháu này, nhưng mà điện thoại đánh tới vậy mà nhận được ngữ âm hộp thư, điều này làm cho Tống lão gia tử càng thêm đúng tức giận vạn phần. Bất quá chuyện về sau rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, Tống lão gia tử thân là nước Hoa cao tầng, muốn cho dưới quan viên đi làm sự tình còn là dễ dàng, vì vậy liền một chiếc điện thoại trực tiếp đánh tới biên cảnh phụ cận trong thành thị. Thị trưởng Tại nhận được Tống lão gia tử điện thoại sau, không chút do dự tướng sự tình đáp ứng, bởi vì hắn biết nếu như có thể trèo đi lên kinh thành Tống ra cái này cây cao chi, có thể hắn tương lai là có thể một bước lên mây, trực tiếp điều đi đến kinh thành cũng nói không nhất định. Cho thị trưởng thành phố mang theo liên can võ cảnh hấp tấp chạy tới biên cảnh thị trường giao dịch, tại một phen điều tra sau, xác định Tống Trung là tới qua ở đây, mà bây giờ lại tìm không được hắn người này. Tướng lữ quán nội hình ảnh theo dõi điều đi ra, chỉ thấy Tống Trung cùng trung niên mập mạp đêm qua sau khi vào phòng, sẽ không có trở ra, trên đường cũng không có ai đi vào, cái này kỳ quái, Tống Trung cùng trung niên mập mạp lẽ nào hư không tiêu thất sao? Lần nữa tướng biên cảnh thị trường giao dịch lục soát một phen sau, vẫn như cũ là nhất vô sở hoạch, lúc này thị trường trong lòng thấp thỏm, sự tình không có làm thật đáng sợ đúng hội đưa tới Tống thủ trưởng cuồn cuộn ngất trời giận dữ đi. Đến lúc đó đừng nói là muốn một bước lên mây, có thể hay không đủ bảo vệ hắn bây giờ thị trường vị cũng khó nói a. Luôn mãi do dự sau đó, thị trường còn là tướng tình huống nơi này nhất ngũ nhất thập báo cáo cho Tống Nghị Cương. Tống Nghị Cương đúng vô cùng nhân vật khôn khéo, nhà mình tôn tử tại lữ quán chính giữa hư không tiêu thất. Nếu là người bình thường khẳng định sẽ cho rằng là quỷ quái, thế nhưng Tống lão gia tử có thể không tin cái này trên thế giới thật sự có quỷ, như vậy duy nhất đáp án chính là của hắn tôn tử Tống Trung xảy ra chuyện rồi. Lâu như vậy cũng không có ai gọi điện thoại đến Tống gia, bởi vậy có thể đoán được đó cũng không phải đơn thuần bắt cóc, cháu của hắn Tống Trung có trăm phần có 80-90 khả năng đã là bị mất mạng. Ngồi ở trên ghế Tống lão gia tử, khô gầy hai tay của bỗng nhiên tụ lại, hai con ngươi nhìn Tống Quy cùng Hồ Lộ, của trách đạo, bình thường cho các ngươi không nên quá cưng chiều tiểu hỗn đản, hiện tại các ngươi hài lòng chưa? Nghe đến lão gia tử của trách, cúi đầu Hồ Lộ liền vội vàng hỏi, ba, tiểu trung hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, ba, nếu là hắn nhạ ngài sinh khí, đặng hắn trở về sau đó ta nhất định thật tốt giáo huấn hắn. Tống Quy vội vã phụ họa nói. Từ vừa rồi bọn họ tiến nhập thư phòng sau, Tống lão gia tử một câu nói cũng chưa nói, chỉ là âm trầm gương mặt, bọn họ lại không dám hỏi nhiều. Tống lão gia tử tại Tống gia có tuyệt đối uy nghiêm, có thể nói Tống lão gia tử chính là Tống gia một mặt cờ xí, nếu như hắn ngã xuống, Tống gia cũng tựu danh nghĩa. Tựu như cùng trước đây Diệp lão gia tử làm bộ trọng bệnh sau, Diệp gia cũng trong một đêm biến thành tường đảo vạn người thôi cục diện. Tống lão gia tử nhẹ nhàng hít một hơi, tự giễu cười một tiếng, nói rằng, nếu là hắn có thể trở về hoàn hảo làm, chỉ sợ các ngươi đời này đều không thấy được hắn. Ba, ngài nói cái gì? Chúng ta vì sao đời này đều không thấy được tiểu trung? Hồ Lộ tâm tình kích động hỏi. Tống lão gia tử tướng biết đến tình huống cùng đoán rằng nhất ngũ nhất thập nói một lần, cuối cùng thở dài một hơi nói rằng, hiện tại mặc dù không có phát hiện tiểu trung thi thể, thế nhưng tiểu trung đã 89/10. Tống lão gia tử trong lòng cũng tràn đầy bi thương, thì là Tống Trung như thế nào đi nữa không chịu thua kém, cũng là hắn Tống Nghị Cương tôn tử a. Khàn khàn hai con ngươi chính giữa bắn ra hai đạo tinh quang, thấp giọng lẩm bẩm, không để cho ta biết ai là hung thủ, bằng không ta Tống gia tuyệt đối không hội từ bỏ ý đồ. Không, không, sẽ không, tiểu trung không có việc gì, tiểu trung không có việc gì. Hồ Lộ cổ họng trong ô nức nở nuốt lên, nàng cũng không suy nghĩ thật kỹ nếu không từ nhỏ nàng cái này làm mẹ đối Tống Trung thương yêu không gì sánh được, thậm chí là Tống Trung làm ra sát nhân chuyện phạm pháp, Tống gia cũng là một lần lại một lần giúp hắn chùi đít, bằng không hội gây thành hôm nay cục diện này mà. Ba, rốt cuộc là ai tại đối phó chúng ta Tống gia? Chuyện này chúng ta nhất định muốn truy xét được để a. Tống Quy giàu gì cũng là một người nam nhân. Không có giống như Hồ Lộ khóc sướt mướt. Đối, ra ra, ta nhất định nên vì tiểu trung báo thù. Vẫn đứng ở một bên không nói gì Tống Bân cũng lên tiếng, hắn và đệ đệ Tống Trung cảm tình vẫn rất tốt. Biên cảnh thị trường giao dịch cá con mắt hỗn tạp, huống hồ tiểu trung đúng ở trong phòng hư không tiêu thất, máy theo dõi căn bản không có vỗ tới hữu dụng hình ảnh,
chuyện này ta hoàn thật đúng nhất gật đầu tự cũng không có ni. Tống lão gia tử thở dài nói rằng. Ba, bằng không chúng ta đem bọn họ giúp đỡ đi. Ta nghĩ dùng năng lực của bọn họ nhất định có biện pháp, lại mà có thể nhường Tiểu Trung ở trong phòng hư không tiêu thất người, khẳng định cũng điều không phải hời hợt hạng người. Tống Quy thận trọng nói rằng. Ngươi cho là bọn họ hội nghe ta sao? Chúng ta Tống gia nhiều nhất cũng chính là bọn họ tại thế tục trong một con cờ mà thôi, chuyện này còn là do tự chúng ta chậm rãi điều tra đi. Tống lão gia tử phất phất tay, ý bảo Tống Quy bọn họ có thể lui xuống. Tống Quy còn muốn nói lời nói, nhưng khi nhìn đến lão gia tử nhắm lại hai con ngươi, hắn cũng chỉ có thể đỡ khóc sướt mướt hổ lộ đi ra thư phòng, Tống Bân theo sát phía sau. Tại Tống Quy bọn họ ly khai thư phòng sau, Tống lão gia tử lại mở ra hai con ngươi, cổ họng trong lẩm bẩm, rốt cuộc là ai lại đối với chúng ta Tống gia xuất thủ. Chuyện này ngươi sẽ không tất suy nghĩ nhiều, biên cảnh thị trường giao dịch cái loại địa phương đó loại người gì cũng có thể ngươi không tranh khí tôn tử chỉ là đơn thuần bị người giết cũng nói không nhất định. Trong thư phòng không biết lúc nào xuất hiện một đạo hắc ảnh, toàn thân nước sơn trường bào màu đen, cả khuôn mặt yểm dấu ở túi mạo trong, thấy không rõ lắm hắc y nhân hình dạng. Tống Nghị Cương đối hắc y nhân xuất hiện, khuôn mặt thường không chút nào lộ ra thần sắc kinh ngạc, thản nhiên nói, chúng ta Tống gia hiện tại tốt xấu còn coi như các ngươi trong tay nhất khỏa trọng yếu quân cờ, lẽ nào các ngươi tựu thật không chuẩn bị giúp ta tra một chút. Nói thật đi, ngươi không tranh khí tôn tử trong mắt của ta nhiều lắm xem như là nhất cái phế vật, tử đối Tống gia các ngươi tỉnh không có có ảnh hưởng gì, bất quá ngươi nói cũng đúng, dù sao hiện tại Tống gia các ngươi là của chúng ta một con chó. Đà cầu còn phải xem chủ nhân ni. Chuyện này ta sẽ nhường người đi xử lý, về phần có thể hay không tra ra kết quả tới, ta tự không xác định. Hắc y nhân thái độ ngạo mạn nói rằng, nếu như bị kinh thành người nghe được, có người lại dám bả Tống gia tỷ dụ thành một con chó, sợ rằng cần phải muốn kinh ngạc rớt xuống mong chờ không thể. Tống Nghị Cương khuôn mặt thượng miễn cưỡng vẫn duy trì một vòng dáng tươi cười, bất quá không khó nhìn ra hắn khàn khàn hai con ngươi chính giữa. Tràn đầy biệt khuất phẫn nộ. Chương 146, Phó ước. Ba ngày ước hẹn, thời gian một cái nháy mắt đã đến, linh hồn lực từ cấp 5 để thăng tới lục cấp sau, Diệp Thần Phong thực lực xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, hiện tại hắn một cách tự tin chiến thắng qua Tam gia, dù sao đêm hôm đó hắn và Tam gia chính diện đối chiến qua, đối Tam gia chỉnh thể thực lực trong lòng cũng có để. Đứng tại bên trong sơn cốc, nhìn từ đông mọc lên mặt trời mới mọc, Diệp Thần Phong duỗi người, hắn nửa người trên chỉ mặc một cái đơn bạc áo sơ mi, nửa người dưới mặc nhất điều hoa ô vuông góc bẹt khố, thỉnh thoảng một trận gió lạnh thổi qua, nhượng hắn là càng thêm tinh thần chấn hưng. Không có biện pháp, thiên linh hồn lực đang đột phá sát na, ai bảo Hàn Sơ Tuyết vừa vặn đứng ở trước mặt hắn ni. Tràn đầy tán đi ra ngoài năng lượng ba động, trực tiếp làm vỡ nát Hàn Sơ Tuyết quần áo, tại cấp bách cho không biết làm sao chi hạ. Diệp Thần Phong chỉ có thể tướng áo khoác cùng quần cởi cấp đối phương mặc. Tốt xấu hắn cũng là một cái đường đường tránh tránh nam nhân, ở vào thời điểm này cũng không thể đủ nhượng Hàn Sơ Tuyết một nữ nhân người trần chuồng đi. Huống chi Hàn Sơ Tuyết còn có một chương cùng hắn đời trước bạn gái Lạc Tuyết Kỳ gương mặt giống nhau như đúc, điều này làm cho hắn rất lâu ngày hậu đều không tự chủ được muốn đi quan tâm đối phương, che chở đối phương. May mà Diệp Thần Phong có thể tướng linh hồn lực phóng ra ngoài, bao vây tại toàn thân cao thấp trên da, nếu là đổi thành một cái phổ thông nam nhân, tại mắt tháng 11 phần nguyên thủy xâm lâm chính giữa, thì là không bị đông chết, sợ rằng cóng đến toàn thân run đúng không thể tránh được, làm sao giống chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí giống nhau, tại mùa đông không có mặc quần áo cùng mặc quần áo là giống nhau. Đứng tại hoàng sắc cự mãng động Hàn Sơ Tuyết, thân thể mềm mại thượng ăn mặc Diệp Thần Phong quần áo, như vậy lành lạnh nhất vị mỹ nữ. Mặc vào y phục của nam nhân, thật đúng là khác có một phen phong vị ni. Đúng một loại khác mỹ cảm. Nhìn đắm chìm trong ánh sáng mặt trời quang huy chính giữa Diệp Thần Phong, nghe trên y phục Diệp Thần Phong lưu lại vị đạo, Hàn Sơ Tuyết thân thể mềm mại không khỏi thay đổi được không được tự nhiên lên, ăn mặc Diệp Thần Phong đi qua y phục cùng quần, loại cảm giác này hình như là toàn thân cao thấp đang bị Diệp Thần Phong luôn luôn xoa ni. Có thể dùng gò má của nàng không khỏi hơi phiếm hồng một mảnh. Tử lưu manh, đồ lưu manh, người nghĩ rằng ta hiếm lạ xuyên y phục của ngươi sao? Nếu không nhìn tại ngươi giúp ta liên tiếp tốt gân mạch, vẫn có thể giúp ta khôi phục thực lực phân thượng, ta sớm sẽ không khách khí với ngươi.
Hàn Sơ Tuyết cắn chặt ngân nha, tại bên mép tức giận bất bình thấp giọng nói lầm bầm. Nàng cái này thuần túy là ở tìm cho mình viện cớ, nàng muốn đối Diệp Thần Phong không khách khí, có thực lực này sao? Thì là khôi phục thực lực đến đứt gân mạch trước, chỉ sợ cũng không phải chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí đối thủ. Thế nào, ngươi thật không lạ gì xuyên quần áo của ta? Như vậy ngươi bây giờ có thể cưỡi ra, ta vừa vặn thưởng thức ngươi tuyệt vời thân thể. Diệp Thần Phong thính giác đúng sao mà nhạy cảm, thì là đứng ở đàng xa cũng là tướng Hàn Sơ Tuyết nhẹ giọng lầm bầm nghe được nhất thanh nhị sở. Hàn Sơ Tuyết từ trong trầm tư hồi qua thần, một đôi câu tâm hồn người đôi mắt đẹp trừng mắt Diệp Thần Phong, mắng tử biến thái, ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Diệp Thần Phong nhún vai, nói rằng, thân thể của ngươi lại không phải là không có xem qua, chúng ta coi như là cộng đồng mắc qua khó khăn, lẽ nào đùa giỡn một chút đều không được sao? Ai cùng ngươi cộng đồng hoạn nạn, ngươi cũng chỉ đúng tên biến thái lưu manh mà thôi. Nghĩ tới mấy ngày nay nhiều lần bị Diệp Thần Phong chiếm tiện nghi, Hàn Sơ Tuyết hai bên đôi má tự thay đổi được càng ngày càng hồng. Diệp Thần Phong hiện tại xem như là minh bạch vì sao nam nhân cùng nữ nhân cãi nhau, thắng lợi sau cùng trên căn bản là nữ nhân, bởi vì nữ nhân rất lâu ngày hậu so với nam nhân càng thêm hội cố tình gây sự. Được, ta không cùng ngươi xảo, ngươi ở nơi này chờ ta đi. Ta nên rất nhanh thì sẽ trở lại. Diệp Thần Phong chuẩn bị trở về thị trường giao dịch Phó Tam ra hẹn. Đưa lưng về phía Diệp Thần Phong, Hàn Sơ Tuyết đột nhiên xoay người lại, hàm răng cắn môi một cái hỏi, ngươi là đi Dịch Thuận Phách Mại Trường sao? Ta cùng đi với ngươi. Hàn Sơ Tuyết ngay cả mình cũng không biết trong miệng tại sao phải toát ra quyết định này tới, nàng biết rõ mình bây giờ thì là đi cũng không giúp được một tay, thế nhưng quyết định này cứ như vậy từ trong miệng thốt ra. Tại ngắn ngủi 2-3 giây trùng thời gian, nàng tự tìm cho mình đến một cái điều không phải lý do, ta là không muốn khiếm cái này biến thái lưu manh nhân tình, dù sao chuyện này đúng nhân ta lên, ta lý nhân cùng hắn cùng đi phó ước. Diệp Thần Phong giật mình, hắn thật không ngờ Hàn Sơ Tuyết hội đưa ra yêu cầu này tới, vội vã cự tuyệt nói, người ở nơi này cấp ta ngây ngô tốt, yên tâm, ta không hội bỏ lại ngươi bất kể. Thời gian dường như đảo chạy đến 3 ngày trước. Cách thị trường giao dịch cách đó không xa rừng cây nhỏ chính giữa, khi đó Diệp Thần Phong vừa bả Hàn Sơ Tuyết từ Dịch Thuận Phách Mại Trường cướp đi ra, khi đó Diệp Thần Phong nói ra câu nói này thời gian, Hàn Sơ Tuyết thật không có thế nào để ở trong lòng, thậm chí cho rằng Diệp Thần Phong là đang nói mạnh miệng, hắn trở lại thị trường giao dịch sau lại không thể có thể còn sống đi ra. Nhưng mà kinh qua 3 ngày ở chung, Hàn Sơ Tuyết cũng bước đầu biết cái này đồ lưu manh. Nàng biết cái này đồ lưu manh đúng một cái rất thủ tín dụng người, còn là một cái chính nhân quân tử, tuy rằng nàng tiện nghi một lần lại một lần bị đối phương chiếm, thế nhưng nếu như Diệp Thần Phong phải lấy được thân thể của nàng, đúng chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng Diệp Thần Phong tịnh không có làm như vậy. Biểu hiện ra Hàn Sơ Tuyết vẫn xưng hô Diệp Thần Phong vì biến thái lưu manh, nhưng là từ trước Hàn Sơ Tuyết cả ngày kiểm thượng mang đầy lành lạnh, làm sao thời gian như thế nữ nhân qua đây. Cái này làm sao đều không phải một loại khác nhận đồng phương thức. Hừ cổ họng trong kiều hừ một tiếng, Hàn Sơ Tuyết nói rằng, ta nghĩ cùng đi với ngươi thị trường giao dịch có thể đều không phải bởi vì lo lắng ngươi, mà là không muốn khiếm nhân tình của ngươi mà thôi. Nếu như ngươi thật bị Tam gia giết đi, thực lực của ta khẳng định cũng vô pháp khôi phục, đến lúc đó ta sẽ chọn tự sát, tại trên hoàng tuyền lộ làm cho ngươi người bạn đi. Đương nhiên ngươi không nên hiểu lầm ta ý tứ trong lời nói. Ta có thể ngươi đối tịnh không tồn tại cái đó ý nghĩ của hắn, ta chỉ đúng đơn thuần không muốn khiếm nhân tình của ngươi mà thôi. Hàn Sơ Tuyết phát hiện mình đúng càng nói càng không có bên, đôi má đỏ bừng, tha hơn nửa ngày mới miễn cưỡng tha trở về. Diệp Thần Phong sao có thể nghe không ra Hàn Sơ Tuyết trong lời nói nhàn nhạt quan tâm ni. Trong lòng không khỏi ấm áp, nói rằng, được rồi. Vậy ngươi tự cùng đi với ta đi. Dù sao hiện tại Diệp Thần Phong đối thực lực của chính mình cũng đủ có tự tin, thì là mang theo một cái trói buộc cũng có thể không có vấn đề gì. Nếu là Hàn Sơ Tuyết biết Diệp Thần Phong trong lòng đem nàng tỉ dụ vì trói buộc, thật không biết nàng sẽ là loại nào tâm tình. Biên cảnh thị trường giao dịch, Dịch Thuận Phách Mại Trường trong đại sảnh. Tam gia ngồi ở cái ghế thượng kiên nhẫn cùng đợi, phía sau hắn đứng 20-30 tên tráng hán tử. Mao Khang Bình cùng Hổ Ca bị tráng kiện dây thừng cột thân thể, treo ở giữa không trung, dây thừng một chỗ khác cột vào phòng đính một cây trên cây cột.
Mao Khang Bình cùng Hồ Ca trên người nhiều hơn từng đạo vết máu, rất rõ ràng cho thấy bị roi ra các loại vũ khí quật đi ra ngoài, trên người y phục rách dưới ăn mặc cùng không có mặc giống nhau. Sắc mặt hai người tái nhợt, tóc rối tung không gì sánh được, trên môi da bởi khô nứt kiều lên, bọn họ đã là ba ngày ba đêm không có ăn cái gì, thậm chí là một hơi thủy cũng không uống. Long, Mao đại ca, ngươi nói Diệp tiên sinh hội tới cứu chúng ta sao? Hổ ca khí tức huyền yếu, cổ họng trong chiến nguy nguy hỏi, hình như không nghĩ qua là một hơi thở sẽ đoạn giống nhau. Mao Khang Bình cũng không có so với hổ ca tốt hơn chỗ nào, cổ họng trong đứt quảng hồi đáp ngươi yên tâm, ta nghĩ Diệp tiên sinh sẽ đến. Kỳ thực nói ra câu nói này thời gian, Mao Khang Bình trong lòng đã ở bồn chồn. Nguyên bản Diệp Thần Phong ở trong lòng hắn đúng thần tiên nhân vật tầm thường, thế nhưng ba ngày trước nhưng là bị trước mặt Tam gia đánh bại, ngắn ngủi ba ngày thời gian, làm sao có thể chuyển bại thành thắng. Cho nên nếu như Diệp Thần Phong đến đây phó ước thuần túy tựu là chịu chết, trên đời này thật sự có nói như vậy nghĩa khí người sao? Nói càng thêm giản đơn nhất điểm đúng, trên đời này có ngu xuẩn như vậy người sao? Mao Khang Bình cho rằng Diệp Thần Phong có thể sẽ không tới. Nói hiểu rõ một chút dù sao hắn và Hổ Ca, cùng Diệp Thần Phong một chút quan hệ đều xả không hơn, Diệp Thần Phong sẽ vì bọn họ mà đến sao? Trong lòng thật sâu thở dài một hơi, Mao Khang Bình nguyên bản cho rằng Diệp Thần Phong tướng Hổ Ca chỉ phục, hắn sau đó tại biên cảnh thị trường giao dịch sinh ý tự hội xuôi gió xuôi nước, ai biết đạo đột nhiên nhô ra chuyện như vậy ni. Trong này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển thật đúng quá lớn. Hổ Ca cũng thật không ngờ. Vốn là muốn lấy lòng Diệp Thần Phong, mang theo Diệp Thần Phong tới Dịch Thuận Phách Mại Trường đi dạo, ai biết đạo Diệp Thần Phong vậy mà không nói lời gì cướp đi bán đấu giá nữ nhân. Cái này không phải là mình đem mình hướng tới hố lửa trong thôi mà. Sớm biết rằng Hổ Ca sẽ không giữ lại Diệp Thần Phong, cũng sẽ không phát sinh ngày hôm nay chuyện như vậy. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới M, bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 147, miểu sát. Tam gia, ta xem tiểu tử kia đoán chừng là sẽ không tới, cái này trên thế giới có thể không có người ngu xuẩn như vậy a. Chúa trời chỉ đấu giá hội nam nhân một mực cung kính đứng ở Tam gia bên cạnh, trong lời nói tràn đầy đối Diệp Thần Phong chẳng đáng. Tam gia ngẩng đầu nhìn thời gian, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lần này ta thật nhìn lầm. Hắn thật chỉ là một cái người tham sống sợ chết. Tam gia từ trên ghế đứng lên, nhìn che mặt trước bị huyền treo ở giữa không trung Mao Khang Bình cùng Hổ Ca, nói rằng, xem ra các ngươi cứu tinh hôm nay là sẽ không tới, như vậy cũng đừng trách ta Tam gia lòng dạ độc ác, nhớ kỹ kiếp sau mở to hai mắt, thấy rõ ràng bản thân nên theo cái dạng gì chủ. Mao Khang Bình cùng Hổ Ca nhất trái tim tức khắc dường như chìm đến đáy hồ, uể oải hai con ngươi chính giữa tràn đầy tuyệt vọng. Lè lưỡi ra liếm liếm khô quắt môi, chính đương trong lòng bọn họ muốn toát ra một ít đối Diệp Thần Phong oán hận thời gian, một đạo thanh âm truyền vào Dịch Thuận Phách Mại Trường trong đại sảnh, xin lỗi, đã tới chậm một hồi. Diệp Thần Phong đi tới thị trường giao dịch sau, tịnh không có đi thẳng đến Dịch Thuận Phách Mại Trường, mà là đang tiệm bán quần áo bên trong mua nhất bộ quần áo, tổng chưa chắc nhường hắn ăn mặc góc bẹt khố tới phó ước đi. Diệp Thần Phong đi vào Dịch Thuận Phách Mại Trường trong nháy mắt. Thấy được bị huyền treo ở giữa không trung Mao Khang Bình cùng Hổ Ca, bọn họ hai cái trên người hiện đầy sâu thấy tới xương vết máu, cảnh này khiến Diệp Thần Phong nụ cười trên mặt biến mất không còn chút nào, lửa giận trong lòng tăng dâng lên. Mặc kệ nói như thế nào chuyện này cũng là Diệp Thần Phong liên lụy bọn họ hai cái, nguyên bản hắn còn tưởng rằng tại trong ba ngày này, Mao Khang Bình cùng Hổ Ca không sẽ phải chịu nguy hiểm gì ni. Ai biết đạo Dịch Thuận Phách Mại Trường người vậy mà như vậy đối đợi bọn hắn. Coi như người thủ tín dùng, nếu là người đến chậm một bước nữa, có thể tựu sẽ không còn được gặp lại người cái này hai vị bằng hữu. Tam gia thấy đúng giờ xuất hiện Diệp Thần Phong, cùng với cùng sau lưng Diệp Thần Phong Hàn Sơ Tuyết, cho rằng đối phương là tới đầu hàng. Mao Khang Bình cùng Hổ Ca khi nhìn đến Diệp Thần Phong xuất hiện một sát na kia, tràn ngập ánh mắt tuyệt vọng chính giữa nhiều hơn một vòng cảm động. Trong lòng vô luận như thế nào lại cũng vô pháp sản sinh oán hận, theo bọn họ Diệp Thần Phong hoàn toàn có thể mặc kệ bọn họ, nếu như đổi lại là bọn họ, khả năng cũng sẽ không tới phó cái này hẳn phải chết ước hẹn. Diệp tiên sinh, ngài đi nhanh đi.
không cần phải xen vào chúng ta. Mao Khang Bình thanh âm hư nhược nói rằng. Hổ Ca Đường Đường hán tử lưng hùm vai gấu, giờ này khắc này viền mắt chính giữa nổi lên nước mắt lưng tròng tới. Hắn thật không có nghĩ đến cái này trên thế giới còn có nói như vậy nghĩa khí người. Vì vậy không cam lòng tỏ ra yếu kém nói rằng, Diệp tiên sinh, chúng ta xem như là đánh nhau xong mới thành bằng hữu đi. Ta tiểu hổ có thể nhận thức Diệp tiên sinh ngài, ta nhất điểm đều không hối hận. Ba ba hai tiếng, chủ trì đấu giá hội nam nhân đi tới Mao Khang Bình cùng Hổ Ca trước mặt, trực tiếp vươn tay quạt hai cái tát, nói rằng, hai người các ngươi phí nói cái gì. Đừng nói là hắn, ngày hôm nay hai người các ngươi cũng đừng nghĩ sống rời đi nơi này. Diệp Thần Phong thấy ra Mao Khang Bình cùng Hổ Ca là thật tình biểu lộ, đen kịt hai con ngươi nhìn về phía chủ trì đấu giá hội nam nhân thời gian, tràn đầy vô tận sát khí. Đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Hàn Sơ Tuyết, vẫn là lần đầu tiên thấy trên mặt hắn lộ ra loại vẻ mặt này ni. Nàng biết giờ khắc này Diệp Thần Phong đúng hoàn toàn phẫn nộ rồi, thế nhưng hắn thật có thể đủ còn hơn Tam gia sao? Tuy rằng Diệp Thần Phong thực lực tăng lên, thế nhưng vấn đề này vẫn khốn nhiễu Hàn Sơ Tuyết. Diệp Thần Phong từng bước hướng phía chủ trì đấu giá hội thanh niên nam nhân đi tới, thanh niên nam nhân gặp Diệp Thần Phong hướng phía bản thân đi tới, khuôn mặt thượng không chút nào khủng hoảng, có chỉ là không có sợ hãi. Tại hắn cho rằng Diệp Thần Phong đúng bị lão bản của mình đánh cho chạy trối chết người, tự người như vậy có thể tại ở đây chờ mình được khởi cái gì cành hoa. Dám ở chỗ này cùng hắn gọi bản sao? Có thể là bởi lòng tự tin bành trướng, thanh niên nam nhân quên rơi Diệp Thần Phong trong con ngươi bốc hơi sát khí, khinh thường nói, đúng điều không phải cấp gia gia ta tới nói xin lỗi. Người hai vị này bằng hữu, mấy ngày nay ta có thể không có thiếu phí công phu chiêu đãi hắn môn, người có thể nên phải thật tốt cảm tạ ta mới là. Ba một tiếng vang thật lớn, quanh quẩn tại Dịch Thuận Phách Mại Trường trong đại sảnh, Diệp Thần Phong đi tới thanh niên nam nhân trước mặt sau, hơn một dư tự cũng chưa nói. Trực tiếp một cái tát phiến tại mặt của đối phương gò má thượng. Một tát này chi chính giữa thế nhưng ẩn chứa linh hồn lực, chỉ thấy thanh niên nam nhân cả khuôn mặt thượng xương cốt của bị đánh được biến hình, mũi, tai, mắt, trong miệng sôi nổi phun ra máu tươi, thân thể bị phiến bay ra ngoài 5-6 mễ xa, cả người té trên mặt đất, cổ họng trong kêu thảm. Thanh niên nam nhân trên mặt chẳng đáng biến mất vô ảnh vô tung, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Bất quá ngược lại muốn khởi đối phương đúng lão bản mình bại tướng dưới tay thời gian, tâm tình của hắn mới thoáng an định xuống. Tam gia, ngài nhất định phải làm chủ cho ta a. Ngài nhất định phải làm chủ cho ta a. Thanh niên nam nhân mồm miệng không rõ cầu xin. Tam gia hai con ngươi ngưng tụ, nhìn Diệp Thần Phong nói rằng, thanh niên nhân, ngươi chớ quên ở đây là địa phương nào. Kia dung được ngươi ở nơi này làm càn. Ngày hôm nay ngươi là tới ở trước mặt ta tự hành kết thúc bồi tội. Vừa rồi ngươi con chó kia có thể nói, ngày hôm nay chúng ta một người cũng đừng nghĩ sống ly khai, thì là ta tự hành kết thúc, còn có ý định nghĩa sao? Huống chi ngươi cho là ta hội làm ngu xuẩn như vậy sự tình sao? Diệp Thần Phong trong cơ thể từ từ nói dâng lên lục cấp linh hồn lực. Tam gia không sao cả nói rằng, nếu việc đã đến nước này, chúng ta liền đem lời nói mở ra nói đi. Đắc tội Dịch Thuận Phách Mại Trường người, là tuyệt đối không thể có thể còn sống, cho nên người hai cái này bằng hữu cũng tuyệt đối không thể có thể còn sống ly khai. Bất quá, trong mắt của ta ngươi chính là một cái thật quá ngu xuẩn người, biết rõ tới chỗ của ta đúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại vì hai người này, ngươi thật đúng là đúng giờ phó ước. Ngươi là muốn ta khích lệ ngươi giảng nghĩa khí ni, còn là khích lệ ngươi gan lớn. Tam gia hoàn toàn không đem Diệp Thần Phong để vào mắt. Phải biết rằng ba ngày trước đối phương thế nhưng bị hắn đuổi theo đánh, lẽ nào ngắn ngủi ba ngày thời gian cục diện tự hội đảo lại sao? Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nghĩa khí có một chút, lá gan cũng có một chút, nhưng ta càng xác định đợi ngươi tự không cười được. Diệp Thần Phong cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy minh mông lục cấp linh hồn lực nói rằng. Bị Diệp Thần Phong một cái tát phiến bay thanh niên nam nhân bị hai gã tráng hán đỡ lên, đi tới Tam gia bên cạnh nói rằng, Tam gia. Chúng ta không nên cùng hắn nhiều lời, đánh trước đoạn hai tay của hắn hai chân, chúng ta lại thật tốt dằn vặt hắn. Thanh niên nam nhân dữ tợn trên khuôn mặt lộ ra kinh khủng dọa người dáng tươi cười, hắn trong lòng đã nghĩ xong trăm nghìn chủng dằn vặt Diệp Thần Phong phương pháp. Tam gia cũng biết lại ma ma tức tức đi xuống điều không phải biện pháp,
tướng trong cơ thể chân kình chi lực để thăng tới đỉnh phong, thân ảnh hướng phía Diệp Thần Phong lược đã qua, hắn một cách tự tin nhất chiêu là có thể tướng Diệp Thần Phong gạt ngã. Diệp Thần Phong nhảy tới trước một bước tướng Hàn Sơ Tuyết chắn phía sau, Hàn Sơ Tuyết nhìn Diệp Thần Phong không tính là vĩ ngạn hình bóng, trong lòng ấm áp, lặng lẽ thầm nghĩ hắn có thể chiến thắng Tam gia sao. Bị treo ở giữa không trung Mao Khang Bình cùng Hồ Ca, tâm đều nhắc tới tiếng nói miệng, bọn họ cũng cho rằng Diệp Thần Phong đúng nhất định, dù sao ba ngày trước sự tình đặt tại trước mắt, chỉ dựa vào ba ngày thời gian có thể cải biến được cái gì. Tuy rằng bọn họ thật rất không muốn thừa nhận sự thật này, thế nhưng chủ trì đấu giá hội thanh niên nam nhân, thấy Diệp Thần Phong đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, cho rằng Diệp Thần Phong đúng bị sợ choáng váng, hắn hình như đã có thể thấy đối phương bị Tam gia đánh bay ra ngoài hình ảnh, khuôn mặt thượng hiện lên điên cuồng thả hưng phấn dáng tươi cười. Nhưng mà coi như Tam gia một quyền muốn đến Diệp Thần Phong ngực thời gian, Diệp Thần Phong trong cơ thể minh mông lục cấp linh hồn lực tức khắc phóng thích ra ngoài. Năng lượng cường đại ba động nhượng người ở chỗ này thở hổn hển, nhất là một quyền đang muốn đánh trúng Diệp Thần Phong Tam gia, hắn cảm thấy tình huống không ổn. Thế nhưng Tam gia muốn lui về đã là chậm, chỉ thấy Diệp Thần Phong nhẹ nhàng nhấc chân, một cước đá vào Tam gia trên ngực. Phanh một tiếng, Tam gia ngực dường như bị to lớn thiết chùy nặng nề đánh thông thường, ngực đầu khớp xương toàn bộ lõm đi xuống, trong miệng phun máu tươi, cả người dường như diều đứt dây té bay ra ngoài. Nhất chiêu. Thật đơn giản nhất chiêu. Tam gia đã bị giết trong nháy mắt. Chương 148, thống khổ nhất điều không phải tử. Cái này, đây là cái gì tình huống? Dịch Thuận phách mại trường cực đại trong đại sảnh, an tĩnh đáng sợ, chỉ có nặng nề tiếng hít thở quanh quẩn ở trong không khí. Bất kể là thanh niên nam nhân, Hổ Ca, Mao Khang Bình, còn là Hàn Sơ Tuyết, thậm chí là Tam gia bản thân cũng không nghĩ tới hội có chuyện như vậy phát sinh. Cái này chỉ có thể dùng đồ phá hoại hai chữ để hình dung, ngắn ngủi ba ngày thời gian, Diệp Thần Phong thực lực làm sao có thể sẽ tăng lên đến loại trình độ này. Tam gia hồi tưởng lại ba ngày trước đối phương cùng hắn chính diện đối chiến còn chỉ có đảo phần, thế nào hiện tại bản thân nhất chiêu đã bị đối phương cấp giải quyết. Với lại hắn vẫn bị bại như thế chật vật. Khái 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 cổ họng trong một trận ho sặc sụa. Ngực đầu khớp xương đứt đau nhức, có thể dùng Tam gia hô hấp đều thay đổi được khó khăn. Linh hồn lực mỗi lần tăng lên một cấp cũng sẽ có biến hóa long trời lỡ đất, bất quá đối với nhất chiêu giải quyết Tam gia kết quả này, Diệp Thần Phong vẫn còn có chút hết ý, nguyên bản hắn cho rằng khả năng còn cần phí một phen công phu mới có thể chiến thắng Tam gia. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong Hàn Sơ Tuyết trong con ngươi xinh đẹp hiện lên tia sáng kỳ dị, Tam gia thực lực đã đến huyền giai thượng phẩm đỉnh núi. Thậm chí là một chân bước vào địa giai, chỉ đơn giản như vậy bị Diệp Thần Phong đánh bại. Rốt cuộc hắn là dùng biện pháp gì, tại ngắn ngủi ba ngày trong thời gian đề thăng thực lực. Nếu như có thể nhận được Diệp Thần Phong đề thăng thực lực phương pháp, như vậy Hàn Sơ Tuyết tương lai báo thù tỷ lệ đều không phải thật to tăng lên sao? Diệp Thần Phong bả bị dây thừng treo ở giữa không trung Mao Khang Bình cùng Hổ Ca để xuống. Thuận tiện phân biệt tướng một đạo nhu hòa linh hồn lực rót vào đến hai người trong cơ thể. Hai người vẫn còn trong khiếp sợ ni, thậm chí là hai chân rơi xuống đất đều không có phản ứng qua đây, thẳng đến cảm giác uể oải không chịu nổi trong cơ thể có dòng nước ấm đang chảy xuôi, trong thân thể lực lượng cũng khôi phục một ít, phảng phất là khô cạn thật lâu thổ địa, cuối cùng là chờ được một hồi tích tích lịch lịch mưa nhỏ. Diệp tiên sinh, ta cái này đều không phải đang nằm mơ chứ. Ngài bà Tam gia một cước tựu đá bay, Hổ Ca thần sắc kích động hỏi, cảm giác mình hình như là đang nằm mơ. Diệp tiên sinh, ba ngày trước, ngài cũng, Mao Khang Bình thận trọng nghi vấn hỏi. Diệp Thần Phong nhún vai, nói rằng, ta thừa nhận ba ngày trước không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng ba ngày sau ngày hôm nay, cái này cái gì cái gọi là Tam gia, ở trong mắt ta tối đa chỉ là vị nhị gia mà thôi, cái này chủng chỉ dựa vào kèm hai bên con tin uy hiếp ta hai hàng. Cũng bị ta nhất chân đá bay nguyên liệu. Cách đó không xa, té trên mặt đất Tam gia vừa mới đem khí làm theo, nghe được Diệp Thần Phong đối với hắn đánh giá, tức khắc một chút sức lực xuyễn không được, phốc một tiếng, lại một ngụm máu tươi từ cổ họng trong phun đi ra. Bị hai gã tráng hán đỡ thân thể thanh niên nam nhân, thấy Diệp Thần Phong hướng phía bản thân đi tới, lúc này hắn cũng nữa kiêu ngạo không đứng dậy, hắn duy nhất dựa Tam gia đều bị Diệp Thần Phong cấp một cước đá bay. Hắn còn có tư cách gì cùng đối phương gọi nhịp.
vội vã cầu xin tha thứ, là ta sai rồi, là ta bất thường, thỉnh ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, coi như ta là một cái thí, tha ta một mạng đi. Cái này không thể được, ta còn chưa lành hảo cảm tạ ơn cảm tạ ngươi, tại ba ngày nay trong chiếu cố như vậy bằng hữu của ta ni. Hơn nữa ta thế nhưng một cái bảo vệ môi trường chủ nghĩa giả, ta đương nhiên là muốn nghĩa vô phản cố tiêu diệt ngươi, bằng không nhiều ô nhiễm thành phố không khí. Nếu vừa rồi tên này thanh niên nam nhân bản thân chính mồm thừa nhận, ba ngày nay trong chiếu cố một phen Mao Khang Bình cùng Hồ Ca, như vậy Diệp Thần Phong lý bởi vì bọn họ hai người ra khẩu khí này. Thấy mình xin khoan dung vô ích, thanh niên nam nhân cắn răng một cái, dậm chân một cái, quát dẹp đường, các ngươi lên cho ta, đừng cho hắn qua đây. Thanh niên nam nhân thật đúng chó cùng dứt dậu, hắn cũng không suy nghĩ thật kỹ, ngay cả Tam gia đều không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, còn con này 20-30 tên tráng hán có thể ngăn được Diệp Thần Phong sao? Đi tuốt ở đằng trước một gã tráng hán, cách Diệp Thần Phong còn có 3 thước xa thời gian, đã bị Diệp Thần Phong trên người một luồng khí thế bàng bạc cấp khóa được, hai chân chi chính giữa hình như là bị đổ duyên thông thường, cứ thế đúng na không nhúc nhích được một bước, cả người thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, hoàn toàn bị một luồng khí tức tử vong cấp bao phủ ở, ngược lại bụng dưới nóng lên, một luồng chất lỏng màu vàng từ hắn đúng quần trong chảy ra. Người ở chỗ này không có một có dũng khí cất tiếng cười to đi ra, bởi vì bọn họ đồng dạng cảm nhận được Diệp Thần Phong trên người phát ra khí thế, loại khí thế này để cho bọn họ ra đầu tê dại, thậm chí muốn xoay người chạy. Tam gia chiến nguy nguy từ dưới đất đứng lên, nói rằng, tiểu huynh đệ, sự tình hôm nay không bằng cứ tính như vậy, ta có thể không cùng ngươi tính toán chuyện lúc trước, ngươi thấy thế nào? Người thông thường đều đúng đồ đê tiện, chỉ có nếm được đau khổ, bọn họ mới có thể ngoan ngoãn cúi đầu, là tốt rồi. So với bây giờ Tam gia, biết Diệp Thần Phong thực lực tại trên hắn sau, vội vã bà xương hô đều sửa lại, tuy rằng trong lòng hận không thể tướng Diệp Thần Phong cấp ngũ mã phân thây. Ngươi nói quên đi coi như, thật con mẹ nó cho rằng lão tử là bị người tùy ý niết trái hồng mềm. Hiện tại ta muốn giết chết ngươi, quả thực so với bóp chết một con kiến còn giản đơn, cho nên tại ta giải quyết ngươi con chó này trước, ngươi nhất suy nghĩ thật kỹ làm sao mới có thể nhượng ta buông tha ngươi. Diệp Thần Phong vừa nói, vừa đi đến thanh niên nam nhân trước mặt. Đỡ thanh niên nam nhân hai gã hán tử sớm bỏ chạy đi sang một bên, bọn họ lại không muốn đi nhạ lông vị này Diêm Vương gia, không có nhìn thấy Tam gia đều bị người ta cấp một cước đá bay sao. Ngươi muốn làm gì? Thanh niên giọng đàn ông run rẩy hỏi. Cho ngươi ăn dạng thứ tốt, nói Diệp Thần Phong từ trong túi quần móc ra nhất khỏa màu đỏ dược hoàn, không có đợi được thanh niên nam nhân phản ứng kịp, đã đem màu đỏ dược hoàn nhét vào miệng của đối phương trong, khiến cho đối phương nuốt xuống. Ngươi cấp ta ăn cái gì? Bị ép buộc nuốt vào màu đỏ dược hoàn, thanh niên nam nhân vội vàng hỏi. Ngoại trừ độc dược vẫn có thể là cái gì chứ? Diệp Thần Phong thuận miệng hồi đáp. Nôn nôn nôn, nghe vậy, thanh niên nam nhân vội vàng dùng ngón tay thủ sẵn tiếng nói mắt, hy vọng có thể bả viên kia nuốt vào bụng màu đỏ dược hoàn cấp nhổ ra. Nhưng mà bả mật đều nhanh muốn ói ra, cũng không thấy bả màu đỏ dược hoàn từ trong dạ dày mặt nhổ ra. Biệt uổng phí công phu, viên này màu đỏ dược hoàn tên là cực dương hoàn, vừa tiến vào nhân thể thực quản sau, lập tức hội dung nhập nhân thể trong vòng, nói hiểu rõ một chút cái này cũng không tính là cái gì độc dược, phục dụng sau đó toàn thân cao thấp chỉ biết dương mà thôi, nếu như ngươi có thể thẳng quá khứ, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Diệp Thần Phong khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Nhất nghe chỉ là toàn thân cao thấp hội ngứa mà thôi, thanh niên nam nhân vội vàng hướng Diệp Thần Phong nói rằng, cảm tạ ngài có thể tha ta một mạng, cảm tạ ngài có thể tha ta một mạng. Tại hắn cho rằng toàn thân ngứa lại có cái gì chẳng qua ni. Tổng so với bị giết chết tới được rồi. Bất quá, rất nhanh thanh niên nam nhân tự sẽ minh bạch hắn cái ý nghĩ này thật đúng 10 phần sai, cực dương hoàn dược lực phát huy được sau đó, thanh niên nam nhân dùng 10 ngón không ngừng cầm lấy thân thể. Nhưng mà hắn mặc kệ làm sao bắt, đúng vượt qua chảo vượt qua dương, vượt qua chảo càng muốn chảo, liền đình đều không dừng lại được. Một bên Tam gia, Hàn Sơ Tuyết, Mao Khang Bình cùng Hổ Ca đám người, thấy đúng hết hồn, chỉ thấy thanh niên nam người y phục trên người toàn bộ bị nắm phá, khuôn mặt thượng, thủ thượng, trên chân, trên thân thể ra toàn bộ bị bắt xuống, trực tiếp có thể thấy màu máu đỏ thịt, ngay cả lưng hùm vai gấu Hổ Ca thấy cảnh tượng như vậy đều có chủng nôn mửa xung động.
Thanh niên nam nhân mặt bên cổ họng trong thống khổ kêu thảm, mặt bên hai tay còn đang không ngừng cầm lấy máu rầm rề thân thể, hiện tại hắn xem như là minh bạch vừa rồi ý nghĩ của chính mình đúng buồn cười biết bao. Lúc này ngay cả tử đều biến thành một loại hy vọng xa vời. Ta không chịu nổi. Thanh niên nam nhân tại ngực sử đem hết toàn lực không ngừng gãi, bả ngực máu rầm rề thịt toàn bộ xé kéo xuống, đến cuối cùng vậy mà trực tiếp bả buồng tim của mình gấp móc ra. Cho đến giờ phút này, người bên ngoài dường như có thể từ thanh niên nam nhân huyết nhục mơ hồ khuôn mặt thượng khán đến một vòng giải thoát dáng tươi cười. Cái này cực dương hoàn đúng Diệp Thần Phong trong ba ngày này, tại nguyên thủy xâm lâm chính giữa tìm được dược liệu chế ra, nguyên bản hắn không dự định tùy ý dùng, dù sao cái này chủng chết kiểu này quá mức tàn nhẫn, nhưng nhìn đến Mao Khang Bình cùng Hồ Ca bị dằn vặt hấp hối dáng dấp, hắn mới quyết định muốn vì bọn họ hai cái ra một chút sức lực. Chương 149, nhiều mặt lấy lòng. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, thanh niên nam nhân trong tay phải nắm nhất khỏa còn đang rung động đỏ như máu trái tim, cả người dường như lột da ếch, nhìn qua buồn nôn không gì sánh được. Mao Khang Bình, Hổ Ca cùng với Dịch Thuận Phách Mại trường 230 tên tráng hán đã tại khom người nôn mửa, có thể tại biên cảnh thị trường giao dịch sinh tồn người, bình thường có người nào là chưa thấy qua sát nhân. Thế nhưng trước mắt cái này chủng máu rầm rề hình ảnh, rung động bọn họ cảm quan, sự tình hôm nay sợ rằng sẽ trở thành bọn họ cả đời nửa đêm tỉnh mộng ác mộng. So sánh với Mao Khang Bình đám người, Hàn Sơ Tuyết cùng Tam gia muốn khá, tuy rằng sắc mặt trắng bệch, thế nhưng tối thiểu không có nôn mửa, có thể nghĩ hai người này trong lòng năng lực chịu đựng còn là rất mạnh. Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai, khuôn mặt thượng vẫn là phó phong đạm vân khinh. Hình như vừa rồi căn bản không có phát sinh bất cứ chuyện gì giống nhau. Đời trước có gió to sóng lớn gì đúng Diệp Thần Phong chưa từng thấy qua. Hắn đặc biệt rõ ràng đối với địch nhân nhân từ, chính là đối với mình tàn nhẫn. Nếu như hôm nay nếu là Diệp Thần Phong không có đúng lúc chạy tới, Mao Khang Bình cùng Hổ Ca sẽ là cái gì kết cục? Thì là Diệp Thần Phong đúng lúc chạy tới, nếu như thực lực của hắn không có Tam gia cường hãn, lại sẽ là cái gì kết cục? Lại mà tượng thanh niên nam nhân bộ dáng như vậy cáo mượn oai hùng tiểu nhân, theo Diệp Thần Phong thật đúng tử không có gì đáng tiếc. Tam gia, ngươi có thật không ngờ nhường ta buông tha lý do của ngươi. Một đạo dường như trong địa ngục ma âm truyền vào Tam gia trong lỗ tai, hắn theo bản năng mân chặt miệng, từ trước tuy rằng giết qua người đếm không hết, thế nhưng cực dương hoàn dược hiệu thật sâu chấn nhiếp hắn. Chẳng lẽ không nói, ngươi nghĩ rằng ta tự sẽ bỏ qua ngươi sao? Diệp Thần Phong bước nhanh đi tới Tam gia trước mặt, trong không khí để lại từng đạo tàn ảnh. Diệp Thần Phong ngón tay tại Tam gia ngực điểm vài cái, Tam gia cũng cảm giác toàn thân không thể động đậy, miệng không tự chủ được trương khai tới. Tam gia, kỳ thực cái này cực dương hoàn vị đạo cũng không tệ lắm, hơn nữa ta tin tưởng ngươi nhẫn nại năng lực, nếu như ngươi có thể chịu được không đi bắt thân thể, ta cam đoan ngươi một sợi tóc cũng sẽ không rơi. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Từ trong túi quần lại móc ra nhất khỏa màu đỏ dược hoàn, hướng phía Tam gia miệng nhét vào. Hiện tại ai còn sẽ tin tưởng Diệp Thần Phong chuyện ma quỷ? Thanh niên nam nhân kết cục đúng hay nhất bất quá ví dụ, nhìn cách miệng mình càng ngày càng gần màu đỏ dược hoàn, Tam gia ở trong lòng âm thầm chửi má nó, hắn hiện tại hận không thể rút bản thân mấy cái tát vào mồm, sau đó sẽ hướng Diệp Thần Phong quỳ xuống nói xin lỗi, hắn cũng không muốn thống khổ như vậy tử vong. Đường hồng sắc dược hoàn tiến nhập trong miệng, hoàn toàn hoạt vào cổ họng lung trong sát na, Diệp Thần Phong lại đang Tam gia ngực điểm vài cái, Tam gia khôi phục năng lực hành động. Không bao lâu thời gian, cực dương hoàn dược hiệu ngay Tam gia trong cơ thể sản sinh tác dụng, Tam gia chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp dường như bị con kiến tại khẳng rào, lại dương vừa đau, hơn nữa còn là cái loại này do nội dương đến bên ngoài cảm giác, thảo nào vừa rồi thanh niên nam nhân thì là đem người thượng ra toàn bộ cào xuống. Còn là không làm nên chuyện gì. Tam gia thực lực tốt xấu cũng đạt được huyền giai thượng phẩm, nhẫn nại năng lực so với người bình thường nhất định phải mạnh hơn không thiếu ni. Cho dù như vậy, 10 phút sau, Tam gia trên trán không ngừng có mồ hôi chảy xuống, đại mùa đông, cả người phảng phất là trong nước mới vớt ra giống nhau. Xé kéo một tiếng, động đúng cũng nữa không thể nhịn được nữa, một chảo liền đem trên cánh tay vật liệu may mặc toàn bộ chảo phá. Vết máu thật sâu thực tại nhượng người thấy kinh hồn táng đảm. Diệp Thần Phong liếc nhìn Mao Khang Bình cùng Hổ Ca, hỏi, hai người các ngươi trong lòng khí có không có ra xong.
Diệp Thần Phong trong lòng từ lúc vừa rồi tự làm ra một cái quyết định, hắn không chuẩn bị giết chết Tam gia, dù sao Tam gia đúng cổ võ giới người, sau đó nói không chừng còn hữu dụng được địa phương của hắn, có cực dương hoàn uy hiếp, đối phương chỉ sợ cũng chơi không ra cái gì mờ ám tới. Mao Khang Bình cùng Hồ Ca Bận không kịp thất gật đầu, đạo, Diệp tiên sinh, chúng ta trong lòng khí ra đi ra. Nói đùa, Mao Khang Bình cùng Hồ Ca cũng không muốn lại một lần nhìn máu rầm rề hình ảnh, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ bọn họ hai cái muốn mấy ngày mấy đêm đều ăn không ngon, trong lòng thịnh nộ đã sớm tại vừa rồi thanh niên nam nhân tử, tiện thể biến mất vô tung ảnh. Ta nói Tam gia, người cảm giác tư vị làm sao? Diệp Thần Phong cũng không vội cấp Tam gia giải dược, ba ngày trước buổi tối, phía sau lưng của hắn thế nhưng đã trúng Tam gia vài quyền, không làm cho đối phương nhiều hưởng thụ một chút cực dương hoàn uy lực, hắn thật đúng là cảm thấy có lỗi với tự mình. Tam gia toàn thân cao thấp y phục đều bị chảo phá, trên thân thể hiện đầy từng đạo vết máu thật sâu, may mà Tam gia khắc chế năng lực coi như cường, bằng không đã sớm tượng thanh niên nam nhân giống nhau, tướng ra trên người cấp cào xuống. Là ta mắt chó đuôi mù, thiên không nên vạn không nên đắc tội ngài, cầu ngài tha thứ ta một lần đi. Đồng dạng lệch lạc ta tuyệt đối không sẽ phạm lần thứ hai. Tam gia thân thể trên mặt đất lăn lộn, dường như dùng hết toàn lực mới đưa những lời này gấp nói xong. Diệp Thần Phong nhìn thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, tiếp tục như vậy nữa sợ rằng Tam gia muốn biến thành đệ nhị chỉ lột da ếch, từ mặt khác một con trong túi quần móc ra nhất viên thuốc màu đen. Ném cho Tam gia, nói rằng cái này đúng giải dược, ngươi ăn đi. Vừa nghe nói đúng giải dược, Tam gia bận không kịp thất nuốt vào trong bụng, ngắn ngủi 2-3 phần chung trên người đau khổ toàn bộ tiêu thất, hình như là cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua, ngoài miệng đối Diệp Thần Phong một cái kình nói lời cảm tạ, trong lòng lại là muốn quân tử báo thù 10 năm không muộn. Bất quá, kế tiếp Diệp Thần Phong những lời này triệt để nhượng Tam gia tuyệt vọng, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Cực dương hoàn dược hiệu hàng năm cũng sẽ phát huy một lần, vừa rồi màu đen kia viên thuốc chỉ có thể cho ngươi trong vòng một năm không bị thống khổ, sau đó ta mỗi một năm cũng sẽ đúng giờ cho ngươi nhất khỏa giải dược, thế nhưng nếu như ngươi làm nhượng ta không hài lòng sự tình, như vậy ngươi sẽ chờ tự sinh tự diệt đi. Lột bột một tí, Tam gia nhất trái tim triệt để lương thấu, bực này cho từ nay về sau mạng của hắn treo ở Diệp Thần Phong trong tay, muốn khởi bị cực dương hoàn dằn vặt tư vị. Tam gia cuối cùng ở trong lòng thở dài, liền vội vàng nói, sẽ không, sau đó ngài gọi đi Tây, ta tuyệt đối không hội hướng tới Đông, ngài gọi lên núi đao, ta tuyệt đối không xuống chảo dầu. Thật đúng là không nhìn ra, người sợ nịnh bợ công phu ngược lại không tệ, đặt ở cổ đại trong cung, người nhất định là làm thái giám tổng quản nguyên liệu a. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, có thể không vuốt mông ngựa sao? Hiện tại mạng của ta đều nắm giữ ở trong tay của ngươi. Tam gia ở trong lòng bi bi thương thích thầm nghĩ, có thể sống, hắn đương nhiên không muốn đi tử, dù sao cái này nơi phồn hoa, có quá nhiều đồ đạc nhượng dòng người liền quên phản. Diệp tiên sinh nói là, Tam gia cũng học Mao Khang Bình cùng Hổ Ca xưng hô Diệp Thần Phong vì Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh, ta có muốn hay không gọi người giúp ngươi an bài chỗ ở? Ngày hôm nay ngươi chắc chắn sẽ không ly khai thị trường giao dịch đi. Không thiếu tự Hổ Ca tiến lên lấy lòng nói rằng, tượng Diệp Thần Phong cao nhân như thế, hắn được phải thật tốt tìm cách quan hệ mới được a. Diệp tiên sinh, ngài không bằng ở đến tiệm của ta cửa hàng trong đi thôi. Không thiếu tự dù sao ta nơi đó còn có thật nhiều gian phòng chống ni. Mao Khang Bình cũng không chút nào tỏ ra yếu kém. Ta xem Diệp tiên sinh còn là ở chỗ này của ta đi. Ta chỗ này đều đúng sẵn gian phòng, đợi ta lại thay Diệp tiên sinh ngài đón gió tẩy trần. Tam gia lập tức ân cần phụ họa nói. Khái, đứng sau lưng Diệp Thần Phong Hàn Sơ Tuyết gặp bị người không thấy, cổ họng trong không kiềm hãm được ho hai tiếng. Tam gia phản ứng đầu tiên, nhiệt tình hô đạo, tẩu tử, ngài có cái gì phân phó? Hắn thấy Hàn Sơ Tuyết cùng với Diệp Thần Phong ba ngày nay khẳng định. Chính cái gọi là cô nam quả nữ, mà. Tẩu tử, ngài có chuyện gì tự ăn nói ta tiểu hổ tốt, ta khẳng định giúp ngài làm thỏa đáng. Đúng vậy, tẩu tử, chuyện của ngài chính là Diệp tiên sinh sự tình, Diệp tiên sinh sự tình chính là của chúng ta sự tình, ngài có thể nghìn vạn không nên khách khí với chúng ta a. Hổ Ca cùng Mao Khang Bình liền nói. Hàn Sơ Tuyết đôi má đỏ bừng một mảnh,
nhất là Tam gia lại có thể cũng hô nàng tẩu tử, 3 ngày trước nàng còn là Tam gia nơi này vật phẩm bán đấu giá ni. Trong miệng khẽ kêu đạo, ai là của ngươi môn tẩu tử? Chương 150, nhảy nhót vở hài kịch. Tại biên cảnh thị trường giao dịch dừng lại 3 ngày, Diệp Thần Phong chuẩn bị dẹp đường trở về phủ, lần này tới biên cảnh tìm kiếm Vân Đằng cô, từ đó toát ra nhiều sự tình, đã là lãng phí hắn tốt nhiều thời gian. Tại trong 3 ngày này, Diệp Thần Phong trở về thật nhiều chuyến nguyên thủy xâm lâm, tướng hoàng sắc cử mãng thi thể, cùng với Vân Đằng cô hết thảy trở đi ra, đồng thời phân phó Mao Khang Bình nghĩ biện pháp bả mấy thứ này vận chuyển đến Thiên Hải đi. Hoàng sắc cử mãng thịt cùng Vân Đằng cô, Diệp Thần Phong đúng không dự định lãng phí, mặc dù nói hiện tại hắn linh hồn lực đạt được cấp 6, từ nay về sau chỉ dựa vào ngoại lực, không quá khả năng có cực kỳ rõ rệt đột phá, thế nhưng Vân Đằng cô ngoại trừ có thể đề thăng hắn linh hồn lực bên ngoài, vẫn có thể dùng làm khác công dụng ni. Diệp Thần Phong chuyện phân phó, Mao Khang Bình đương nhiên là nghĩa bất dung từ đáp ứng, từ thiên tận mắt đến, dịch thuận phách mại trường thanh niên nam nhân tại trong thống khổ tử vong sau đó, hắn đối Diệp Thần Phong ngoại trừ cung kính bên ngoài, trong đáy lòng càng đúng nhiều một vòng kính trọng, hắn thấy Diệp Thần Phong hoàn toàn là tiểu thuyết trong phim ảnh kỳ nhân dị sĩ. Ngươi là dự định cùng ta cùng nơi hồi Thiên Hải ni? Còn là ở tại chỗ này? Diệp Thần Phong nhìn trước mặt Hàn Sơ Tuyết hỏi. Mấy ngày nay Mao Khang Bình, Hổ Ca cùng Tam gia vừa thấy được nàng tự ân cần hô tẩu tử, để cho nàng thật đúng vừa tức vừa nộ, thế nhưng trong lòng lại có một loại không giải thích được mừng rỡ, bất quá loại cảm giác này tự nhiên mà vậy bị nàng cấp bỏ quên, nàng đáy lòng ở chỗ sâu trong không muốn đi thừa nhận đối Diệp Thần Phong có như vậy một ít hảo cảm. Ta đương nhiên là cùng ngươi cùng nơi hồi Thiên Hải, bất quá ngươi có thể không nên suy nghĩ nhiều, ta là còn cần ngươi giúp ta khôi phục thực lực ni. Hàn Sơ Tuyết tìm một cái đường hoàng lý do. Ngươi lẽ nào không có nghe nói câu nào sao? Giải thích chính là che giấu, chẳng lẽ ngươi thật thích ta? Diệp Thần Phong đột nhiên đến gần rồi Hàn Sơ Tuyết, có thể dùng nàng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương hít thở, đôi má hơi đỏ lên nói, biến thái lưu manh, ai sẽ thích ngươi? Thì là đàn ông của toàn thế giới chết sạch, ta cũng sẽ không thích ngươi. Hàn Sơ Tuyết tức giận đến bộ ngực sữa trên dưới phập phồng. Được, cùng như ngươi vậy người ta nói lời nói thật lao lực, thật đúng nhất điểm hài hước cảm giác cũng không có, ngươi biết cái gì gọi là đùa giỡn hay sao? Diệp Thần Phong vuốt thủ nói rằng, Hàn Sơ Tuyết cắn chặt hàm răng, trong lòng giận dữ mắng, tử biến thái, đồ lưu manh, đồ lưu manh. Rời đi biên cảnh thị trường giao dịch trước, Diệp Thần Phong còn phải về một chuyến Tây Viên Trấn Ni. Dù sao hắn đã đáp ứng phụ thân của Thiết Ngưu Vương Hữu Lợi, muốn đem Thiết Ngưu cùng nơi mang theo ly khai Tây Viên Trấn. Mao Khang Bình đương nhiên là phụ trách lái xe đưa Diệp Thần Phong cùng Hàn Sơ Tuyết đi Tây Viên Trấn. Tam gia nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn Diệp Thần Phong, hiện tại cái mạng nhỏ của hắn đều nắm chặt tại tay của đối phương thượng, nhượng hắn phải thận trọng hầu hạ vị này tiểu Diêm Vương gia. Hàn Sơ Tuyết ngồi trên Mao Khang Bình lộ hổ, giữa lúc Diệp Thần Phong muốn ngồi lên thời gian, chỉ nghe thấy xa xa truyền đến Hổ Ca kêu to thanh, Diệp tiên sinh, ngài Vân. Vân, Diệp tiên sinh, ngài trước hết chờ một chút. Hổ Ca thở hổn hển chạy tới Diệp Thần Phong trước mặt. Thở không ra hơi nói rằng, Diệp, tiên sinh, ngài tự mang ta cùng đi đi. Sau đó ta nghĩ đi theo bên cạnh ngài, ta ngày hôm qua suy nghĩ một buổi tối, luôn luôn tại bên này cảnh lẫn vào cũng đều không phải biện pháp, ta muốn cùng Diệp tiên sinh ngài, cuộc sống của ta hội thay đổi được nhiều hết mức tư nhiều màu. Từ thiên Diệp Thần Phong một cước tướng Tam gia đá bay sau, Hổ Ca đối Diệp Thần Phong sùng bái tình như nước sông cuồn cuộn liên miên không tiếc, trong lòng nhiệt huyết bị điểm đốt lên. Hắn thế mới biết từ trước không ai bì nổi bản thân, nhiều lắm là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi, cho nên hắn mới muốn rời khỏi cái này sinh tồn nhiều năm biên cảnh thị trường giao dịch. Theo hắn tượng gỗ Diệp Thần Phong đi thế giới bên ngoài đi dạo, nếu như Diệp Thần Phong có thể dạy hắn cái một chiêu nửa thức, như vậy thì không thể tốt hơn. Diệp Thần Phong đánh giá trước mặt tâm tình kích động Hổ Ca, hắn nhìn ra được đối phương là thật quyết định, lại mà hắn tại Thiên Hải cũng thành lập Thắng Thiên Hội. Nhượng Hổ Ca theo hắn ngược lại cũng là có thể, trịnh trọng hỏi, ngươi thật muốn phải cùng ta cùng nơi hồi Thiên Hải. Chuyện ta trước muốn nói cho ngươi, ngươi theo ta đến Thiên Hải có thể không có ở đây phong cảnh, thậm chí còn khả năng chết, ta những lời này có thể cũng không phải nói chuyện giật gân, ngươi suy nghĩ lại một chút rõ ràng đi.
Hổ ca nắm chặt song quyền, kích động thân thể run nhẹ nhẹ, nghiêm túc hồi đáp, Diệp tiên sinh, ta đã quyết định, chỉ cần ngài không ngại ta tiểu hổ, sau đó ta tiểu hổ nguyện ý vì ngài liều mạng. Nói thật đi, ba ngày trước Diệp Thần Phong vì hắn và Mao Khang Bình đúng giờ phó ước thời gian, hổ ca nhất khỏa đại lòng của nam nhân đã bị thật sâu cảm động, hắn biết Diệp Thần Phong người như vậy đúng đáng giá đi theo, nếu quả như thật có thể cùng Diệp Thần Phong làm thành huynh đệ, là hắn hổ ca đời trước đã tu luyện phúc khí. Diệp Thần Phong vỗ vỗ hổ ca rắn chắc vai, nói rằng, tiểu hổ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lên xe đi, ta còn muốn đuổi thượng hôm nay máy bay ni. Hổ ca sửng sốt nhất 2 giây sau, khuôn mặt thượng cười nở hoa, Diệp tiên sinh gọi hắn tiểu hổ, điều này đại biểu hắn bắt đầu bị Diệp tiên sinh nhận đồng, cái này đối với hắn mà nói đúng không gì sánh được to lớn vinh dự, cổ họng trong vội vã đáp, tốt liệt. Diệp tiên sinh, hiện tại hổ ca có thể không biết ngày hôm nay hắn quyết định này, sẽ là hắn đời này một cái bước ngoặt, đợi được nhiều năm sau hắn sẽ rất may mắn trước đây như thế nghĩa vô phản cố theo Diệp Thần Phong ly khai biên cảnh thị trường giao dịch. Bất quá những thứ này đều là nói sau. Mao Khang Bình há miệng, cuối cùng vẫn không có đem lời nói ra khỏi miệng, hiện tại biên cảnh thị trường giao dịch bên này có Tam gia bảo bọc hắn, sau đó hắn tại nơi này sinh ý nhất định sẽ càng ngày càng tốt, hắn không bỏ được buông nơi này sản nghiệp, tượng hổ ca giống nhau thể sống chết thuần phục Diệp Thần Phong. Tam gia nhìn lộ hổ tuyệt trần mà đi hình bóng, trong lòng buồn bã thầm nghĩ, ta Tam gia sống hơn nửa đời người. Cuối cùng tính mệnh lại có thể hội nắm giữ ở một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Ai, bất quá thực lực của hắn quả thực cường hãn, thật không biết hắn là lai lịch thế nào. Sợ rằng dùng thân thủ của hắn tiến nhập cổ võ giới, cũng có thể miễn cưỡng xưng là cao thủ đi. Xem ra vẫn không thể xem thường trong thế tục người. Tây Viên trấn thôn dân biết tiểu thần tiên trở về, một đám ra nghênh tiếp, trận thế này quả thực so với nước Hoa chủ tịch còn được hoan nghênh mà. Đối với như vậy nhiệt tình Diệp Thần Phong cảm thấy chịu không nổi, tại nhìn thấy Thiết Ngưu sau liền chuẩn bị đi, bất quá lúc này đoàn người đi ra một cái 17-18 tuổi tiểu nha đầu, có thể không phải là Tô Nguyệt Như mà. Tiểu nha đầu Tô Nguyệt Như khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác, lấy hết dũng khí đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, thấp giọng nói rằng, Thần Phong ca ca, người nhất định chớ quên đã đáp ứng chuyện của ta, chờ ta lớn lên, ta muốn làm lão bà của ngươi. Nói xong. Tiểu nha đầu đốt lên mũi chân, tại ánh mắt của mọi người hạ, đôi môi mềm mại tại Diệp Thần Phong trên môi nhẹ nhàng điểm nhất điểm, sau đó tự bụng mặt chạy ra. Diệp Thần Phong cảm thụ được trên môi nhàn nhạt thơm, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, chỉ thấy Hàn Sơ Tuyết gương mặt lạnh lùng, mắng tử biến thái, tử lưu manh, người thậm chí ngay cả như thế tiểu nữ hài tử đều không buông tha. Diệp Thần Phong thật con mẹ nó so với đậu Nga còn oan. Vừa rồi rõ ràng cho thấy Tô Nguyệt Như cường hôn hắn mà. Hắn có thể cái gì đều không có làm a. Diệp Thần Phong vẫn là đối Tô Nguyệt Như cử động không có quá nhiều tìm cách, hắn vẫn tin tưởng chỉ cần cách cái 1 năm hoặc là 2 năm, tiểu nha đầu Tô Nguyệt Như tự nhiên sẽ quên hắn, nhưng mà không biết Diệp Thần Phong 2 lần cứu Tô Nguyệt Như, đã tại trong lòng nàng manh phát ra nhất toát bổ nhào bất diệt ái tình ngọn lửa. Mao Khang Bình tướng Diệp Thần Phong, hổ ca, Thiết Ngưu cùng Hàn Sơ Tuyết đưa đến sân bay, trước khi chia tay còn nhượng Diệp Thần Phong có thời gian nhiều tới nơi này xem hắn đi. Từ biên cảnh mù mịt đến Thiên Hải cũng tự hơn 3 giờ lộ trình, đường máy bay đến Thiên Hải phi trường thời gian, mới khó khăn lắm hơn 2 giờ chiều trung ni. Đi ra sân bay, đỉnh đầu ánh mặt trời chói mắt chiếu xéo xuống, dọc theo con đường này Hàn Sơ Tuyết liền một câu cũng không có nói qua, đối Diệp Thần Phong luôn luôn bày một bộ mặt lạnh. Hình như là khiếm nàng mấy triệu hình dạng. Gọi một chiếc xe taxi, trực tiếp ngồi về tới biệt thự. Đứng tại cửa biệt thự, hổ ca vuốt mông ngựa, nói rằng, Diệp tiên sinh, không nghĩ tới ngài còn là một phú ông ni a. Biệt thự này giá cả khẳng định xa xỉ đi. Giữa lúc Diệp Thần Phong chuẩn bị mở rộng cửa đi vào thời gian, biệt thự đại môn đột nhiên từ bên trong được mở ra, hầu tử khi nhìn đến Diệp Thần Phong thời gian, trên mặt tâm tình kích động, lão đại, ngươi cuối cùng là trở về a. Ngươi có biết hay không mấy ngày nay ta đánh ngươi nhiều ít điện thoại. Diệp Thần Phong cầm ra điện thoại di động trong túi vừa nhìn, nói rằng, không có ý tứ, điện thoại di động không có điện tự động đóng cơ, đúng xảy ra chuyện gì sao? Hầu tử gật đầu liền vội vàng đem cả chuyện chân tướng nói một lần, nguyên lai gần nhất khoái tốc Mỹ càng ngày càng bốc lửa, quả thực so với ấn sao cơ còn nghiêu bê ni.
Lý gia tại Thiên Hải coi như là một cái không lớn không nhỏ thương nghiệp gia tộc, khi biết khoái tốc Mỹ là từ Lý Bàn Tử danh hạ xưởng chế thuốc Sinh Sinh lúc đi ra, Lý gia những người này bả suy nghĩ động đến khoái tốc Mỹ phương thuốc thượng, thậm chí Lý gia gia chủ đương thời, Lý Bàn Tử gia gia cũng hướng Lý Bàn Tử làm áp lực. Nhưng mà người Lý gia biết được hầu tử thủ chính giữa nắm có cuối cùng một vị thuốc dẫn mới là khoái tốc Mỹ then chốt sau, bọn họ càng làm đầu mâu nhắm ngay hầu tử. Nghĩ hết biện pháp muốn từ hầu tử trong miệng sáo ra lời nói tới, thậm chí người Lý gia tìm tới hầu tử người nhà, từ phụ mẫu xảy ra tai nạn xe cộ ly khai nhân thế sau, hầu tử đã là bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng mà hắn người trong nhà biết hầu tử nắm có sống sinh khoái tốc Mỹ là tối trọng yếu thuốc dẫn sau, sôi nổi tìm tới hầu tử, dùng sức trăm phương nghìn kế muốn từ hầu tử trong miệng nhận được hữu dụng tin tức. Trước đây Diệp Thần Phong tướng chế tạo thuốc dẫn phương pháp dạy cho hầu tử, chính là tin tưởng hầu tử không hội phản bội hắn, hầu tử quả nhiên không để cho hắn thất vọng, vô luận là người Lý gia, hay là hắn mấy cái gọi là trưởng bối, hắn đều muốn miệng bế chăm chú, liền một chữ cũng không có tiết lộ. Nhưng là bây giờ sự tình diễn biến càng ngày càng kịch liệt, nếu như Diệp Thần Phong lại không trở lại, hầu tử còn thật sợ mình muốn không chống nổi. Diệp Thần Phong kỳ thực đã sớm đoán được hội có chuyện như vậy xảy ra, cổ họng trong nói lầm bầm. Một đám tiến vào tiền trong mắt nhảy nhót vở hài kịch, ta sẽ nhường các ngươi biết cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chương 151, người Lý gia lòng tham. Bởi vì điện thoại di động không gọi được, mấy ngày nay hầu tử mỗi ngày đều hội tới biệt thự chờ thêm mấy cái tiếng đồng hồ, ngày hôm nay cuối cùng là phán sao phán mặt trăng, bà lão đại của hắn Diệp Thần Phong cấp phán trở về. Hầu tử, vậy chúng ta bây giờ tự đi một chuyến Lý Bàn Tử xưởng chế thuốc đi. Diệp Thần Phong đảo là muốn tận mắt nhìn Lý Bàn Tử thái độ, nếu như Lý Bàn Tử không phân tốt xấu đứng tại Lý gia nơi nào, như vậy Diệp Thần Phong cũng không cần thiết hợp tác với hắn, dù sao hiện tại khoái tốc Mỹ chợ đã khai thác đi ra, hắn không để ý tới một cái qua sông đoạn cầu, nếu như Lý Bàn Tử đứng tại bọn họ bên này lời nói tự khác đương biệt bàn về. Ân công, chúng tôi muốn cùng ngài cùng đi. Cũng dám thưởng ân công gì đó, chính là cùng chúng tôi thiết nghiêu không qua được. Diệp tiên sinh, ta cũng phải cùng ngài cùng đi, ta tiểu hổ khác không có, ngay cả có toàn thân sử không song kình, vừa tới đến Thiên Hải thuận tiện lung lay gân cốt. Thiết nghiêu cùng hổ ca từ hầu tử tự thuật chính giữa nghe được nhất điểm môn đạo tới, bọn họ hai cái đối Diệp Thần Phong thế nhưng rất tôn kính ni. Lúc này vậy mà nghe nói có người dám khi dễ đến Diệp Thần Phong đầu lên đây. Cái này đều không phải chán sống sao, nhất là hổ ca, toàn thân một cái giật mình, trong đầu không khỏi liền nghĩ tới ban đầu ở Dịch Thuận Phách Mại Trường, thanh niên nam nhân cái loại này máu tươi nhễ nhại hình ảnh. Nếu sau đó Thiết Nghiêu cùng hổ ca muốn đi theo hắn, Diệp Thần Phong cũng không để ý mang theo bọn họ hai cái, vì vậy đối Hàn Sơ Tuyết nói rằng, ngươi ở đây biệt thự chờ ta trở lại đi. Đối, ở đây còn ở một người bằng hữu của ta, nàng bây giờ còn đang trường học đi học. Đằng đến buổi tối sẽ phải ở trở về, ngươi chỉ cần nói với nàng ngươi là bằng hữu của ta thì tốt rồi. Diệp Thần Phong đúng đi giải quyết phiền phức, đương người không cần thiết bà Hàn Sơ Tuyết cũng cho mang theo, bây giờ Hàn Sơ Tuyết ngoại trừ cả ngày bày nhất trương mặt lạnh bên ngoài, cùng phổ thông nữ nhân không có bao lớn khác biệt, hãy để cho nàng trái lại ngây ngô tại trong biệt thự giữ nhà tương đối khá. Hừ, Hàn Sơ Tuyết cổ họng trong hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại đi vào trong biệt thự. Trong lòng mắng, đồ lưu manh, đồ lưu manh. Rất rõ ràng nàng còn đang là Tây Viên Trấn Tô Nguyệt Như cấp Diệp Thần Phong đưa lên vừa hôn nhớ mãi không quên ni. Diệp Thần Phong lúng túng sờ sờ mũi, trái lại hầu tử kính nể nhìn Diệp Thần Phong, nói rằng, lão đại, ngươi thật nghiêu a. Mới thời gian ngắn như vậy, ngươi lại cấp ta tìm một cái thiên hương quốc sắc đại tẩu. Diệp Thần Phong chút nào không lưu tình một cước đá vào hầu tử phần mông thượng, cười mắng, hầu tử. Có đoạn thời gian không gặp, đúng không là muốn cho ta giúp ngươi lỏng xương một chút. Hầu tử biết lão đại của mình là cùng hắn đang nói đùa ni. Cười đùa ngăn trọng tâm câu chuyện, lão đại, chân của ngươi pháp đúng càng ngày càng đúng a. Diệp Thần Phong bả hổ ca, Thiết Nghiêu cùng hầu tử tương hỗ giới thiệu một lần, có thể là bởi vì Diệp Thần Phong quan hệ đi. Ba người trái lại rất nhanh quen thuộc lên. Lý Bàn Tử danh hạ xưởng chế thuốc tên là Vân Hải xưởng chế thuốc, giữa lúc Diệp Thần Phong, hầu tử, hổ ca cùng Thiết Nghiêu chạy đi Vân Hải xưởng chế thuốc thời gian,
Vân Hải xưởng chế thuốc lão bản bên trong phòng làm việc đầy ấp người. Lý Bàn Tử về mùa đông như kinh, mặt phì nộn thượng treo đầy mồ hôi hột, trong cổ hầu kết bắt đầu khởi động, đối mặt trong phòng làm việc một đôi nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn thật muốn qua đời. Trong phòng làm việc tổng cộng có 4 nam tam nữ, những thứ này đều là Lý Bàn Tử trưởng bối, đương nhiên trong đó bao gồm phụ mẫu hắn. Tiểu Nguyên, ngươi cũng không nên phạm hồ đồ a. Khoái tốc Mỹ cái này sản phẩm chúng ta Lý gia đúng tình thế bắt buộc, nếu như chúng ta có thể nắm giữ khoái tốc Mỹ phương thuốc, Lý gia 100% có thể trở thành thiên hải thủ phủ, thậm chí là nước hoa thủ phủ. Lý Bàn Tử vốn tên là Lý Nguyên, mà giờ khắc này nói chuyện đứng ở bên tay phải của hắn một người trung niên nam nhân, hắn là Lý Bàn Tử đại bá Lý Thủ Xuân. Bọn họ đã ở trong phòng làm việc rằng co hơn một canh giờ. Lý Thủ Xuân khuôn mặt thượng tuy rằng còn chất đống dáng tươi cười, thế nhưng không khó nhìn ra trên mặt hắn có chút hứa không nhịn được mơ hồ hiện ra. Đại bá, ta nói rồi rất nhiều lần, ta xưởng chế thuốc chỉ là giúp đỡ hộ gia công khoái tốc Mỹ mà thôi, hơn nữa đối phương chắc chắn sẽ không tướng khoái tốc Mỹ phương thuốc bán đi ra ngoài. Lúc nói chuyện, Lý Bàn Tử mồ hôi trán châu bá 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 chảy xuống, lúc này hắn biết muốn ngồi trên Lý gia gia chủ vị là không thể nào. Trừ phi hắn có thể bả khoái tốc Mỹ phương thuốc biến thành Lý gia có một vật. Hừ, đứng tại Lý Bàn Tử bên trái một người trung niên nam nhân khó chịu hừ một tiếng, bất mãn quát dẹp đường, tượng nói cái gì? Tượng nói cái gì, Tiểu Nguyên, ngươi muốn thấy rõ ràng chúng ta là ai? Chúng ta là trưởng bối của ngươi, lẽ nào ngươi liền trưởng bối lời nói cũng không nghe sao? Hơn nữa khoái tốc Mỹ phương thuốc không phải là bạn của hầu tử mà. Hầu tử hiện tại sớm đã bị đuổi ra khỏi nhà, bằng hữu của hắn có thể tốt hơn chỗ nào. Tùy tiện cho hắn cái trên 100 vạn, nhượng hắn bả phương thuốc giao ra đây không thì phải mà. Nói chuyện trung niên nam nhân tên là Lý Thủ Hạ, đúng Lý Bàn Tử nhị bá. Đối, Tiểu Nguyên, ngươi có thể phải nghe ngươi đại bá cùng nhị bá lời nói, chớ quên chính ngươi họ gì. Lý Thủ Hạ lão bà Tiền Lan nói rằng, Tiểu Nguyên, chúng ta có thể cũng là vì tốt cho ngươi. Vì Lý gia tốt, ngươi không nên không có lương tâm a. Lý Thủ Xuân lão bà Hoa Mai lập tức phụ họa nói. Đối mặt cái này một loạt pháo oanh, Lý Bàn Tử đầu đều nhanh muốn nổ tung, hắn tuy rằng cũng thích tiền, thế nhưng hắn có nguyên tắc của mình, hơn nữa hầu tử là bằng hữu của hắn, Diệp Thần Phong đúng hầu tử lão đại, hắn tại sao có thể làm loại chuyện này? Lại mà hắn mơ hồ cảm giác thân phận của Diệp Thần Phong tịnh không đơn giản. Phụ thân của Lý Bàn Tử Lý Thủ Thu cùng mẫu thân Phương Cầm đứng ở một bên mặc không lên tiếng, Lý Thủ Thu đúng Lý gia Lý lão gia tử con nhỏ nhất, thái độ làm người có chút nhu nhược, loại thời điểm này hắn đương nhiên không dám mở miệng, vì con trai của mình bênh vực kẻ yếu, huống hồ chuyện này lão gia tử hình như cũng đứng ở đại ca của hắn cùng nhị ca bên kia. Vẫn ngồi ở lão bản ghế Lý lão gia tử Lý Đường Minh, cổ họng chính giữa nhẹ nhàng ho một tiếng, nói rằng, Tiểu Nguyên, ta cũng tán thành đại bá của ngươi cùng nhị bá, nếu như ngươi có thể tướng khoái tốc Mỹ phương thuốc mua lại, đời thứ ba chính giữa ngươi chính là Lý gia gia chủ, đây là ta đối cam kết của ngươi. Lý Bàn Tử nghe được gia chủ hai chữ, trước mắt nổi lên kim quang, bất quá rất nhanh hồi qua thần, cười khổ nói, gia gia, điều không phải ta không dự đoán được khoái tốc Mỹ phương thuốc, chỉ là ngài cho rằng có người hội tướng khoái tốc Mỹ phương thuốc bán đi ra không? Nếu như là ngài, ngài hội bán không? Một bên Lý Thủ Xuân, Lý Thủ Hạ đám người nghe được Lý lão gia tử muốn đến đỡ Lý Bàn Tử vì đời thứ ba chính giữa gia chủ, trong lòng tức khắc lại càng hoảng sợ, bất quá đang nghe Lý Bàn Tử sau khi trả lời, lại rối rít thở dài một hơi. Lý Đường Minh sắc mặt lạnh xuống, đích xác khoái tốc Mỹ mấy ngày nay nóng nảy, những thiên hải thương gia không một không đỏ mắt, nếu như tướng khoái tốc Mỹ thôi hướng toàn quốc thậm chí đúng quốc tế chợ, như vậy có thể kiếm bao nhiêu tiền. Cái này bút chữ số nhượng Lý Đường Minh hoàn toàn động lòng, đối với hắn mà nói khoái tốc Mỹ Lý gia nhất định phải lấy được. Thật là một phế vật vô dụng, Lý Đường Minh trợn mắt trừng trừng, quát dẹp đường, nể tình ngươi đúng cháu của ta cho ngươi hai con đường lựa chọn, một là nghĩ biện pháp nhận được khoái tốc Mỹ phương thuốc, hai là từ nay về sau cổn suất Lý gia, đương nhiên chỗ này xưởng chế thuốc cũng không lại thuộc về ngươi. Lý Đường Minh cũng 70-80 tuổi người. Lại có thể đến nơi này cái tuổi tác còn có thể bị heo du mông tâm. Cả người tâm tư toàn bộ chui vào làm sao nhận được khoái tốc Mỹ. Làm sao kiếm tiền chính giữa đi. 3. Mới vừa rồi là Tiểu Nguyên nhất thời hồ đồ,
ngài tự tha thứ hắn một lần đi. Nghe được muốn đem Lý Bàn Tử đuổi ra Lý gia, Lý Thủ Thu vội vàng đứng dậy, tuy rằng hắn nhu nhược, thế nhưng tổng chưa chắc nhìn tận mắt con trai của mình bị đuổi ra Lý gia đi. Vội vàng hướng Lý Bàn Tử quát dẹp đường, Tiểu Nguyên, còn không mau tới hướng gia gia ngươi xin lỗi. Đúng vậy, Tiểu Nguyên, vội vàng trước cấp gia gia ngươi xin lỗi hơn nữa. Mẫu thân của Lý Bàn Tử Phương Cầm vội vàng phụ họa nói, rất sợ con trai của mình lại làm ra nhượng lão gia tử khó chịu sự tình. Lý Bàn Tử cúi đầu, trong lòng biệt khuất vạn phần, trên khuôn mặt thịt mỡ thỉnh thoảng chịu động, buồn bã thầm nghĩ, đây chính là ta ra sao? Những, này chính là ta người nhà sao? Ta muốn cúi đầu trước bọn họ sao? Ta muốn đi nghĩ biện pháp nhận được khoái tốc mỹ phương thuốc sao? Trong lúc nhất thời vô số vấn đề quanh quẩn tại Lý Bàn Tử trong lòng. Chương 152, chó cắn chó. Vân Hải xưởng chế thuốc ở vào Thiên Hải vùng ngoại thành bên ngoài, nửa giờ sau, Diệp Thần Phong đám người đã tới mục đích. Hầu tử tại lúc tới trên đường, tướng đoạn thời gian gần nhất tình huống, tường tường tế tế nói một lần, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh Lý Bàn Tử không có hướng người của Lý gia thỏa hiệp, dù sao hắn và Lý Bàn Tử đúng từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu. Hắn không hy vọng nhượng lão đại của mình Diệp Thần Phong hiểu lầm Lý Bàn Tử thái độ làm người. Đứng tại Vân Hải xưởng chế thuốc cửa, Diệp Thần Phong nhún vai, nói rằng, còn chờ cái gì? Chúng ta trước đi gặp một lần Lý Bàn Tử đi, ta nghĩ phải làm mặt nghe một chút ý nghĩ của hắn. Từ 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 ô tô dừng ngay, xăm lốp xe ma sát mặt đất thanh âm vang lên, chỉ thấy một chiếc bạch sắc cùng một chiếc màu xanh nhạt BMW S xe thể thao. Ổn định đình tại Vân Hải xưởng chế thuốc cửa, từ trên xe đi xuống hai gã vênh váo tự đắc thanh niên. Hai gã thanh niên khi nhìn đến cửa hầu tử sau, trên mặt mang nụ cười khinh thường, hướng phía Diệp Thần Phong, hầu tử đám người đã đi tới. Hầu tử cau mày, tại Diệp Thần Phong bên cạnh tiểu thanh giới thiệu, lão đại, hai cái này điều nhân đúng Lý Bàn Tử Đường ca, mặc đồ đen gọi Lý Hải, mặc quần áo trắng gọi Lý Đào, mấy ngày này bọn họ hai cái có thể không có thiếu kiêu ngạo ni. Khiếu hưu muốn cướp đi khoái tốc mỹ phương thuốc. Diệp Thần Phong khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, tượng cái này trùng giá áo túi cơm, hắn thật sự là không cần để vào mắt, Lý gia tại Thiên Hải đều không coi là cái gì nhất lưu gia tộc, cùng kinh thành Diệp gia so sánh với đạo căn bản là con kiến cùng voi khác biệt, cho nên Lý Hải cùng Lý Đào hai người liền ăn chơi trác táng cũng không tính, nhiều nhất ngay cả có tiền thổ bao tử. Hầu tử, người tới Vân Hải xưởng chế thuốc làm gì? Đúng điều không phải định đem khoái tốc mỹ cuối cùng một vị thuốc dẫn nói cho chúng ta biết. Lý Hải lớn lên du đầu phấn diện, tướng trên mặt kính dâm hái xuống, cư cao lâm hạ hỏi. Ngươi sớm như thế hợp tác không phải tốt sao? Đợi ta cho ngươi 10 vạn đồng tiền, cũng đủ ngươi tiêu dùng một đoạn cuộc sống, ngươi bây giờ sợ rằng liền nhất bữa cơm no đều không kịp ăn đi. Lý Đào tự nhận là đẹp trai lắc lắc cái trán trước Lưu Hải, 10 phần một bộ ngu dạng. Thật đúng là con mẹ nó cho là mình đúng Bạch Mã Vương Tử. Hầu tử đã sớm không quen nhìn hai người kia, nếu không nể mặt Lý Bàn Tử, hắn sợ rằng đã là xuất thủ, giọng nói bất thiện nói rằng muốn khoái tốc mỹ phương thuốc. Các ngươi kiếp sau sau nữa cũng mơ tưởng. Ai u, Lý Hải cổ họng trong phát sinh một tiếng quái khiếu, nói rằng, hầu tử, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, trước đây nhìn tại ngươi là người của vương gia. Ta mới không cùng ngươi nhiều so đo, hiện tại ngươi đã bị đuổi ra vương gia, nhiều nhất chính là một con tang gia chó, chúng ta Lý gia có thể coi trọng khoái tốc mỹ phương thuốc, ngươi nên hài lòng mới đúng. Nghe nói khoái tốc mỹ phương thuốc đúng bằng hữu ngươi, người bạn của hầu tử sẽ là cái gì có tiền chủ sao? Đến lúc đó ngươi cầm 10 vạn đồng tiền, tùy tiện hoa cái mấy nghìn đồng tiền bả hắn đuổi đi không thì phải mà. Lý Hải tự cho là đúng lải nhải. Thật con mẹ nó thuần túy một cái trí chướng nhi đồng mà. Thật cho là chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí đúng bầy đặt nhìn sao. Ca, chúng ta thiếu cùng hắn nhiều lời, dù sao khoái tốc mỹ phương thuốc, chúng ta Lý gia đúng khẳng định có thể có được. Lý Đào không nhìn được nói, hai huynh đệ người từ đầu đến cuối nhìn đều không có liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, Thiết Ngưu cùng Hổ Ca. Hai người các ngươi điều nhân hay nhất cấp ta lau khô miệng mong chờ, các ngươi nói ta hầu tử có thể. Thế nhưng nói ta hầu tử lão đại, ta tự cùng các ngươi liều mạng. Hầu tử trong con ngươi trưng bốc lên lệ khí, Diệp Thần Phong đúng lão đại của hắn, là hắn bị đuổi ra vương gia sau, duy nhất quan tâm tới người của hắn,
đối với đoạn này tình huynh đệ hắn hết sức quý trọng, cho nên hắn không được phép có người ở trước mặt hắn nói Diệp Thần Phong điều không phải. Tốt, hầu tử, cùng người như thế phí nhiều lời như vậy làm gì? Chúng ta đi trước tìm Lý Bản Tử. Diệp Thần Phong không có hứng thú cùng hai cái này đầu đất tại cửa lãng phí thời gian. Đúng, lão đại, hầu tử đàng hoàng hồi đáp. Nghe được hầu tử xưng hô Diệp Thần Phong vì lão đại, Lý Hải cùng Lý Đào mới đưa mắt chuyển rời đến Diệp Thần Phong trên người, hỏi, ngươi chính là hầu tử lão đại. Khoái tốc Mỹ Phương thuốc chủ nhân. Ta có cần phải cùng ngươi giải thích sao? Biết cái gì gọi là tốt cẩu không cản đường sao? Muốn làm điều tốt cẩu tự cấp ta cút sang một bên. Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói. Ai u a, quả nhiên là cái cực phẩm a. Ngươi biết chúng ta là người nào không? Ngươi biết Lý gia tại Thiên Hải bao lớn thế lực sao? Ngươi toán kia căn thông. Chúng ta muốn bóp chết ngươi rất dễ dàng, cho nên nói ngươi vẫn là cùng chúng ta Lý gia ngoan ngoãn hợp tác, bả khoái tốc Mỹ Phương thuốc giao ra đây cho ta. Lý Hải uy hiếp nói rằng, hắn biết lần này liền gia gia của hắn đều đặc biệt coi trọng khoái tốc Mỹ Phương thuốc, nếu như ai có thể đủ cầm đến khoái tốc Mỹ Phương thuốc, tại Lý gia địa vị nhất định là phong sinh thủy khởi. Đến lúc đó nói không chừng hắn có thể lập tức trở thành đời thứ ba chính giữa gia chủ. Lý Hải trong lòng có ý nghĩ này, đồng dạng Lý Đào trong lòng cũng có ý nghĩ này, vội vàng nói, bả phương thuốc giao cho ta là được, ta sau đó cam đoan ngươi ở đây Thiên Hải cật hương uống cay, cho ngươi hưởng thụ sinh hoạt. Lý Hải cùng Lý Đào nhỏ mọn liếc mắt đã bị Diệp Thần Phong cấp xem thấu, Diệp Thần Phong trong túi vừa vặn có nhất trương chiết hảo chỗ chống chỉ, từ trong túi móc ra. Đặt ở Lý Hải cùng Lý Đào trước mặt hoảng hoảng, khóe miệng khẽ mỉm cười nói, đây là khoái tốc Mỹ Phương thuốc, hai người các ngươi ai có thể đủ cam đoan ta sau đó áo cơm không lo sinh hoạt, ta liền đem nó cho ai. Cấp ta có thể cam đoan. Lý Hải không kịp chờ đợi nói rằng, cấp ta không chỉ cam đoan ngươi áo cơm không lo sinh hoạt, ta còn có thể cho ngươi mỗi ngày đều hưởng thụ mỹ nhân vào ngực tư vị. Lý Đào không cam lòng tỏ ra yếu kém so tài. Ta là anh ngươi, ngươi cùng ta tranh cái gì? Có tin ta hay không tấu ngươi? Lý Hải gặp đệ đệ của mình muốn cùng hắn tranh đoạt khoái tốc Mỹ Phương thuốc, lập tức tự không làm. Ca, lời nói có thể điều không phải nói như vậy, ngươi người này quá sợ ý, ta sợ ngươi bảo quản không tốt khoái tốc Mỹ Phương thuốc. Lý Đào vừa cười vừa nói. Hai người các ngươi đều muốn, cái này thật đúng là có điểm phiền toái. Như vậy đi, hai người các ngươi đánh nhất giá, nếu như ai đánh thắng, ta liền đem khoái tốc Mỹ Phương thuốc cho ai, ta xem như vậy tương đối công bình. Diệp Thần Phong nhún vai nói rằng, ai biết đạo trong tay ngươi Phương thuốc có phải thật vậy hay không ni? Ngươi trước cho chúng ta nhìn, Lý Hải ngược lại cũng điều không phải đặc biệt ngu xuẩn. Diệp Thần Phong không sao cả vuốt thủ, nói rằng, nếu ngươi hoài nghi ta trong tay Phương thuốc, như vậy ta bả phương thuốc trực tiếp cấp đệ ngươi thì phải. Nói Diệp Thần Phong ra vẻ chiêu Lý Đào đi tới. Lý Đào kiểm thượng mang đầy dáng tươi cười, Lý Hải nhìn thấy Diệp Thần Phong cử động này, trong lòng lập tức tự cấp, nếu như Diệp Thần Phong thủ chính giữa thật đúng khoái tốc Mỹ Phương thuốc ni. Cái này có thể quan hệ hắn có thể không có thể trở thành đời thứ ba chính giữa gia chủ ni. Trong lòng hỏa cấp hỏa liệu Lý Hải, đầu nóng lên. Trực tiếp một quyền hướng phía Lý Đào khuôn mặt thượng đánh tới, phanh một tiếng, Lý Đào căn bản không có làm tốt phòng bị, thân thể không tự chủ được rút lui hai bước. Ngươi làm gì? Ngươi điên rồi sao? Lý Đào cảm thụ được trên mặt nóng bỏng, cổ họng trong chợt quát lên. Làm ca ca ta, ngày hôm nay khoái tốc Mỹ Phương thuốc ta là muốn định rồi. Lý Hải không giả sắc thái nói rằng. Ca ca ngươi cái cầu, đợi xem ta không đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Lý Đào nhu nhu đôi má, vung vẩy nắm tay, hướng phía Lý Hải vào tới. Hai người rất nhanh đánh nhau ở cùng nơi, tiếng mắng chửi thỉnh thoảng truyền ra, nhưng một bên Thiết Ngưu, Hổ Ca cùng Hầu Tử nhìn đúng đầu óc mơ hồ, Hổ Ca thận trọng hỏi, Diệp tiên sinh, bọn họ hai cái người nào thắng, ngài tự thật chuẩn bị đem khoái tốc Mỹ Phương thuốc cho bọn hắn sao? Dọc theo con đường này Hổ Ca từ Hầu Tử trong miệng hiểu được rất nhiều tin tức liên quan tới khoái tốc Mỹ. Tượng khoái tốc Mỹ như vậy ấn sao cơ, là một người đều muốn đem nắm ở trong tay. Huống chi hắn thấy, dùng Diệp tiên sinh thực lực căn bản không có cần phải sợ hãi, hắn thật không hiểu nổi Diệp tiên sinh tại sao phải làm ra quyết định như vậy. Diệp Thần Phong cầm trong tay giấy trắng đưa cho Hổ Ca, nói rằng, tiểu Hổ, ngươi xem sẽ biết.
Hổ ca nhận lấy Diệp Thần Phong trong tay giấy trắng, mang theo nghi vấn mở ra, Hầu Tử cùng Thiết Ngưu cũng thu nhập ở một bên nhìn, khi bọn hắn thấy đây chỉ là một tờ trống giấy sau, một đám trong lòng cảm thấy sảng khoái. Hổ ca càng thêm đúng đối Diệp Thần Phong bội phục, Diệp tiên sinh, ngài chiêu này mưu kế thật chỉ dùng để thật tốt quá, đợi thật không biết hai cái tôn tử biết cái này đúng nhất trương giấy trắng sau sẽ là biểu tình gì. Đúng vậy, lão đại, thật con mẹ nó thoải mái, ta đã sớm muốn đánh hai cái này điều nhân, bất quá xem bọn hắn hai cái tự giết lẫn nhau, so với tự mình động thủ còn muốn đã nghiền. Hầu Tử tâm tình hưng phấn nói. Thiết Ngưu là một không nói nhiều người, bất quá từ trên mặt hắn biểu tình, tự càng đủ nhìn ra hắn là càng ngày càng kính nể hắn ân công Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong khoát tay áo khiêm tốn nói rằng, cái này không gọi được đúng cái gì mưu kế, chỉ là hai người kia quá ngu xuẩn, hai cái ngu ngốc có thể có cái gì trí tuệ. Chương 153, chúng ta là người văn minh. Lý Hải cùng Lý Đào cái này hai huynh đệ đánh cho đúng túi bụi, từng quyền thật đả thật đánh vào trên người của đối phương, bọn họ hai cái đều muốn có được Diệp Thần Phong trong tay khoái tốc mỹ phương thuốc, như vậy tự có thể có được Lý gia Lý lão gia tử nhận rồi, nhưng mà bọn họ cũng không động đầu óc ngẫm lại, khoái tốc mỹ như vậy kiếm tiền phương thuốc, Diệp Thần Phong hội để cho bọn họ hai cái dùng đánh nhau phương thức, cuối cùng quyết định cho ai sao. Cái này đều không phải chỉ do đúng vô nghĩa ni mà. Chỉ có hai cái này óc heo ra hỏa mới sẽ tin tưởng. Nhìn siếc khỉ cũng nhìn không sai biệt lắm, Diệp Thần Phong không muốn tại hai người này trên người lãng phí thời gian, đem vật cầm trong tay giấy trắng ném ra ngoài, nói rằng ta cũng không có thời gian cùng các ngươi chơi, các ngươi không phải là muốn tờ giấy này đầu sao. Ai cướp được chính là của người đó. Lý Hải cùng Lý Đào vội vã ngừng lại, hướng phía Diệp Thần Phong ném tới giấy trắng đánh móc sau gáy. Hai người cộng đồng xả đến giấy trắng mặt bên, cố sức hướng tới đã biết bên nắm kéo, đồng thời nói rằng, người buông tay. Xé kéo một tiếng, yếu ớt giấy trắng trong nháy mắt biến thành hai nửa, Lý Hải cùng Lý Đào bởi dùng sức quá độ, thân thể từ nay về sau khuynh đảo, tức khắc xuất một cái đại té ngã. Hai người không thèm để ý chút nào từ dưới đất bò dậy, mở từng người một nửa giấy, khi thấy giấy thượng không có có một chữ thời gian, hai người liếc nhìn nhau. Mới biết mình là bị đùa bỡn. Muốn khởi vừa rồi bọn họ vì tờ này giấy trắng, liều mạng như thế huynh đệ tương tàn, bọn họ hai cái lửa giận trong lòng tựu xông ra, bọn họ bình thường đâu chịu nổi như vậy khí. Dựa vào Lý gia tại Thiên Hải như vậy nhất tiểu địa vị, cùng Lý gia tại Thiên Hải coi như đúng giàu có gia cảnh, chỉ có bọn họ khi dễ người, trêu chọc người phần, nào có bọn họ bị người trêu chọc thời gian. Ngươi cũng dám đùa giỡn chúng ta. Lý Hải cùng Lý Đào trong cơn giận dữ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, khẩu khí này bọn họ hai cái vô luận như thế nào cũng nuốt không được. Diệp Thần Phong không nói gì, Hổ ca đi lên một bước, ngăn ở Diệp Thần Phong trước mặt, khinh thường nói, tự hai người các ngươi ngu xuẩn trứng chim, liền thay Diệp tiên sinh sách giày tư cách cũng không có, thức thời lập tức tại ta tiểu hổ trước mặt tiêu thất. Bằng không có các ngươi khỏe nhìn. Lưng hùm vai gấu Hổ ca, xoay động cái cổ, đè nặng ngón tay. Xương tủy không ngừng phát sinh bùm bùm âm hưởng, nghe được Lý Hải cùng Lý Đào cổ họng trong không khỏi nuốt nước bọt, đang nghĩ ngợi đúng điều không phải tốt hán không ăn thua thiệt trước mắt thời gian, Vân Hải xưởng chế thuốc đại môn mở ra. Từ bên trong chạy ra ngoài năm tên thân thể to tráng bảo an, bọn họ là nghe đến động tĩnh bên ngoài mới chạy ra tới xem một chút. Lý Hải cùng Lý Đào khi nhìn đến năm tên bảo an thời gian, trên người đột nhiên khôi phục không ai bì nổi kiêu ngạo, đối năm tên bảo an ra lệnh. Bọn họ là tới Vân Hải xưởng chế thuốc quấy rối, các ngươi năm cái còn chưa động thủ giải quyết bọn họ. Năm tên bảo an đúng nhận được Lý Hải cùng Lý Đào. Được nghe lại mệnh lệnh sau, sôi nổi hướng phía Diệp Thần Phong đám người đi, bọn họ có thể không muốn bởi vì đắc tội Lý Hải cùng Lý Đào mà đã đánh mất bát ăn cơm. Hổ ca lè lưỡi liếm môi một cái, đối Diệp Thần Phong nói rằng, Diệp tiên sinh, những này tiểu món lòng do ta giúp ngài giải quyết đi. Ta cũng có nhiều gì tử không có vận động. Thiết Ngưu cũng đi ra, hàm hàm cười nói, cùng chúng tôi ân công đối nghịch người, chính là cùng chúng tôi đối nghịch, chúng tôi Thiết Ngưu tuyệt đối không hội hạ thủ lưu tình. Năm tên bảo an vừa vào tới Diệp Thần Phong trước mặt bọn họ. Hổ ca cùng Thiết Ngưu tự động thủ. Hổ ca thế nhưng trường kỳ tại biên cảnh thị trường giao dịch lăn lộn người, công kích thủ đoạn tàn nhẫn không gì sánh được, những người an ninh này làm sao đúng đối thủ của hắn.
Lại mà Thiết Ngưu mặc dù không có trải qua cái gì chém giết, thế nhưng hắn lực lớn vô cùng, phổ thông người ăn hắn một cái nắm tay có thể là phi thường không dễ chịu. Ai u này a. Ngắn ngủi nhất phút, năm tên bảo an đã bị Hổ Ca cùng Thiết Ngưu cấp lực ngã xuống đất, một đám cổ họng trong đau kêu thanh không ngừng. Không có cách gì lại từ trên mặt đất bò dậy, thì là bọn họ có thể đứng lên. Phỏng chừng cũng không phải làm như vậy, bọn họ tại Hổ Ca cùng Thiết Ngưu trước mặt thuần túy chính là tiểu con tôm mà. Lần nữa đứng lên đều không phải hoa ngược phần mà. Lý Hải cùng Lý Đào hai huynh đệ khuôn mặt thượng không ai bị nổi dáng tươi cười cứng ngắc ở, nguyên bản bọn họ cho rằng năm tên thân thể to tráng bảo an, giải quyết Diệp Thần Phong bốn người bọn họ đúng dư giả, dù sao bốn người từ hình thể thượng, nhìn qua lợi hại nhất chỉ có Hổ Ca cùng Thiết Ngưu hai người, ai biết đạo cái này năm tên bảo an còn chưa đủ Hổ Ca cùng Thiết Ngưu nhét kẻ răng. Hổ Ca xoay động cái cổ hướng phía Lý Hải cùng Lý Đào đi tới, hai cái thấy thế liền vội vàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Có ý định đả thương người có thể là chuyện phạm pháp tình, ngươi cũng không nên sằng bậy. Nghe vậy, Hổ Ca khuôn mặt thượng lộ ra một đạo là nụ cười máu, hắn thế nhưng từ biên cảnh thị trường giao dịch đi ra người, phạm pháp cái này từ ngữ căn bản cũng không tại hắn trong từ điển. Huy khởi hắn sao hoa như khổ nắm tay phải đánh hướng Lý Hải cùng Lý Đào thời gian, Diệp Thần Phong nói chuyện, tiểu hổ, chúng ta đều đúng người văn minh, tái máy tay chân còn thể thống gì. Hổ Ca vội vã buông xuống nắm tay, cung kính nói, Diệp tiên sinh, ngài giáo huấn đúng vậy. Là ta tiểu hổ nhất thời trùng động, quên ở đây đã không phải là biên cảnh thị trường giao dịch. Diệp Thần Phong sân vắng như bước đi tới Lý Hải cùng Lý Đào trước mặt, vươn tay thay hai người sửa sang lại áo, hai huynh đệ thấy Diệp Thần Phong thấp kém mô dạng, cho rằng đối phương đúng bị bọn họ lời nói mới rồi dọa cho dọa ở, khuôn mặt thượng vậy mà lại không biết sống chết lộ ra cả vú lấp miệng em biểu tình. Nói rằng, hiện tại biết sợ rồi sao? Chúng ta có thể lập tức báo GG, cho các người đi ngồi chồm hổm ngục giam. Ba ba trả lời hai huynh đệ đúng hai tiếng mạnh hữu lực cái tát, chỉ thấy Lý Hải cùng Lý Đào tại chỗ vòng vo một cái 360 độ quyển, trên gương mặt thật cao sưng lên, trong miệng liền hàm răng đều bị đánh rớt mấy viên. Lý Hải mơ hồ không rõ nói rằng, ngươi không phải đã nói ngươi là người văn minh mà. Ngươi tại sao có thể động thủ? Ngươi, ta, chúng ta phải báo GG, chúng ta muốn cho ngươi biết Lý gia lợi hại. Lý Đào lập tức hoảng sợ phụ họa nói. Hai cái này đầu đất thật đúng là con mẹ nó có ý gờ cách, đến loại thời điểm này còn một bộ đương nhiên ngu xuẩn dạng, thật con mẹ nó nhượng Diệp Thần Phong cho rằng dùng cái tát phiến bọn họ đều là ô uế tay của mình. Ta là người văn minh không tệ, bất quá, đối với các ngươi những này rác rưởi giảng văn minh hữu dụng không? Diệp Thần Phong nhún vai tiếp tục nói, tiểu hổ, Thiết Ngưu, giúp ta bả rác rưởi dọn dẹp. Nguyên bản Diệp Thần Phong thật đúng là không muốn động thủ lần nữa giáo huấn Lý Hải cùng Lý Đào, nhưng mà hai cái này ngu ngốc liền cơ bản tình thế cũng thấy không rõ lắm, Diệp Thần Phong không để ý cho bọn hắn miễn phí học một khóa. Vân Hải xưởng chế thuốc lão bản trong phòng làm việc. Lý Bàn Tử vẫn là cúi đầu, trong lòng do dự vạn phần. Hắn biết ly khai Lý ra hắn chẳng khác nào đúng hai bàn tay trắng, thế nhưng che giấu lương tâm đi nghĩ biện pháp nhận được khoái tốc mỹ phương thuốc, hắn lại không qua được trong lòng đạo kia khảm. Bất quá nói thật ra, thì là Lý Bàn Tử đáp ứng người Lý ra đi nghĩ biện pháp nhận được khoái tốc mỹ phương thuốc, sợ rằng cuối cùng thành công nhận được tỷ lệ cũng là vi hồ kỳ vi, dù sao hầu tử đối Diệp Thần Phong đúng trung thành và tận tâm. Mà muốn từ Diệp Thần Phong thủ chính giữa biết được khoái tốc mỹ hoàn chỉnh phương thuốc, vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm, cái này so với chính giữa 500 vạn vé sổ số tỷ lệ còn thấp hơn. Tiểu Nguyên, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh cấp ra ra ngươi xin lỗi, ngươi còn là điều không phải ta con trai của Lý Thủ Thu. Lý Thủ Thu gặp con trai của mình chỉ là cúi đầu bảo trì trầm mặc, tâm tình của hắn dường như kiến bò trên chảo nóng, hắn cũng không muốn con trai của mình bị đuổi ra Lý gia. Tiểu Nguyên, Mụ Văn ngươi trước hướng ra ra ngươi nói xin lỗi đi. Chuyện về sau chúng ta đang chậm rãi thương lượng, thương cảm thiên hạ lòng cha mẹ, mẫu thân vĩnh viễn là thương yêu nhất nhi tử, Phương Cầm phe phẩy Lý Bàn Tử cánh tay năn nỉ nói. Còn thể thống gì, Thủ Thu, ngươi bình thời là thế nào quản giáo con của ngươi? Hiện tại thậm chí ngay cả lão gia tử đều không coi vào đâu. Lý Thủ bỏ đá xuống giếng đạo. Đại ca, ta nghĩ Tiểu Nguyên chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi.
Lý Thủ Thu vâng vâng dạ dạ hồi đáp, trong lúc nhất thời mềm yếu ý gờ cách biểu hiện không thể nghi ngờ. Chương 154, thủ đoạn bạo lực. Được rồi, xem ra ngươi là chuẩn bị thoát ly Lý ra. Tốt, rất tốt, ta Lý Đường Minh không nghĩ tới có ngươi như thế một cái con bất hiếu tôn. Ngồi ở lão bản ghế, Lý Đường Minh tức giận đến trên trán nổi gân xanh, phàm là đứng đầu một nhà ở trong gia tộc có tuyệt đối uy nghiêm, hắn thật thật không ngờ bản thân nhỏ nhất tôn tử lại dám ngỗ nghịch ý tứ của hắn. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu được ni. Tại ba cái tôn tử chính giữa, Lý Đường Minh nguyên bản tự nhất không coi trọng Lý Bản Tử, lúc này khách khí nói với Lý Bản Tử lời nói đảo là vô dụng. Điều này làm cho Lý Đường Minh tức giận trong lòng đúng càng không thể vãn hồi. Tiểu Nguyên, còn không mau hướng ra ra ngươi xin lỗi. Ngươi lẽ nào muốn chọc giận tử ta sao? Lý Thủ Thu cơ hồ là giống lên, hắn nhìn ra được cha của mình Lý Đường Minh là thật tức giận. Tiểu Nguyên, nhanh nghe người ba. Phương Cầm dùng sức nắm kéo Lý Bản Tử góc áo, mong muốn hắn có thể nhanh lên một chút tỉnh ngộ lại, nếu quả như thật bị đuổi ra Lý gia, đó cũng không phải là nói đùa. Ba, ta xem tiểu tử này là quên bản thân họ Lý, chúng ta vẫn cùng hắn phí nói cái gì. Thẳng thắn trực tiếp bà hắn đuổi ra Lý gia được, tượng hắn người như thế tựu là thuần túy một phế vật, ở lại Lý gia có ích lợi gì. Lý Bản Tử đại bá Lý Thủ Xuân quát dẹp đường. Đối, ba. Đại ca nói không sai, khoái tốc mỹ phương thuốc, dùng năng lực của chúng ta còn lấy không được sao. Hầu tử chẳng qua là bị đuổi ra vương gia chó nhà có tang mà thôi, bằng hữu của hắn lại hội tốt chạy đi đâu. Chúng ta chỉ cần vận dụng một ít xã hội thượng quan hệ, cuối cùng một phân tiền cũng không cần hoa, đáng tin để cho bọn họ ngoan ngoãn bả khoái tốc mỹ phương thuốc cấp giao ra đây. Lý Bản Tử nhị bá Lý Thủ Hạ đồng ý Lý Thủ Xuân thuyết pháp. Tại bọn họ hai cái cho rằng, chỉ cần bà Lý Bản Tử đuổi ra khỏi Lý gia, con của bọn họ sau này tự thiếu một cái cạnh tranh Lý gia gia chủ vị đối thủ, đây cũng cớ sao mà không làm ni. Dù sao Lý Bản Tử cũng không muốn trái lại hợp tác, bọn họ hai cái làm bá bá đích ngưu nhiên không cần thiết hạ thủ lưu tình. Lý Thủ Thu cùng Phương Cầm đồng thời sắc mặt trở nên trắng, Phương Cầm xả Lý Bản Tử góc áo thủ đều ở đây run nhẹ nhẹ, Lý Bản Tử nhìn mình cha mẹ dáng dấp. Cắn một cái răng, vừa định muốn nói lời nói, tự chỉ nghe thấy phanh một tiếng. Cửa ban công bị đá văng. Diệp Thần Phong ở ngoài cửa đã đem bên trong tiếng cãi vã nghe được đúng nhất thanh nhị sở, bằng không hắn hội tánh khí nóng nảy trực tiếp đá văng ra cửa ban công sao. Lý Bản Tử tại đối đãi chuyện này thượng thái độ hãy để cho hắn vô cùng hài lòng. Diệp Thần Phong đi tại trước mặt nhất, hầu tử đám ba người theo sát phía sau. Thiết Ngưu cùng Hồ Ca thủ chính giữa phân biệt dẫn theo Lý Hải cùng Lý Đào hai cái này ngu ngốc, giờ phút này một đôi huynh đệ khuôn mặt thượng hiện đầy ứ tổn thương, hai con mắt cũng thay đổi thành mắt gấu mèo, một bộ uể oải không phấn chấn dáng dấp. Xem ra bọn họ hai cái đúng nếm được đau khổ. Song khi Thiết Ngưu cùng Hồ Ca dẫn theo bọn họ hai cái đi vào phòng làm việc, bọn họ thấy trong phòng làm việc người sau, thân thể bắt đầu kịch liệt tránh ghim, cổ họng trong kêu gào đạo, ra ra. Ngài nhất định muốn làm chủ cho chúng ta à? Bọn họ có ý định đả thương người, chúng ta nhất định phải báo cảnh đem bọn họ bắt lại. Mau buông nhi tử Tiểu Hải. Mau buông nhi tử Tiểu Đào. Lý Hải mẫu thân Hoa Mai cùng mẫu thân của Lý Đào Tiễn Lan cơ hồ là miệng đồng thanh, khi nàng môn thấy con trai của mình biến thành bộ dáng này thời gian, trong lòng thực tại đúng tâm thương yêu không dứt. Nếu đã đi tới trong phòng làm việc, Diệp Thần Phong cũng không cần thiết nhượng Thiết Ngưu cùng Hổ Ca dẫn theo hai cái này ngu ngốc, vì vậy nói rằng Tiểu Hổ, Thiết Ngưu, thả bọn họ đi. Hổ Ca cùng Thiết Ngưu trực tiếp bả Lý Hải cùng Lý Đào ném xuống đất, hai người được tự do sau. Té đi tới Lý Đường Minh trước mặt, tướng cả chuyện nuốt cả quả táo nói một lần, nhất là chỉ ra thân phận của Diệp Thần Phong, đương Lý Đường Minh biết trước mặt cái này dẫn đầu thanh niên chính là khoái tốc Mỹ đích thực chính chủ người sau. Hắn trong lòng tức khắc có một cái kế sách. Lý Đường Minh tịnh không có từ lão bản ghế đứng lên, quan sát Diệp Thần Phong một lát sau, mới lên tiếng, ngươi chính là khoái tốc Mỹ có người. Ngươi có hứng thú hay không tướng khoái tốc Mỹ bán cho chúng ta Lý gia? Không có hứng thú, Diệp Thần Phong nhún vai trực tiếp làm cự tuyệt nói. Có thể dùng Lý Đường Minh sắc mặt đỏ lên không gì sánh được. Tiểu tử ngươi nói thế nào ni? Khoái tốc Mỹ phương thuốc chúng ta Lý gia là muốn định rồi, người không nên cấp khuôn mặt không biết xấu hổ.
Lý Thụ Xuân gặp Diệp Thần Phong lại có thể như thế không để cho Lý ra mặt mũi. Lập tức nộ giống lên. Thanh niên nhân, ngươi không cần tại thật tốt suy nghĩ một chút rõ ràng. Chúng ta Lý ra có thể tiền trả ngươi 100 vạn. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Lý Đường Minh ý bảo con lớn nhất Lý Thụ Xuân an tâm một chút chớ nóng. 100 vạn, ngươi phái xin cơm sao? Coi như là một cái ức cũng mơ tưởng muốn mua đến khoái tốc Mỹ phương thuốc. Các người đầu óc trái lại động rất tốt, đáng tiếc ta cũng không phải ngu ngốc. Diệp Thần Phong khinh thường nói. Xem ra là không có cách gì cùng trước mặt người thanh niên này an ổn ổn thỏa. Lý Đường Minh trên mặt thần sắc rồi đột nhiên biến đổi, quát dẹp đường, thanh niên nhân, chúng ta tạm thời không nói chuyện khoái tốc Mỹ sự tình, ta hai cái này tôn tử bị các người bị thương, chuyện này phải làm sao? Ta nếu như báo cảnh sát lời nói, có thể cáo các người một cái có ý định đả thương người, dùng chúng ta Lý ra tại Thiên Hải năng lượng, cho các người đang bảo vệ trong sở chịu chút vị đắng vẫn là có thể, nếu như chúng ta nguyện ý thậm chí có thể cho các người đi ngồi nhà tù. 3. Cùng bọn họ rong dài cái gì? Tiểu Hải đều bị đánh thành như vậy, chúng ta nhanh lên một chút báo nguy. Mẫu thân của Lý Hải Hoa Mai ước gì trước mặt bị thương con trai mình hung đồ lập tức bị cảnh sát bắt đi. 3. Người xem nhìn Tiểu Đào đều bị bọn họ đánh thành dạng gì? Chuyện này chúng ta nhất định muốn truy cứu tới cùng a. Chúng ta tuyệt đối không thể đủ buông tha bọn họ. Lý Đào mẫu thân Tiễn Lan đau lòng ôm con trai của mình. Hai nữ nhân này xem ra là không có biết rõ ràng Lý Đường Minh ý đồ. Lý Đường Minh là muốn tá việc này nhượng Diệp Thần Phong đi vào khuôn khổ, sau đó ngoan ngoãn giao ra khoái tốc Mỹ phương thuốc. Bất quá Hoa Mai cùng Tiễn Lan cố tình gây sự kêu gào, không là có thể càng thêm cấp Diệp Thần Phong làm áp lực sao? Cho nên Lý Đường Minh tịnh không có mở miệng nói, chờ nghe Diệp Thần Phong trả lời. Ngày hôm nay Diệp Thần Phong có thể điều không phải tới cùng Lý ra những người này hồ dảo man triền, hắn là tìm đến Lý Bàn Tử, nếu hiện tại Lý Bàn Tử biểu hiện nhượng hắn phi thường hài lòng, hắn cũng không sao phải nhiều hỏi, thuận miệng nói rằng, Lý Bàn Tử, có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Nơi này con ruồi nhiều lắm, không khí không tươi mát, nhượng ta cảm giác rất oi bức. Còn đang chờ đợi Diệp Thần Phong trả lời Lý Đường Minh, phát hiện mình lại có thể trực tiếp bị không để ý tới, không bao giờ. Nữa có thể bình tâm tĩnh khí đang ngồi, từ lão bản ghế chợt đứng lên, chỉ vào Diệp Thần Phong quát dẹp đường, được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi thật quá được voi đòi tiên, ta đảo muốn nhìn ngươi đợi vào cảnh sát cục còn có thể hay không bình tĩnh như vậy. Nói Lý Đường Minh trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm cục cảnh sát điện thoại, một chiếc điện thoại đánh xong. Hắn mới thoáng bình tĩnh một chút, nói rằng, ta sống hơn nửa đời người còn chưa từng thấy qua tượng ngươi như thế cản rỡ thanh niên nhân ni. Ngày hôm nay ta để ngươi biết tại trường hợp nào hạ yêu cầu thu liễm. Lý Bàn Tử gặp sự tình vượt qua náo càng lớn, vội vã mở miệng nói rằng, ra ra, ngài cần gì phải báo nguy bả sự tình làm lớn chuyện ni. Sự tình hôm nay cứ định như vậy đi, ta van xin ngài. 3. Một tiếng. Trả lời Lý Bàn Tử đúng một cái vang dội lỗ tai, Lý Đường Minh quát dẹp đường, xúc sinh, ngươi lại vì ngoại nhân hướng ta cầu tình. Bắt đầu từ ngày mai không nên lại để cho ta tại Lý gia thấy ngươi. Thực sự là cấp Lý gia mất mặt, toàn bộ một con không có có đầu óc đồ con lợn, ở lại Lý gia cũng chỉ là lãng phí lương thực mà thôi. Lý Thủ Xuân châm chọc khiêu khích đạo. Ba quyết định đặc biệt chính xác, sớm nên bả người như thế đuổi ra Lý gia. Lý Thủ Hạ cũng rất muốn thấy trường hợp như vậy. Ở đây Hoa Mai, Tiễn Lan, Lý Hải cùng Lý Đào một đám khuôn mặt thượng đều lộ vẻ dáng tươi cười, đối Lý Bàn Tử chỉ trỏ, khuôn mặt thượng tràn đầy khinh bỉ cùng cười nhạo. Lý Thủ Thu cùng Phương Cầm sắc mặt thay đổi được càng thêm tái nhợt, Phương Cầm thậm chí một cái không có đứng vững, hướng phía trên mặt đất xuất đi, may là bị Lý Thủ Thu kịp thời đỡ. Diệp Thần Phong nhìn Lý Bàn Tử bụng mập mạp đôi má dáng dấp, trong lòng tức khắc bốc cháy lên thịnh nộ, như thế nào đi nữa nói Lý Bàn Tử cũng là giúp bọn hắn cầu tình mới có thể được ăn cái tát. Diệp Thần Phong thân ảnh lập tức động, nhanh như thiểm điện, thậm chí trong phòng làm việc tất cả mọi người không có phản ứng qua đây. Ba 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 từng tiếng chàng pháo tay trở về đáng tại trong không khí. Ngoại trừ Lý Thủ Thu, Phương Cầm cùng Lý Bàn Tử không có bị đánh đến cái tát bên ngoài, còn lại người Lý gia đều ăn vào Diệp Thần Phong cái tát. Đương nhiên trong đó cũng bao gồm Lý Đường Minh. Người Lý ra nụ cười trên mặt hơi ngừng, Lý Đường Minh cảm thụ được trên gương mặt đau rát đau nhức, trong lòng vừa giận vừa sợ,
giận đúng như thế một sấp dày niên kỷ người, lại còn bị người khác phiến lỗ tai. Cái này nếu là truyền ra ngoài hắn Lý Đường Minh khuôn mặt muốn hướng tới chỗ nào đặt. Kinh đúng Diệp Thần Phong tốc độ quá nhanh, thế cho nên hắn chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo hắc ảnh, trên gương mặt đã bị phiến thượng lỗ tai. Lý Thủ Xuân cùng Lý Thủ Hạ có thể không có bọn họ lão nhân nghĩ đến nhiều như vậy, trong lòng chỉ có hừng hực thiêu đốt phẫn nộ, cổ họng trong chợt quát lên còn có vương pháp hay không. Ngươi lại có thể dám đánh chúng ta, đợi cảnh sát tới, chúng ta nhất định muốn ngươi đẹp. Diệp Thần Phong nhìn nổi trận lôi đình Lý Thủ Xuân cùng Lý Thủ Hạ, khẽ mỉm cười nói, hoàn hảo các ngươi nhắc nhở ta, nếu các ngươi đã báo cảnh sát, ta tự càng thêm không có hạ thủ lưu tình cần thiết. Diệp Thần Phong thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Lý Thủ Xuân cùng Lý Thủ Hạ trước mặt, vươn tay bắt được bả vai của hai người, cố sức đi phía trước vung một cái, hai người thân thể trên không trung tới một cái đại xoay tròn, phanh một tiếng, nặng nề ngã ở trên mặt đất. Chương 155, đánh lén cảnh sát. Trong phòng làm việc quanh quẩn Lý Thủ Xuân cùng Lý Thủ Hạ đau kêu thanh, cái này mãnh liệt nhất suốt thậm chí để cho bọn họ hai cái cảm giác. Toàn thân đầu khớp xương đều muốn rời ra từng mảnh, tính khí bên trong bị chấn khó chịu, có loại muốn nhìn không được nôn mửa buồn nôn cảm giác. Trong phòng làm việc ngoại trừ biết Diệp Thần Phong thực lực hầu tử, Thiết Ngưu cùng Hổ Ca bên ngoài, cái khác người Lý gia đều kinh hãi, có thể vừa rồi bọn họ đột nhiên bị phiến lỗ tai còn không có đặc biệt chú ý, thế nhưng lúc này tận mắt đến trước mặt cái này mới nhìn qua không thế nào cường tráng thanh niên. Lại có thể quả đấm tướng hai cái thể trọng tối thiểu đạt được 140 cân trở lên người trưởng thành cấp hất ra. Đây là khái niệm gì? Trong lúc nhất thời ngay cả Hoa Mai cùng Tiễn Lan hai cái này người đàn bà tranh chua cũng an tĩnh ngậm miệng lại, hiện tại cảnh cha còn chưa tới trường, trước mặt cái này bạo lực phân tử rõ ràng điều không phải các nàng có thể chọc nổi. Phát sinh trước mắt tất cả tuy rằng những lý bàn tử trong lòng biệt khuất thiếu rất nhiều, thế nhưng sự tình dùng như vậy tình thế phát triển tiếp. Cần phải muốn vượt qua náo càng lớn không thể, hắn có thể cũng không biết Diệp Thần Phong đúng kinh thành Diệp gia cháu đích tôn, vì vậy liền kinh hoàng đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, nói rằng, lão đại, các ngươi còn là đi trước đi. Chuyện nơi đây ta một người nhận lãnh tới, dù sao ta nhất định sẽ bị đuổi ra Lý gia. Súc sinh, ngươi cái súc sinh, đến lúc này ngươi lại vẫn giúp người ngoài. Ngày hôm nay các ngươi một cái cũng đừng muốn rời khỏi. Ta Lý Đường Minh từ hôm nay trở đi cũng không có ngươi người cháu này. Lý Đường Minh bàn tay gầy guộc chăm chú tụ lại, chuyện này hắn tuyệt đối không thể đủ từ bỏ ý đồ, bị một thanh niên người quạt lỗ tai. Khẩu khí này hắn muốn thế nào nuốt được đi, nếu như không phát tiết ra ngoài lời nói, rất có thể phải giảm thiểu mấy năm thọ mệnh ni. Ba, ta van xin ngài, ngài không nên đem Tiểu Nguyên đuổi ra Lý gia. Phương Cầm chảy nước mắt khẩn cầu. Lý Thủ Thu cũng vừa muốn thay con trai của mình cầu tình, chỉ thấy Lý Đường Minh nộ không thể tách ra quát dẹp đường, ai lại thay súc sinh này cầu tình, cùng hắn cùng nơi cổn xuất Lý ra. Nghe được Lý Lão gia tử câu nói này Lý Thủ Thu, ngạnh sinh sinh tướng cổ họng miệng lời nói cấp nuốt xuống bụng trong. Diệp Thần Phong vỗ vỗ Lý bàn tử vai, nói rằng, người cũng gọi ta một tiếng lão đại rồi, ta đương nhiên muốn làm một cái lão đại việc, bằng không sau đó ai còn nguyện ý theo ta. Lý bàn tử trong lòng một trận cảm động, hắn thấy Diệp Thần Phong muốn so với gia gia của hắn, đại bá, nhị bá các loại càng thêm có tình người vị, hắn dám khẳng định thì là hắn bị đuổi ra Lý gia, Diệp Thần Phong y nguyên sẽ cùng hắn làm bằng hữu. Đát 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 tại Diệp Thần Phong nói chuyện với Lý bàn tử gian. Một trận lộn xộn tiếng bước chân của truyền vào trong phòng làm việc, khẩn đón sáu gã mặc đồng phục đi đến, dẫn đầu là một gã chừng 30 tuổi nam cảnh cha. Hình dạng có chút gầy gò. Khi nhìn đến Lý Đường Minh sau khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Tên này dẫn đầu nam cảnh cha tên là Đỗ Kim, đúng nam khu phân cục một gã đại đội trưởng, bình thường trái lại cùng Lý gia thẳng quen thuộc, đương nhiên Lý gia cũng không có thiếu hiếu kính qua Đỗ Kim. Dù sao làm một tên hợp cách thương nhân, các phương diện mạng giao thiệp cũng phải có một chút, để ngừa tại khẩn yếu quan đầu bất cứ tình huống nào. Diệp tiên sinh, ta vừa nhìn những này cảnh cha thì không phải là cái gì hảo điều, khẳng định cùng bọn họ là một phe. Hổ ca tại Diệp Thần Phong bên cạnh Tiểu Thanh thầm thì thầm nói, tốt xấu hắn đã ở biên cảnh cái loại này hỗn loạn địa phương lăn lộn nhiều năm, sát ngôn quan sát năng lực so với người bình thường mạnh hơn thượng không thiếu. Quả nhiên Đỗ Kim nhìn cũng không có nhìn Diệp Thần Phong liếc mắt,
bay thẳng đến Lý Đường Minh đi tới, cười hỏi, Lý lão gia tử. Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tự nhất ngũ nhất thập nói với ta một lần đi. Ta cam đoan giúp các ngươi Lý gia lấy lại công đạo. Lý lão gia tử tướng cả chuyện thêm mắm thêm muối nói một lần. Đơn giản chính là Diệp Thần Phong đám người vô cớ có ý định đả thương người các loại, hắn đã không kịp đợi thấy Diệp Thần Phong bọn họ bị nắm tiến cục, chỉ cần vào cảnh tra cục Lý Đường Minh tự có biện pháp để cho bọn họ nếm được vị đắng, cuối cùng tướng khoái tốc Mỹ phương thuốc cấp ngoan ngoãn giao ra đây. Nếu sự tình đều rõ ràng như vậy cũng không cần thiết tra được, các ngươi bả mấy người kia bắt lại cho ta. Ta muốn đem bọn họ mang về cục thật tốt thẩm vấn. Đỗ Kim chỉ vào Diệp Thần Phong đám người, mệnh lệnh phía sau hắn 5 tên cảnh tra. Diệp Thần Phong không chút hoang mang nói rằng, Vân, ngươi thật giống như còn không hỏi qua ta ni đi. Lẽ nào chỉ bằng vào một nhà chi từ, ngươi tự định chúng ta tội, còn là nói các ngươi những, này nguyên bản chính là cùng Lý gia rắn chuột một ổ. Theo ta thấy các ngươi bình thường không có thiếu thu Lý gia hối lộ đi. Diệp Thần Phong lời nói phảng phất là đạp phải Đỗ Kim cái đuôi, tức khắc ánh mắt rậm rạp lên. Cổ họng trong quát dẹp đường, chúng ta cảnh tra phá án, chẳng lẽ còn muốn đi qua ngươi cái tiểu thị dân sao? Bằng vào ngươi mới vừa nói qua lời nói, ta là có thể cáo ngươi nói xấu. Chính là một cái cảnh tra cục đại đội trưởng, ngươi quan uy cũng không nhỏ a. Bất quá! Ta còn là khuyên ngươi không nên làm những hối hận của mình sự tình, có thể đến cuối cùng liền chén cơm của mình cũng sẽ không giữ được. Diệp Thần Phong sẽ đối phó một gã cảnh tra cục đại đội trưởng cũng chuyện dễ như trở bàn tay. Có lẽ là cảm thấy bị một gã thanh niên nhân uy hiếp, Đỗ Kim cảm thấy đặc biệt mất mặt, Diệp Thần Phong ăn mặc đặc biệt phổ thông, thấy thế nào cũng không giống như là một cái có bối cảnh đại gia tộc thiếu gia, huống chi ở vào thời điểm này hắn tại sao có thể đã đánh mất mặt ni. Lập tức chợt quát lên, một gã nho nhỏ lăng đầu thanh, khẩu khí cũng không nhỏ a. Ta đảo muốn nhìn ngươi thế nào nhường ta đại đội trưởng vị trí khó giữ được. Đợi vào cảnh tra cục, ta sẽ đặc biệt chiếu cố ngươi. Đỗ đội trưởng, không nên cùng hắn nhiều lời, ngươi nhanh lên một chút bả hắn trảo hồi cảnh tra cục đi. Đỗ đội trưởng, sự tình hôm nay chúng ta Lý gia nhất định hội hảo hảo tạ ơn ngươi. Lý Thủ Xuân cùng Lý Thủ Hạ tại Đỗ Kim tiến nhập phòng làm việc thời gian tự từ dưới đất bò dậy, bọn họ mới vừa rồi là rất sợ Diệp Thần Phong lần thứ hai ra tay với bọn họ, cho nên mới nằm trên mặt đất Trang Tử Khang, hiện tại cảnh tra đều tới, bọn họ còn dùng được sợ sao? Lần nữa khôi phục phách lối dáng vẻ bệ vệ. Diệp Thần Phong chậm rãi bước đi tới Đỗ Kim trước mặt, mặt mang nụ cười nói rằng, làm cảnh tra cần phải làm cho tốt bản phận công tác mới tốt. Giống như ngươi vậy tử người cặn bã, ta cho rằng thực sự không thích hợp làm. Bị người chỉ vào mũi nhục mạ, huống chi còn là một gã vị thành niên, Đỗ Kim làm sao có thể chịu được ni. Như thế nào đi nữa nói hắn cũng là đường đường nam khu phân cục cảnh tra cục đại đội trưởng, bình thường nịnh bợ người của hắn có nhiều đúng, chưa từng đã bị qua như vậy vũ nhục. Cười lạnh một tiếng âm chắc chắc nói rằng, vấn đề này đợi vào cảnh tra cục, ta sẽ cùng ngươi chậm rãi tham thảo. Chớ đem lời nói hình như ngươi nhận thức cục trưởng chúng ta thông thường, lẽ nào câu nói đầu tiên có thể bà ta đại đội trưởng chức vị triệt hạ tới. Thực sự là sai lầm đến cực điểm. Tiểu tử, đợi vào cảnh tra cục có người đẹp mắt, khoái tốc Mỹ phương thuốc chúng ta là muốn định rồi. Lý Thủ Xuân vui vẻ ra mặt nói rằng, trong con ngươi ẩn nấp mù. Tốt, chuyện này ta sẽ xử lý, nếu không các ngươi cũng đi với ta một chuyến cảnh tra cục. Như vậy cũng tốt lấy khẩu cung. Đỗ Kim đối Lý lão gia tử Lý Đường Minh nói rằng. Lý Đường Minh gật đầu một cái nói, cái này đúng phải, phối hợp cảnh tra đồng chí, là chúng ta thị dân đáp tận nghĩa vụ. Như vậy tốt nhất, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Vội vàng đem bọn họ bắt lại cho ta. Đỗ Kim lần thứ hai mệnh lệnh phía sau hắn 5 tên. A, Diệp Thần Phong cổ họng trong cười lạnh một tiếng, đón trực tiếp một cái tát phiến tại Đỗ Kim trên khuôn mặt. Tướng trên đầu hắn mang cảnh mạo đều cấp quạt bay, khinh thường nói cảnh tra không có cái cảnh tra hình dạng, người xứng ăn mặc cái này thân chế phục sao. Diệp Thần Phong một tát này lần thứ hai những người của Lý gia ngây ngẩn cả người, Diệp Thần Phong có dũng khí ấu đả bọn họ, nhưng là bọn hắn thật không ngờ Diệp Thần Phong lại còn có dũng khí ấu đả cảnh tra. Cái này đúng công nhiên đánh lén cảnh sát a, sợ rằng cũng đủ nhượng Diệp Thần Phong đang bảo vệ trong sở đối một đoạn cuộc sống.
Đương nhiên cái này đúng người Lý gia cam tâm tình nguyện thấy kết quả, bọn họ hay nhất Diệp Thần Phong bả sự tình náo được càng lớn càng tốt, đến lúc đó bọn họ là có thể thật tốt chút giận, khoái tốc Mỹ phương thuốc cũng nhất định là có thể dễ dàng nhận được. Chương 156, thật nhận thức cục trưởng. Mẹ nó, ngươi cũng dám tập GG, nhìn lão tử ta không giáo huấn ngươi, cao tốc canh tân. Phản ứng kịp Đỗ Kim vung vẩy nắm tay hướng phía Diệp Thần Phong đôi má oanh khứ, Diệp Thần Phong tay phải tùy ý đi phía trước duỗi một cái, dễ dàng giữ lại Đỗ Kim cổ tay, nói rằng, một tát này đúng nhượng ngươi tốt nhất thanh tỉnh một chút, thân là GG xét, thân vì nhân dân công bộc, các ngươi rốt cuộc có không có kết thúc trách nhiệm của chính mình. Ngươi đều không phải muốn dẫn chúng ta hồi GG xét cục sao. Ngày hôm nay ta Diệp Thần Phong liền theo các ngươi đi một chuyến. Diệp Thần Phong buông lỏng ra Đỗ Kim cổ tay, không để ý tới nữa bất luận kẻ nào, trực tiếp đi ra phòng làm việc. Hầu tử, Thiết Ngưu, Hổ ca không chút do dự đi theo, Lý Bàn Tử sửng sốt nhất 2 giây sau cũng theo sát phía sau. Đỗ Kim cảm thụ được trên cổ tay xé rách đau đớn, đôi mắt y ế nhìn Diệp Thần Phong hình bóng, trong lòng thầm nghĩ, ta trước nhịn ngươi, đợi chờ đến GG xét cục ta xem ngươi còn có thể cản rỡ đến lúc nào. Bởi Diệp Thần Phong điện thoại di động không có điện, hắn hướng hầu tử mượn điện thoại di động, bấm Nam khu GG xét cục cục trưởng Chu Mậu Đức điện thoại. Diệp Thần Phong có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, ban đầu ở cùng Chu Mậu Đức trao đổi số điện thoại di động thời gian, hắn liền đem đối phương dãy số ghi tạc trong đầu. Nam khu phân cục cục trưởng bên trong phòng làm việc, Chu Mậu Đức đang ngồi ở nhuyễn trên ghế ra nhắm mắt dưỡng thần, mập mạp thân thể tướng cái ghế đều ép tới có chút biến hình. Trước mặt trên bàn làm việc bày đặt một chén mạo hiểm lượn lờ nhiệt khí nước chè xanh, cái này Chu Mậu Đức trái lại một cái rất hiểu được hưởng thụ người. Sau một lát Chu Mậu Đức hơi mở mắt, cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, ai thanh thở dài nói, ta Chu Mậu Đức con đường làm quan lẽ nào chỉ có thể đến phân khu cục trưởng sao? Không thể đủ đi lên nữa thăng mấy cấp. Đúng lúc này Chu Mậu Đức điện thoại di động vang lên lên, tuy rằng Chu Mậu Đức làm quan không tính lớn, thế nhưng bình thường tìm người của hắn cũng không ít, cho nên hắn tổng cộng có 2 bộ điện thoại di động, nhất bộ đúng làm dùng chung, mặt khác nhất bộ đúng tư nhân dùng, mà giờ khắc này vang lên chuông điện thoại di động rõ ràng là tư nhân điện thoại. Lấy điện thoại di động ra, thấy điện báo biểu hiện thượng đúng một cái số xa lạ, thế nhưng Chu Mậu Đức còn tiếp thông, này, xin hỏi ngươi tìm ai? Chu lão ca, nhanh như vậy tựu không nhận thức ta, là Diệp Thần Phong A. Diệp Thần Phong tại trong điện thoại nói rằng, Chu Mậu Đức dừng lại nhất 2 giây, lập tức nhiệt tình nói rằng, nguyên lai là Diệp lão đệ a. Ngươi có thể không phúc hậu a, không phải đã nói muốn đi ra tới uống trà sao, thế nào đến hiện tại cũng không có liên hệ lão ca ta. Chu lão ca, lúc này ngươi có thể tự trách oan ta. Ta hiện tại đang đi Nam khu phân cục trên đường, nên 20 phút sau là có thể đạt tới. Diệp Thần Phong tại trong điện thoại không chút nào nói đến nơi đây chuyện đã xảy ra. Tốt, ta đây ngay GG xét cục đẳng Diệp lão đệ ngươi, ngày hôm nay hai chúng ta có thể nhất định muốn uống cái thống khoái a. Chu Mậu Đức thao thao bất tuyệt đánh thí, nếu không Diệp Thần Phong cúp điện thoại, chỉ sợ hắn có thể thiên nam địa bắc nói chuyện tào lao ban ngày ni. Thu hồi điện thoại sau Chu Mậu Đức, khuôn mặt thượng tràn đầy vui sướng dáng tươi cười. 3 năm trước đây Diệp Thần Phong bị nắm tiến GG xét cục, đúng thị ủy thư ký tự mình gọi điện thoại tới nộp tiền bảo lãnh. Mà ở 3 năm sau bởi vì bạo lực nữ GG Diêu Tô Mạn bả Diệp Thần Phong trảo trở về GG cục. Mới có thể dùng Chu Mậu Đức cùng thanh niên nhân này lần nữa có cùng xuất hiện, có thể nhường thị ủy thư ký gọi điện thoại tới nộp tiền bảo lãnh người, thân phận khẳng định không phổ thông, cho nên hắn đã quyết định muốn cùng Diệp Thần Phong làm tốt quan hệ. Như vậy hắn con đường làm quan có thể còn có lần thứ 2 tiến tới khả năng. Lái hướng Nam khu phân cục GG trên xe, Lý Bàn Tử thận trọng hỏi, lão đại, người thật sự có biện pháp giải quyết hôm nay phiền phức sao? Bằng không ta lại đi cầu cầu gia gia của ta. Lý Bàn Tử, người bớt nói nhảm, gia gia của ngươi nếu là khẳng nghe lời ngươi, mới vừa rồi còn hội phiến ngươi lỗ tai sao? Hắn đều không phải bả lời nói rất rõ ràng mà. Ngươi đã không còn là cháu của hắn, giống như vậy chó má ra ra muốn có cá điểu dùng. Hầu tử tức giận bất bình nói rằng. Diệp tiên sinh, ta cho rằng Lý Bàn Tử nói xong có chút đạo lý, ở đây dù sao đều không phải thị trường giao dịch, chúng ta hay là muốn tuân thủ pháp luật pháp quy.
Hổ ca trong lòng có chút lo lắng. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, các ngươi yên tâm đi, ngày hôm nay các ngươi một người cũng không có việc gì. Có thể đợi đến ZG xét cục, những này ZG xét còn phải ngoan ngoan hướng chúng ta xin lỗi ni. Đang khi nói chuyện ZG xe đã là chạy đến nam khu ZG xét cục cửa. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Đỗ Kim đi xuống, mở ra sau xe môn. Không nhìn được thúc giục, vội vàng cút cho ta xuống, đợi vào phòng thẩm vấn, có các ngươi khỏe nhìn. Đỗ Kim đã tại trong lòng suy nghĩ các loại dần vặt Diệp Thần Phong biện pháp. Song khi Đỗ Kim xoay người thời gian, thình lình thấy bản thân cục trưởng vậy mà không để ý gió lạnh đứng tại ZG cục cửa ni. Hướng phía hắn bên này một cái kình được mỉm cười, chính đại bước hướng tới hắn ở đây đi tới ni. Đỗ Kim không nhịn ở trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là cục trưởng xem ta biểu hiện tốt, lại muốn thăng ta quan. Xem ra hôm nay lần này trái lại không có bạch đi ra ngoài. Đỗ Kim vươn tay chuẩn bị cùng cục trưởng nắm tay, trong miệng nói rằng, Chu cục trưởng, ngài quá khách khí, ngài thế nào còn thân hơn tự ra nghênh tiếp. Đỗ Kim lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Chu Mậu Đức nhìn cũng không có liếc hắn một cái, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, đi tới Diệp Thần Phong trước mặt. Nhiệt tình nắm Diệp Thần Phong thủ nói rằng, Lâm lão đệ, ta cuối cùng là đem ngươi trông a. Đi, ngày hôm nay ta mời ngươi ăn cơm chiều, ngươi có thể nghìn vạn không nên từ chối. Diệp Thần Phong nhún vai, nói rằng, cái này sợ rằng không được, ngày hôm nay ta là bị Chu lão ca ngươi trong cục đại đội trưởng cấp tập nã quy án, đợi nghe nói hắn còn muốn tự mình thẩm vấn ta ni. Chu Mậu Đức cái này mới nhớ tới Diệp Thần Phong là từ ZG trên xe đi xuống. Vội vã quay đầu lại, khuôn mặt xẻ xấu xí trừng mắt Đỗ Kim, hỏi, đây là có chuyện gì? Lâm lão đệ rốt cuộc phạm vào cái gì pháp? Tại ta trong ấn tượng hắn thế nhưng cái tuân theo pháp luật tốt thị dân a. Đúng điều không phải Đỗ đội trưởng ngươi nghĩ sai rồi. Đỗ Kim mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, hắn thật thật không ngờ cái này tiểu tử càn rỡ, thật đúng là nhận biết mình cục trưởng. Cổ họng trong liền vội vàng nói, Chu cục trưởng, ta nghĩ là ta lầm. Chu cục trưởng bằng hữu của ngài như thế nào sẽ phạm pháp ni? Một bên Thiết Ngưu, Hổ ca, Lý Bàn Tử thấy liền ZG xét cục trưởng đều đối Diệp Thần Phong khách khí, lại nhìn thấy nguyên bản phách lối đại đội trưởng Đỗ Kim tượng cái đánh xương cà, trong lòng cảm giác sảng khoái không gì sánh được, Hổ ca không nhịn ở trong lòng thầm nghĩ, Diệp tiên sinh quả nhiên là Ngưu. A, mặc kệ đi tới chỗ nào đều như thế xài được. Hầu tử bởi vì biết thân phận của Diệp Thần Phong, huống hồ lần trước là cùng Diệp Thần Phong cùng nơi bị bạo lực nữ ZG Diêu Tô Mạn trảo tiến ZG xét cục, cho nên trước mặt đây hết thảy ngược lại cũng là ở trong dự liệu của hắn. Đỗ đội trưởng, là ngươi lầm, ta nghĩ sẽ không đi, vừa rồi ngươi còn tuyên bố phải chiếu cố thật tốt chiếu cố ta ni. Hiện tại thế nào đổi giọng, đây cũng không phải là một người dân ZG xét nên có hành vi a. Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói. Đỗ Kim trong lòng hối hận muốn chết. Hận không thể tự mình tát mình lỗ tai cấp Diệp Thần Phong chịu nhận lỗi, mắt nhìn mình cục trưởng và Diệp Thần Phong như thế quen thuộc, hắn lại có thể không biết sống chết đi đắc tội Diệp Thần Phong. Cái này không phải là bằng đắc tội đỉnh đầu của hắn thủ trưởng sao? Như vậy hắn đội trưởng này chức vị vẫn có thể giữ được sao? Chu lão ca, không bằng chúng ta tiến ZG xét cục từ từ nói chuyện đi. Ngày hôm nay tựu không vội mà đi ăn cơm tối. Hôm nào ta nhất định thật tốt mời ngươi ăn một bữa, ngươi cho rằng thế nào? Diệp Thần Phong cười hỏi. Nếu lão đệ ngươi đều nói như vậy, già như vậy ca ta cũng không miễn cưỡng, ngươi tự thật tốt cùng lão ca ta nói xảy ra chuyện gì đi. Chu Mậu Đức tại hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Đỗ Kim sau, cùng Diệp Thần Phong song song đi vào ZG xét bên trong cục. Đỗ Kim vội vã theo vào ZG xét cục, hiện tại hắn có thể nói là kiến bò trên chảo nóng. Chính ở trong lòng suy nghĩ muốn như thế nào cùng Diệp Thần Phong xin lỗi, mới có thể có được đối phương tha thứ. Người Lý gia đúng khai xe riêng đi về phía nam khu phân cục, ZG xe so với bọn hắn trước phải khai gần 10 phút, cho nên hiện tại người Lý gia xe mới chạy đến một nửa lộ trình ni. Lý gia thương vụ xe có thể dung nạp hạ 10 tới cá nhân, cho nên chỉ cần một chiếc xe tự ngồi xuống Lý gia mọi người. Đợi tại trong phòng thẩm vấn ta nhất định muốn tự mình giáo huấn một chút tiểu hỗn đản, đánh tới hắn bả khoái tốc Mỹ phương thuốc giao ra đây mới thôi. Lý Thủ Chu tức giận nói rằng, tiểu hỗn đản hạ thủ cũng quá nặng, hiện tại ta thắt lưng còn đau ni. Lý Thủ Hạ cắn răng nghiến lợi quát. 3.
ngài sẽ thấy tha thứ Tiểu Nguyên một lần đi. Ta nghĩ hắn nhất định là nhất thời hồ đồ. Trầm mặc sau một lúc lâu, Phương Cầm cuối cùng vẫn lựa chọn lên tiếng, nàng thật sự là không đành lòng thấy con trai của mình bị đuổi ra Lý gia. Lý lão gia tử Lý Đường Minh trên gương mặt đau đớn còn không có biến mất, trong lòng chính nín một luồng hỏa khí ni. Tức khắc hướng phía Phương Cầm phát tiết đi ra, người nếu là còn dám ở trước mặt ta nhắc tới xúc sinh kia, người cũng tự cùng hắn cùng nơi cổn xuất Lý gia. Lý Thủ Chu cùng Lý Thủ Hạ hai nhà người khuôn mặt thượng lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, huynh đệ trong ba người bọn họ hai cái đi tương đối gần, mà cùng Lý Thủ Thu quan hệ cũng không khá lắm, cho nên dưới mắt thấy Lý Thủ Thu người một nhà không may, bọn họ hai huynh đệ trong lòng tự nhiên mà vậy toát ra vui sướng. Chương 157, ta muốn đi gặp Chu cục trưởng. Chu Mậu Đức tướng Diệp Thần Phong đám người thỉnh kết thúc trường phòng làm việc. Về phần đại đội trưởng Đỗ Kim đương nhiên là không có tư cách vào đi, nhìn cục trưởng cửa ban công chậm rãi đóng cửa, Đỗ Kim tâm đúng hoàn toàn lương thấu, hắn thật vất vả mới ngồi trên đại đội trưởng vị trí, thật chẳng lẽ sẽ như thế bị mất chức. Nhất nghĩ đến đây, hắn trong lòng tự buồn bực được khó chịu, không khỏi nghĩ tới cả chuyện là do người Lý gia đưa tới, nguyên bản cùng hắn nửa lông tiền quan hệ cũng không có, hắn lại bản thân nhảy vào hố lửa, thật mẹ nó đúng không may thúc giục. Không nhìn ở trong lòng mắng, Lý gia đám kia không có đầu óc ngu xuẩn, sẽ đối phó người trước cũng không tra một chút lai lịch của đối phương. Lại có thể chọc tới cục trưởng hảo bằng hữu, lúc này nên như thế nào xong việc mới tốt. Đỗ Kim như thế trách lầm người Lý gia, bọn họ là có nắm chặt mới dám bả đầu óc động đến khoái tốc Mỹ trên người. Nguyên nhân có hai điểm, một là Diệp Thần Phong đúng bạn của hầu tử, hầu tử chỉ là một bị đuổi ra vương gia bỏ đi tử mà thôi. Bằng hữu của hắn sẽ là cái gì có quyền thế công tử ca sao? Hai là khoái tốc Mỹ như vậy có thể so với ấn sao cơ kiếm tiền phương thuốc, nếu quả như thật là có bối cảnh gia tộc, hội tướng cái này chủng phương thuốc giao cho cái khác xưởng chế thuốc sản xuất sao? Nhất định là sẽ tự mình kinh doanh. M, xem tiểu thuyết tựu đến. Tổng hợp lại hai điểm này, người Lý gia mới sẽ cho rằng khoái tốc Mỹ người chủ căn bản là cái không đủ sợ hãi người. Tối thiểu dùng bọn họ Lý gia năng lực có thể bãi bình được, bằng không bọn họ làm sao sẽ lỗ mãng thất thất động khoái tốc Mỹ đầu óc ni. Cục trưởng bên trong phòng làm việc, ngoại trừ bàn công tác cùng ghế làm việc bên ngoài, hai bên trái phải dựa vào tường địa phương còn để nhất trương ghế salon bằng da thật, trước ghế salon để nhất trương bằng gỗ bàn trà. Chu Mậu Đức tại thỉnh Diệp Thần Phong đám người nhập tòa sau đó, còn thân hơn tự cho bọn hắn ngâm một ly trà, trong miệng liền liền nói. Diệp lão đệ, người đến lão ca ở đây tới, lão ca ta cũng không có cái gì tốt bắt chuyện ngươi, người đã đem tựu đi. Bốn vị huynh đệ nếu là Diệp lão đệ bằng hữu, cũng chính là ta bạn của Chu Mậu Đức, đi tới ta chỗ này cũng không nên khách khí với ta, sau đó có phiền toái gì cũng có thể tìm ta. Chu Mậu Đức tại hổ ca ba người bọn họ trước mặt cũng không chút nào đặt cục trưởng cái giá, đào tượng đúng dáng điệu thơ ngây khả cúc trung niên người phục vụ giống nhau. Hắn nhìn ra được hổ ca bọn họ cùng Diệp Thần Phong đi được gần vô cùng, hắn muốn đáp lên Diệp Thần Phong quan hệ, nhưng là phải từ các mặt bắt tay vào làm. Làm quan nhiều năm như vậy hắn có thể điều không phải bạch không lý tưởng. Hổ ca, Thiết Nghiêu, Lý Bàn Tử bao quát hầu tử ở bên trong, từ trước nơi đó có cục trưởng đối với bọn họ như vậy khách khí qua. Thậm chí còn thân hơn tự giúp bọn hắn châm trà. Một đám đảo là có chút câu nệ. Bốn người vội vã nhiệt tình cùng Chu Mậu Đức chào hỏi. Lúc này hổ ca xem như là biết mình và Diệp tiên sinh cùng nơi ly khai biên cảnh thị trường giao dịch đúng bao nhiêu đúng lựa chọn, ngay cả cục cảnh sát cục trưởng đều sẽ đối Diệp tiên sinh khách khí. Bưng trà rót nước, liên đới bọn họ cũng dính vào quang, trong lòng sảng khoái cảm giác đã là không có cách gì dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Tuy nói hổ ca tại biên cảnh thị trường giao dịch có như vậy một điểm nhỏ thế lực, thế nhưng hắn đi ra biên cảnh thị trường giao dịch sau, thậm chí ngay cả cái giám đều không tính là. Nhưng mà Diệp tiên sinh mặc kệ đi tới chỗ nào đều như thế nghiêu bê hò hét, nhưng hắn càng thêm xác định cái này đồng lứa đều muốn đi theo Diệp tiên sinh lăn lộn, nhượng Diệp tiên sinh chân chính nhận đồng sự hiện hữu của hắn. Lý Bàn Tử to mọng trên gương mặt thịt không ngừng lay động, hắn trong lòng cái kia gọi kích động a. Tại cảnh sát cục trưởng trước mặt ngay cả gia gia của hắn cũng đều phải khách khí khí chào hỏi đối phương, nhưng là bây giờ hắn lại hưởng thụ cục trưởng tự mình cấp trà của hắn pha. Hắn có một loại như gần thiên đường như cảm giác,
mới vừa rồi trong lòng không xong cảm giác sớm đã bị hắn ném đến lên chín tầng mây đi. Xem tiểu thuyết tựu đến. Về phần hầu tử cùng Thiết Ngưu đảo là trừ câu nệ bên ngoài, không có cái đó biểu hiện của hắn, dù sao hầu tử biết mình lão đại thế nhưng kinh thành Diệp gia cháu đích tôn. Coi như là lớn hơn nữa mấy cấp quan, đến lão đại của hắn trước mặt cũng được muốn biết vâng lời. Chính là một cái thiên hải phân khu cục trưởng nhằm nhò gì a? Mà Thiết Ngưu từ nhỏ tại Tây Viên trấn lớn lên, là một giản dị thật người thành thật, trong lòng tự nhiên mà vậy sẽ không đi suy nghĩ nhiều chuyện khác, rời đi Tây Viên trấn thời gian, phụ thân của hắn Vương Hữu Lợi thế nhưng luôn mãi căn dặn hắn, đến thiên hải sau đó nhất định muốn nghe Diệp Thần Phong lời nói. Thiết Ngưu là một cây gân tính tình, Diệp Thần Phong giúp hắn một lần lại một lần. Vị này ân công ở trong lòng hắn mặt địa vị đúng càng ngày càng cao thượng. Thậm chí hắn ngu hồ hồ nhận thức vì cái này trên thế giới sẽ không có ân công làm không được sự tình. Diệp Thần Phong nhấp một miếng nước chè xanh sau, tướng đại khái sự tình nói với Chu Mậu Đức một lần, không ngoài chính là người Lý gia thấy hơi tiền nổi máu tham muốn có được hắn khoái tốc mỹ phương thuốc. Tại Diệp Thần Phong nói chuyện với Chu Mậu Đức gian, Lý Bàn Tử một câu nói cũng không có xen mồm, hắn là hoàn toàn đối Lý gia trái tim băng giá, duy nhất hắn có chút không bỏ được chỉ có phụ mẫu hắn. Hắn cái gọi là gia gia, đại bá, nhị bá chi lưu, đều để cho bọn họ gặp quỷ đi thôi. Chu Mậu Đức tướng chuyện hiểu một lần sau, cả khuôn mặt thay đổi được khó coi, vỗ bàn quát dẹp đường, Lý gia những người này thật con mẹ nó đều tiến vào tiền trong mắt đi. Lại dám bả đầu óc động đến Diệp lão đệ trên người. Ta xem bọn hắn đúng chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chu lão ca, người cũng không nên thượng hỏa, chuyện này ngoại trừ Lý gia bên ngoài. Người trong cục đại đội trưởng có thể cũng đặc biệt làm hết phận sự a. Diệp Thần Phong mỉm cười nhìn Chu Mậu Đức, lời nói bên trong ý tứ lại không quá minh bạch. Chu Mậu Đức tưởng đúng đối mặt lãnh đạo phê bình thông thường, liên tục gật đầu đạo, Lâm lão đệ, người nói đúng a. Đằng chuyện này xử lý xong, ta nhất định thật tốt chỉnh đốn trong cục bầu không khí. Chu Mậu Đức đường đường một cái phân cục cảnh sát cục trưởng lại có thể hướng một cái tiểu niên khinh cúi đầu khom lưng. Nếu như bị đại đội trưởng Đỗ Kim thấy như vậy một màn, cần phải muốn sợ đến chân mềm nhũn, trước kia hắn còn chỉ cho rằng Diệp Thần Phong tối đa cũng chỉ là bản thân cục trưởng hảo bằng hữu mà thôi. Đứng tại cục trưởng cửa phòng làm việc bên ngoài Đỗ Kim gấp đến độ đúng xoay quanh, trong óc loạn tượng nồi cháo giống nhau, nhất ăn lót giả cứu biện pháp cũng không nghĩ ra, ngược lại vội và hướng tới cục cảnh sát bên ngoài đi, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến người Lý gia còn đang tới cục cảnh sát trên đường đi ni. Cũng không thể đủ lại để cho bọn họ gây phiền toái cho mình. Đường Đỗ Kim mới vừa đi tới cảnh sát cục ngoại mặt, muốn cấp cho Lý lão gia tử Lý Đường Minh gọi điện thoại thời gian, Lý gia thương vụ xe vừa vặn chậm rãi đình tại cửa của bót cảnh sát. Lý Đường Minh người thứ nhất đi xuống xe, tiếp theo là Lý Thủ Xuân cùng Lý Thủ Hạ hai nhà người, Lý Thủ Thu cùng Phương Cầm sắc mặt tái nhợt tiêu sái tại cuối cùng, Phương Cầm bàn tay xả Lý Thủ Thu ống tay áo. Hỏi, ngươi thật chẳng lẽ muốn nhìn con trai của chúng ta bị đuổi ra Lý gia sao? Nếu là Tiểu Nguyên thật bị đuổi ra Lý gia, ta cũng sẽ không tại Lý gia ở lại. Lý Thủ Thu, ngươi nói ta với ngươi nhiều năm như vậy đổ cái gì? Chỉ bằng ngươi ở đây Lý gia như vậy một chút xíu địa vị, ta tại Lý gia thân phận quả thực cùng bảo mẫu không có lưỡng dạng, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, Lý Thủ Thu, ngươi rốt cuộc còn có tính không đúng một người nam nhân. Phương Cầm bà nhiều năm như vậy nhẫn bị ủy khuất đúng hoàn toàn phát tiết đi ra. Người Lý gia thấy Đỗ Kim đứng tại cảnh sát cục cửa, còn tưởng rằng đối phương là ở chờ bọn hắn ni. Bị đánh được sưng mặt sưng mũi Lý Hải cùng Lý Đào đúng cũng không nhịn được nữa, thanh niên nhân hỏa khí đại, bọn họ hai cái không kịp đợi muốn báo thù. Hai người tiểu chạy tới Đỗ Kim trước mặt, hỏi, Đỗ Thúc Thúc, bọn họ bị giam tại trong phòng thẩm vấn. Chúng ta bây giờ cũng không thể được đi giáo huấn bọn họ. Ngươi có thể chuẩn bị cho ta hai cây côn cảnh sát sao? Bình thường Đỗ Kim cùng Lý gia quan hệ ngược lại cũng quen thuộc, cho nên Lý Hải cùng Lý Đào cũng không cùng Đỗ Kim vòng vo, có thể là bởi tâm tình khẩn cấp, bọn họ hai cái tịnh không có chú ý tới Đỗ Kim khuôn mặt thượng xấu xí biểu tình. Đi ở phía sau Lý Đường Minh cùng với Lý Thủ Xuân cùng Lý Thủ Hạ tịnh không có la ở Lý Hải cùng Lý Đào. Bọn họ cũng cho rằng tại Đỗ Kim trước mặt không cần thiết chú ý nhiều như vậy, hàng năm bọn họ đưa lễ thực tại không thiếu, cho nên tại bọn họ cho rằng Đỗ Kim coi như là nửa người mình.
Đỗ Kim bên trong chính vô cùng lo lắng lắm, thấy trước mặt hai cái này Lý gia tiểu tử lại còn không biết sống chết như thế vui mừng. Một chút sức lực thiếu chút nữa xuyễn không được, đầu óc nóng lên, rút ra bên hông côn cảnh sát, không nói lời gì hướng phía Lý Hải cùng Lý Đào trên người đánh, cổ họng trong mắng, mẹ nó, lão tử tại ở đây lòng nóng như lửa đốt, các ngươi trái lại rất vui vẻ a. Đi ở phía sau người Lý gia thấy Đỗ Kim tưởng tựa như phát điên ấu đả Lý Hải cùng Lý Đào, bọn họ vội vã bước nhanh hơn, Lý lão gia tử Lý Đường Minh sắc mặt bất thiện quát, Đỗ Kim, ngươi nổi điên làm gì ni? Thấy Lý lão gia tử, Đỗ Kim mới thu hồi côn cảnh sát, không vui nói, lão tử ta nổi điên làm gì, quan các ngươi đánh giám. Đỗ Kim biết mình bây giờ tốt nhất là cùng Lý gia phiết thanh quan hệ. Đỗ đại đội trưởng, ngươi lời này là có ý gì? Chẳng lẽ muốn ta tự mình đi tìm các ngươi chu cục trưởng sao? Lý Đường Minh mặt âm trầm, tại trong bót cảnh sát mặt hắn không chỉ chuẩn bị Đỗ Kim, ngay cả Chu Mậu Đức hắn hàng năm cũng sẽ tặng quà, coi như là có thể cùng Chu Mậu Đức nói mấy câu người, gặp Đỗ Kim tượng được thất tâm điên dường như ấu đả hắn hai cái tôn tử, hắn làm sao có thể đặt làm ra một bộ sắc mặt tốt tới. Chương 158, Thịnh nộ. Đỗ Kim Ti không sợ hãi chút nào Lý Đường Minh uy hiếp, Lý gia thế nhưng đắc tội Chu cục trưởng bằng hữu, bọn họ như vậy lỗ mãng nhiên đi gặp Chu cục trưởng hội cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn mới là lạ chứ. Hừ, Đỗ Kim cổ họng trong hừ lạnh một tiếng, quát dẹp đường, các ngươi Lý gia sự tình ta không lại xen vào việc của người khác, ngươi không phải muốn đi gặp Chu cục trưởng sao? Hắn tự ở trong phòng làm việc, các ngươi có thể đi. Cộng BSPS. Đỗ Kim đúng hay nhất người Lý gia tiến nhập cục trưởng phòng làm việc sau, cùng Diệp Thần Phong bọn họ lần thứ hai náo khởi mâu thuẫn tới, như vậy hắn thì có lên sân khấu cơ hội, đến lúc đó ngay trước mặt Diệp Thần Phong đối người Lý gia xuất thủ, có thể nhượng Diệp Thần Phong đối với hắn võng khai một mặt ni. Hắn càng muốn biện pháp này càng là được không, nhìn che mặt trước không nhúc nhích Lý Đường Minh đám người, bà từ trước tại trên bàn rượu tình nghị đều ném sau ót, các ngươi thế nào còn không đi cục trưởng phòng làm việc. Không phải muốn đi gặp Chu cục trưởng sao? Có bản lĩnh để Chu cục trưởng rút lui ta đại đội trưởng chức vị, ta đây Đỗ Kim tự đối với các ngươi Lý gia tâm phục khẩu phục. Tốt, 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 Lý Đường Minh liên tiếp nói ba cái tốt tự, trên mặt sắc mặt chướng đến đỏ bừng, đối mặt đột nhiên được thất tâm điên Đỗ Kim đúng hổn hển, bỏ rơi một câu nói sau, tự hướng phía trong bót cảnh sát mặt đi, Đỗ đại đội trưởng, ngươi nhớ kỹ mới vừa nói qua lời nói. Nhìn người Lý gia đi vào cục cảnh sát hình bóng, Đỗ Kim mới thoáng thở phào một cái, thật không biết chờ các người đã biết, người tuổi trẻ kia đúng Chu cục trưởng bằng hữu sau, các người hội là một bộ biểu tình gì. Ta nghĩ nhất định sẽ rất đặc sắc đi. Nghĩ đến đây Đỗ Kim tâm tình khá hơn nhiều, thậm chí còn khóe miệng hiện lên một vòng dáng tươi cười. Đỗ Kim một loạt biểu hiện khác thường những người Lý gia không nghĩ ra, Lý Thủ Xuân nói rằng, ba, ta xem cái này Đỗ Kim có cổ quái. Đúng điều không phải trong đó đã xảy ra biến cố gì. Bằng không Đỗ Kim làm sao sẽ đối với chúng ta cái bộ dáng này. Ba, đại ca nói không sai, Đỗ Kim người này tham tiền rất, tại không cần phải. Dưới tình huống, hắn chắc chắn sẽ không đắc tội chúng ta Lý gia, như vậy không chẳng khác nào hủy nhất điều tài lộ sao. Trong này nhất định có mờ ám, Lý thủ hạ nghĩ sâu xa chỉ chốc lát nói rằng. Lý Đường Minh lặng lẽ gật đầu. Đồng ý con lớn nhất cùng nhị nhi tử cái nhìn. Nghi ngờ thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử kia thật có chút hình bóng? Không thể có thể a, ta có thể không có nghe nói Thiên Hải có họ Diệp cái này đại gia tộc. Nếu sự tình đã đến trình độ này, Lý Đường Minh không chuẩn bị nghi thần nghi quỷ, tiên kiến đến Chu cục trưởng hơn nữa. Tốt xấu từ trước tống nhiều năm như vậy lễ, cái này Chu Mậu Đức sẽ phải cấp Lý ra một ít mặt mũi đi. Trong lòng có quyết định Lý Đường Minh trầm giọng nhắc nhở, đợi vào cục trưởng phòng làm việc, các ngươi đều không nên nói chuyện lung tung, bất cứ vấn đề gì do ta qua lại đáp là tốt rồi. Lý Đường Minh dù sao tại Thiên Hải trên thương trường đánh liều hơn nửa đời người. Trường thi ứng biến năng lực cùng tâm tư kín đáo trình độ, muốn so với hắn con lớn nhất cùng nhị nhi tử mạnh hơn nhiều, về phần con thứ ba Lý Thủ Thu, trực tiếp bị hắn cấp bỏ quên. Tại hắn cho rằng con thứ ba Lý Thủ Thu đúng nhất phế vật một cái. Cho nên mấy năm nay liên đới Lý Thủ Thu lão bà Phương Cầm cùng nhi tử Lý Bàn Tử, tại Lý gia đều không có được nên có coi trọng. Cục trưởng bên trong phòng làm việc.
Chu Đức Bang tại tướng cả chuyện lý giải hoàn sau đó, tự cùng Diệp Thần Phong nói chuyện tào lao lên, ta nói Diệp lão đệ, nguyên lai khoái tốc Mỹ phương thuốc là ngươi làm ra a. Mấy ngày nay khoái tốc Mỹ tại Thiên Hải cùng với tới gần nhiều thành thị bán điên, nghe nói còn có người suốt đêm xếp hàng mua khoái tốc Mỹ ni. Xem ra lần sau không thể đủ do lão ca ta mời khách, lão ca ta và ngươi khi xuất quả thực chính là một cái người nghèo a. Diệp Thần Phong đối Chu Đức Bang lôi kéo làm quen cũng không ghét, dù sao sau này hắn có một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ ngây ngô tại Thiên Hải có một ít bản thân mạng giao thiệp tóm lại là chuyện tốt tình. Bởi vì không thể có thể mỗi chuyện đều dùng bạo lực để giải quyết đi. Huống hồ hôm nay Diệp Thần Phong còn tịnh không có cường hãn đến coi rẻ tất cả pháp tắc. Cho nên rất lâu ngày hậu hắn vẫn nhất định phải tuần hoàn cái này thế giới quy tắc hành sự. Chu lão ca, người muốn là muốn cọ cơm ăn lời nói, ta Diệp Thần Phong tùy thời hoan nghênh, chỉ sợ là Chu lão ca đúng đại ân người, mỗi ngày đều không phân thân ra được a. Lời khách sáo Diệp Thần Phong há mồm chính là, dù sao ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nói xong sau đó trên người cũng sẽ không thiếu rơi một miếng thịt. Diệp lão đệ, ngươi lời này lão ca ta có thể tự không thích nghe. Chỉ cần là Lâm lão đệ cơm của ngươi cục, thì là ta ở trên giường ngủ cũng hội lập tức đứng lên đi phó ước. Chu Mậu Đức Đảo cảm thấy cùng Diệp Thần Phong man hợp ý. Trò chuyện đúng khuôn mặt dáng tươi cười, nếu là không biết chuyện người, thật đúng là con mẹ nó hội cho rằng vị này Chu cục trưởng đối đồng tính có thiên hảo ni. Nhìn hắn lúc này cười đến tặc mi thử nhãn dáng dấp, chỉ cần là nam nhân bình thường nhìn trong lòng cũng sẽ chột dạ. Thùng thùng đông giữa lúc Chu Mậu Đức trò chuyện tận hứng thời gian, cửa ban công rất không thích hợp bị gõ. Chu Mậu Đức chỉ có thể đứng lên đi mở cửa, khi hắn mở cửa thấy là người Lý ra thời gian, vừa rồi khuôn mặt thượng lưu lại dáng tươi cười biến mất không còn chút nào, không khách khí lạnh giọng hỏi, Lý Đường Minh, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Đứng tại trước mặt nhất Lý lão gia tử Lý Đường Minh, rõ ràng cảm giác được Chu Mậu Đức thái độ cũng không đúng, nhưng mà còn là kiên trì, nói rằng, Chu cục trưởng, ngày hôm nay chúng ta bị nhất bang ác đồ bị đả thương, đám kia ác đồ đã bị Đỗ đại đội trưởng mang về cảnh sát cục, nhưng khi chúng ta vừa rồi phải đi tiến cục cảnh sát thời gian, Đỗ đại đội trưởng không khỏi biệt ly dùng côn cảnh sát đánh ta hai cái tôn tử, hai chuyện này ta nghĩ muốn nghe nghe Chu cục trưởng ý tứ của ngươi. Chu Mậu Đức hai con ngươi thay đổi được độc ác lên, nói rằng, Lý Đường Minh, ta đối hai chuyện này có ý kiến gì không? Yêu cầu hồi báo cho ngươi sao? Xin chú ý ngươi ngôn ngữ, ta chỗ này đúng cục trưởng phòng làm việc, có thể điều không phải trên đường cái, không được phép các ngươi tại ở đây đại hống đại khiếu. Lý Đường Minh sắc mặt hơi đổi một chút, bất động thanh sắc nói rằng, Chu cục trưởng, là ta lỗ mãng, lẽ nào Chu cục trưởng ngươi không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Chu Mậu Đức vừa muốn cự tuyệt, bên trong phòng làm việc tự truyền đến Diệp Thần Phong thanh âm, Chu lão ca, nếu bọn họ muốn vào tới ngồi một chút, ngươi cần gì phải ngăn ni? Nghe vậy, Chu Mậu Đức tự mình đi vào phòng làm việc, không có mời Lý Đường Minh bọn họ tiến đến, cũng không có hạ lệnh trục khách, xem như là ngầm cho phép người Lý gia bọn họ tiến nhập phòng làm việc. Nguyên bản người Lý gia nghe từ trong phòng làm việc truyền tới thanh âm cũng có chút quen thuộc, khi bọn hắn đi vào phòng làm việc sau, trong nháy mắt ngây dại, chỉ thấy Diệp Thần Phong bọn họ nếu không có bị giam tiến phòng thẩm vấn, lại còn nghênh ngang ngồi ở cục trưởng trong phòng làm việc uống trà. Trước mắt hình ảnh những người Lý gia đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Chu Mậu Đức ôn hòa đối người Lý gia giới thiệu, vị này Diệp lão đệ là bằng hữu của ta, giữa các ngươi chuyện đã xảy ra hôm nay ta cũng nghe nói. Chu Mậu Đức lời nói bên trong ý tứ lại không quá minh bạch, hắn sở dĩ vạch trần Diệp Thần Phong là bằng hữu của hắn, hắn mong muốn người Lý gia có thể biết khó mà lui, dù sao mấy năm nay Chu Mậu Đức cũng không có thiếu thu người Lý gia đưa lễ, đây coi như là hắn hiện tại duy nhất có thể làm một chút sự tình. Lý gia đoàn người sắc mặt toàn bộ thay đổi được dị thường xấu xí, trong đó Lý Thủ Thu cùng Phương Cầm ngoại trừ, hiện tại con của bọn họ Lý Bản Tử cùng Diệp Thần Phong cùng đi tới. Bọn họ hai cái đương nhiên là mong muốn chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Lý Đường Minh trong lòng nộ không thể tách ra, cảm giác mấy năm nay chuẩn bị cục cảnh sát tiền, toàn bộ ném vào Hoàng Hà trong đi, lại mà thấy ngồi ở trên ghế salon Diệp Thần Phong, cùng với cùng bọn họ cùng nhau Lý Bản Tử. Hắn trong lòng thịnh nộ tự vượt qua nấu vượt qua tràn đầy, không phải là có một phân khu cảnh sát cục trưởng làm chỗ dựa vững chắc sao. Tại Thiên Hải điểm số khu cảnh sát cục lớn lên quan còn nhiều mà,
Lý Đường Minh còn không tin tìm không được quan hệ áp qua Chu Mậu Đức. Hắn tin tưởng chỉ cần khẳng dùng tiền quan hệ thế nào đúng mua không được ni. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Đường Minh liền không do dự nữa, cười lạnh một tiếng nói rằng, xem ra Chu cục trưởng là chuẩn bị đứng tại chúng ta Lý ra mặt đối lập. Ta xin khuyên Chu cục trưởng còn là không nên vì dâu ria người xung động, dù sao tại Thiên Hải người có năng lượng nhiều đi. Chu Mậu Đức làm sao nghe không ra cái này đúng Lý Đường Minh uy hiếp. Bất quá Diệp Thần Phong là ai? Đúng 3 năm trước đây thị ủy thư ký tự mình gọi điện thoại qua đây nộp tiền bảo lãnh người, nghe nói chờ qua năm thị ủy thư ký muốn điều đến tỉnh Lý đi, đây là khái niệm gì? Cái này không biết sống chết Lý Đường Minh đến loại thời điểm này, lại còn có dũng khí uy hiếp hắn. Điều này làm cho Chu Mậu Đức đúng hoàn toàn phẫn nộ rồi, hắn mới vừa rồi là hảo tâm mới nhắc nhở Lý Đường Minh, kết quả lại đổi lấy kết quả này. Lúc này hắn hoàn toàn không cần phải, lại vì Lý gia suy tính. Hắn mới vừa nhắc nhở đã là làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chương 159, Nghịch Lân. Cục trưởng trong phòng làm việc bầu không khí hết sức căng thẳng, ngồi ở trên ghế salon Diệp Thần Phong nhàn nhã nhấp một miếng trà, năm ngón tay tại bằng gỗ bàn trà đi lên hồi gõ, không ngừng phát sinh trầm muộn âm hưởng, trên mặt biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, hình như sự tình trước mặt cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì giống nhau. An tĩnh khoảng chừng nửa phút, không ai nói, nếu người Lý gia không cho mặt mũi như vậy Chu Mậu Đức cũng không sao tình cảm có thể nói, vì tương lai con đường làm quan, hắn nhất định sẽ đứng tại Diệp Thần Phong bên này, mặt phì nộn sắc chướng được càng ngày càng hồng, thẳng đến một cái tiết điểm, cổ họng trong tức khắc bạo a đi ra, Lý Đường Minh, các ngươi Lý gia toán cái thứ gì? Ta Chu Mậu Đức còn không để vào mắt ni. Lý Đường Minh trong lòng cũng đánh cổ. Dù sao Chu Mậu Đức như thế nào đi nữa nói cũng là một gã phân khu cục trưởng, tuy nói hắn Lý gia có thể dùng tiền đi tìm quan hệ, thế nhưng cái này đều không phải chuyện một sớm một chiều, cho nên có thể không cùng Chu Mậu Đức xích mích tự tận lực bất hòa Chu Mậu Đức xích mích. Nguyên bản hắn cho rằng mới vừa lần uy hiếp sẽ làm Chu Mậu Đức tạm thời chịu thua, ai biết đạo trái lại khơi dậy Chu Mậu Đức cuồn cuộn ngất trời thịnh nộ. Nếu như chuyện này đều không phải dính đến Diệp Thần Phong, Chu Mậu Đức nhất định sẽ cấp Lý ra một cái mặt mũi, huống chi ai cũng không biết Lý ra phía sau có còn hay không cái khác hậu trường. Tượng Chu Mậu Đức như vậy ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy người, làm lên sự tình tới so với người bình thường muốn kín đáo nhiều. Nhưng mà người Lý ra ai không tốt tội, hết lần này tới lần khác muốn đi đắc tội Diệp Thần Phong. Cái này không đúng thuần túy tìm chết sao, tại Thiên Hải cái này nhất mẫu ba phần trên mặt đất ai lớn nhất. Đương nhiên là thị ủy thư ký, Diệp Thần Phong là ai? 3 năm trước đây đúng thị ủy thư ký tự mình gọi điện thoại đến cục nộp tiền bảo lãnh người, có thể thấy được Diệp Thần Phong cùng thị ủy thư ký quan hệ tuyệt đối không cạn. Đắc tội Diệp Thần Phong không phải là đắc tội thị ủy thư ký sao? Vô luận người Lý gia tại Thiên Hải tìm bất kỳ quan hệ gì? Sợ rằng đều đúng không làm nên chuyện gì, trừ phi Lý gia có thể chấn hệ tìm được tỉnh Lý đi, bất quá cái này loại tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Nếu là Lý gia nhận thức tỉnh bên trong lãnh đạo, còn dùng được hàng năm cho hắn Chu Mậu Đức tặng lễ sao? Chẳng lẽ là ngại nhiều tiền được không có chỗ hoa? Vẫn đứng tại cửa tùy thời mà động đại đội trưởng Đỗ Kim, nghe được trong phòng làm việc nháo đằng lên, sửa sang lại áo. Từ bên hông rút ra một cây côn cảnh sát, không nói lời gì vọt vào cục trưởng phòng làm việc, chắn Chu Mậu Đức trước mặt. Đối người Lý gia quát dẹp đường, các ngươi thật to gan, biết ở đây là địa phương nào sao? Đúng cục trưởng phòng làm việc, thật con mẹ nó đúng mù các ngươi mắt chó. Đang khi nói chuyện Đỗ Kim còn dùng côn cảnh sát tại Lý Thủ Xuân cùng Lý Thủ Hạ trên người đánh 3-4 hạ. Về phần Lý lão gia tử hắn không có hạ thủ được, hắn sợ nhất côn cảnh sát đi xuống bả lão nhân này cấp đánh ra cái tốt xấu tới. Vị tiên sinh này, mới vừa rồi là ta Đỗ Kim có nhiều đắc tội, đợi tin Lý ra đám khốn kiếp này lời nói, còn thỉnh tiên sinh ngài có thể đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Tha thứ ta một hồi. Đỗ Kim thí điên đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, hắn biết ngày hôm nay có thể hay không đủ bảo trụ đại đội trưởng vị trí, còn phải xem trước mặt vị này tiểu gia ý tứ ni. Diệp Thần Phong ngược lại cũng đều không phải bụng dạ hẹp hòi người, huống hồ Đỗ Kim loại tiểu nhân vật này, hắn hoàn toàn không có để vào mắt. Hôm nay xã hội này không thu hối lộ người bây giờ càng ngày càng ít, cái này loại không tốt bầu không khí nghiễm nhiên trở thành một loại phong tục. Tùy ý khoát tay áo nói rằng,
lần sau nếu như còn nhượng ta thấy ngươi như thế không phân tốt xấu, thì không phải là đã đánh mất ngươi đại đội trưởng chức vị đơn giản như vậy. Đỗ Kim gặp Diệp Thần Phong tha thứ hắn, trong lòng tức khắc tùng một hơi. Tịnh không có suy nghĩ nhiều Diệp Thần Phong lời nói bên trong ý tứ, một cái kình đối Diệp Thần Phong nói lời cảm tạ. Chu Mậu Đức cùng Đỗ Kim toàn bộ đứng ở Diệp Thần Phong mặt bên, người Lý gia ngày hôm nay nếu như lại cố ý muốn náo đi xuống, xui xẻo sẽ chỉ là bọn họ, điểm ấy tình thế Lý Đường Minh còn là nhìn ra được, không phẫn nói rằng, chúng ta đi. Bất quá hôm nay bút chướng này Lý gia sớm muộn gì hội đòi lại. Hoa Mai cùng Tiễn Lan hai cái này người đàn bà chanh chua, nhìn khí định thần nhàn ngồi ở trên ghế salon Diệp Thần Phong, cổ họng trong khó chịu thầm thì lẩm bẩm một câu. Không có cha sinh, không có nương dưỡng tiểu tạp chủng, ngươi sẽ chờ chúng ta Lý gia trả thù đi. Giữa lúc người Lý gia muốn đi ra phòng làm việc thời gian, Diệp Thần Phong chợt từ trên ghế salon đứng lên, tuy rằng Hoa Mai cùng Tiễn Lan thanh âm rất thấp, thế nhưng dùng hắn bén nhạy thính giác vẫn là nghe được. Tại tai nạn xe cộ chính giữa tử vong phụ mẫu vẫn là Diệp Thần Phong trong lòng nghịch lân, mà không biết sống chết Hoa Mai cùng Tiễn Lan lại đúng không nghi ngờ chút nào xúc phạm đến nghịch lân của hắn. Diệp Thần Phong trên mặt thần tình thay đổi được vô cùng băng lãnh, cổ họng trong chậm rãi hộc ra hai chữ chậm đã. Trong cơ thể linh hồn lực không tự chủ được lăn lộn, khí thế trên người đột nhiên tăng lên, có thể dùng toàn bộ trong phòng làm việc không khí dường như đều động lại. Ở đây mỗi một người cảm giác trên người hình như bị đè ép nhất ngọn núi lớn, ngực nặng nề không gì sánh được, dường như thở một cái đều muốn lao lực lượng của toàn thân. Bà lời mới vừa nói lặp lại một lần nữa. Diệp Thần Phong hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hoa Mai cùng Tiễn Lan, có thể dùng hai cái này người đàn bà chanh chua không tự chủ được trốn được chồng mình phía sau. Lý Thủ Xuân cùng Lý Thủ Hạ cũng không chống cự nổi Diệp Thần Phong chát người ánh mắt, bất quá nơi này chính là cục, bọn họ liệu định Diệp Thần Phong cũng không dám sằng bậy, lại mà dù sao ngày hôm nay cùng Chu Mậu Đức xích mích, vì vậy hai người liền miệng không ngăn cản lên, tiểu tạp chủng, không có nghe rõ vừa rồi chúng ta lão bà nói sao. Ngươi là không có cha sinh, không có nương dưỡng tiểu tạp chủng, có thể mẹ ngươi còn là vạn người kỵ mặt hàng ni. Tại chỗ tiếp khách đem ngươi sinh xuống, ngươi còn thật đáng thương, liền ngươi cha của mình là ai đều không biết. Lý Thủ Xuân cùng Lý Thủ Hạ hai người đúng càng nói càng quá phận, liền Diệp Thần Phong là thế nào ra bọn hắn bây giờ trước mặt đều không nhìn thấy, nhìn che mặt trước gần như gang tấc lãnh đạm thanh niên, hai người cái này mới nhớ tới Diệp Thần Phong thủ đoạn bạo lực. Cổ họng trong đứt quảng hỏi, ngươi, muốn làm gì? Ba ẩn chứa linh hồn lực hai cái tát phiến tại Lý Thủ Xuân cùng Lý Thủ Hạ trên gương mặt, trực tiếp tướng hai người bọn họ trong miệng sở hữu hàm răng đều đánh rớt. Bất quá cái này vẫn chưa hết sự, Diệp Thần Phong lại đưa ra hai tay, phân biệt bắt được hai huynh đệ nhất cánh tay, cố sức sờ, răng rắc rất nhỏ, thấm người tiếng xương vỡ vụn quanh quẩn tại trong phòng làm việc. Lý Thủ Xuân cùng Lý Thủ Hạ trên cánh tay đầu khớp xương trực tiếp bị Diệp Thần Phong cấp tạo thành bột phấn, dùng hôm nay thế giới y học phát đạt trình độ, chỉ sợ bọn họ hai huynh đệ đời này đều chỉ có thể làm một người tàn phế. Diệp Thần Phong liền nhượng trong cổ họng bọn họ phát sinh gào thảm cơ hội cũng chưa cho, hai tay lại giữ lại hai người cổ họng, trực tiếp bả hai người bọn họ lăng không nhấc lên, không kịp bận tâm trong miệng cùng trên cánh tay đau đớn, hai chân trên không trung lung tung đá đạp lung tung. Hai huynh đệ sắc mặt thay đổi được càng ngày càng hồng, sợ rằng không cần thiết một phút đồng hồ hai người tự hội hoàn toàn tắt thở. Chu Mậu Đức tại cái này thời gian kịp thời phản ứng lại, Diệp Thần Phong cái này nhất hệ loại thủ đoạn, thực tại nhượng hắn mạo ra toàn thân mồ hôi lạnh, mà bây giờ có thể điều không phải khiếp sợ thời gian. Ba hai bước đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, thận trọng nói rằng, Diệp lão đệ, ngươi xem, nơi này là phòng làm việc của ta, ngươi nếu như đem bọn họ hai cái giết lời nói. Nhìn Diệp Thần Phong khuôn mặt thường không chút biểu tình lãnh đạm, cùng với cảm thụ được Diệp Thần Phong trên người luồng sát khí, Chu Mậu Đức tuyệt đối tin tưởng hắn không ra tay ngăn cản, Lý Thủ Xuân cùng Lý Thủ Hạ nhất định sẽ không có mệnh. Làm cục trưởng, Chu Mậu Đức từ trước không có bớt tiếp xúc qua người mang tội giết người, thủ dính tính mệnh càng nhiều người, sát khí trên người tự vượt qua dày đặc, hắn cảm giác được ra Diệp Thần Phong là hắn gặp qua trên người sát khí nhất nồng nặc người. Hết hồn tại trong lòng thầm nghĩ, hắn rốt cuộc giết qua bao nhiêu người? Thân phận chân chính của hắn vậy là cái gì? Chu Mậu Đức nhắc nhở có thể dùng Diệp Thần Phong hồi qua thần, trên mặt lãnh đạm biến mất một chút, hắn cũng biết tại cục sát nhân là làm có hơi quá,
tiện tay tướng nửa chết nửa sống Lý Thủ Xuân cùng Lý Thủ Hạ ném ở trên mặt đất, lần này toán hai người các ngươi mạng lớn, mong muốn các ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Diệp Thần Phong vân đạm phong khinh nhún vai, dường như chuyện gì cũng không có làm thông thường. Chương 160, tôm khô tình huống. Đi ra cảnh sát cục, sắc trời đã tối xuống, hít một hơi thật sâu không khí thanh tân, Diệp Thần Phong thật không có nghĩ đến tại người Lý gia trên người lãng phí hơn nửa ngày thời gian, xoay động có chút khó chịu cái cổ, cốt cách gian thỉnh thoảng phát sinh ma sát giòn hưởng. Cộng, cộng BSPS. Mà giờ khắc này cục trưởng trong phòng làm việc, tính được chỉ có thể nghe được Đỗ Kim cùng Chu Mậu Đức tiếng nuốt nước miếng, nhất là Đỗ Kim, trên người mồ hôi lạnh ứa ra, hiện tại hắn mới xem như là minh bạch Diệp Thần Phong vừa rồi câu kia, lần sau nếu như còn nhượng ta thấy ngươi không phân tốt xấu, thì không phải là đã đánh mất ngươi đại đội trưởng chức vị đơn giản như vậy, ý tứ. Vừa rồi Diệp Thần Phong tại tướng Lý Thủ Xuân Lý Thủ Hạ ném xuống đất sau, tịnh không có dừng tay, mà là đi tới Hoa Mai cùng Tiễn Lan trước mặt nói một câu, hai người các ngươi miệng rất thúi. Đón các nàng hai cái này người đàn bà chanh chua bị Diệp Thần Phong trực tiếp đập nát một hơi răng. Chu cục trưởng, đằng mấy ngày nữa ta chọn cái thời gian lại mời ngươi ăn phóng đi. Ngày hôm nay ta thực sự không có cái kia tâm tình. Bỏ lại những lời này sau, Diệp Thần Phong đi thẳng ra khỏi cục trưởng phòng làm việc, không có cùng bất cứ người nào chào hỏi. Trái lại phản ứng kịp Hồ Ca, Thiết Ngưu, Hầu Tử cùng Lý Bàn Tử theo sau Diệp Thần Phong đi ra ngoài. Lý Bàn Tử trước khi rời đi cho phụ mẫu hắn Lý Thủ Thu cùng Phương Cầm một cái an tâm ánh mắt, bây giờ Lý Bàn Tử đúng càng phát cảm thấy cách làm của mình đúng chính xác. Diệp Thần Phong thế nhưng liền cảnh sát cục trưởng đều muốn dùng lễ đối đãi người, nguyên bản hắn tại Lý gia đều không có gì địa vị, tương phản theo Diệp Thần Phong tiền đồ trái lại càng thêm quang minh. Cục trưởng trong phòng làm việc an tĩnh một lát sau, đã bị Lý Thủ Xuân, Lý Thủ Hạ, Hoa Mai cùng Tiễn Lan đau nhức tiếng hô cấp tràn ngập. Mới vừa rồi bọn họ thật đúng bị Diệp Thần Phong thủ đoạn cấp chấn nhiếp. Thế cho nên trong lúc nhất thời quên mất đau đớn trên người. Phô thiên cái địa tiếng quát tháo, có thể dùng Lý Đường Minh cũng hồi qua thần, không nói lời gì hướng phía Chu Mậu Đức quát, Chu cục trưởng, người cục trưởng này là thế nào làm? Lẽ nào ngươi có thể dung túng người khác tại trong phòng làm việc của ngươi hành hung sao? Nguyên bản Chu Mậu Đức đến còn thật không biết nên thế nào xong việc. Thế nhưng nghe được Lý Đường Minh vậy cơ hồ là chất vấn ngôn ngữ, hắn trong lòng tức khắc cũng bốc lên ra thịnh nộ, giả vờ ngây ngốc cười nói, vừa rồi có ai tại phòng làm việc của ta trong hành hung sao? Ta tại sao không có thấy? Ta xem là Lý lão ngươi tuổi tác cao, choáng váng sản sinh ảo giác đi. Đứng ở một bên bị mồ hôi thấm ướt Đỗ Kim, vội vã tận dụng mọi thứ đạo, Lý Đường Minh, các ngươi không nên ở chỗ này đảo loạn. Ta vừa rồi rõ ràng thấy là con của ngươi cùng con dâu không cẩn thận bản thân té bị thương, ở đâu ra cái gì hành hung nói đến. Nếu là Diệp Thần Phong ở đây nghe được Đỗ Kim lời nói này, nhất định sẽ ngữ trọng tâm trường phách bờ vai của hắn khen có tiền đồ. Lý Đường Minh thiếu chút nữa tức giận đến phun ra máu tươi tới, Đỗ Kim. Chu Mậu Đức, sự tình hôm nay ta Lý gia nhớ kỹ, còn mong muốn hai người các ngươi sau này không nên hối hận. Tức giận bỏ lại những lời này sau, Lý Đường Minh một nhóm người Lý ra rồi rời đi, Lý Đường Minh chuẩn bị mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới cũng muốn tại Thiên Hải tìm được quan hệ, đến lúc đó thật tốt chế giễu một bữa Chu Mậu Đức cùng Đỗ Kim, nếu như có thể nói còn muốn cho hai người này đã đánh mất bát ăn cơm, đương nhiên giáo huấn Diệp Thần Phong bọn họ là không cần phải nói, tốt nhất là để cho bọn họ toàn bộ ngồi tù. Nhìn trên mặt đất lưu lại vết máu cùng toái răng, Chu Mậu Đức phân phó Đỗ Kim, bà ở đây chỉnh lý sạch sẽ. Còn có sự tình hôm nay không nên đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Tốt, cục trưởng, Đỗ Kim đang muốn đi cầm đồ lau nhà cùng cây chổi quét tước thời gian, Chu Mậu Đức lại gọi hắn lại, tức khắc trong lòng cả kinh, hắn cho rằng cục trưởng nên vì Diệp Thần Phong sự tình cầm hắn khai đao. Bất quá cái này hoàn toàn là Đỗ Kim suy nghĩ nhiều. Chu Mậu Đức miễn cưỡng lộ ra một vòng nụ cười nói, nếu Diệp lão đệ tha thứ ngươi, ta cũng không truy cứu trách nhiệm của ngươi, chỉ là sau đó ngươi đụng tới Diệp lão đệ, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải muốn đứng tại hắn bên này, đây coi như là ta đối với ngươi nhất điểm lời khuyên đi. Đỗ Kim rời khỏi cục trưởng phòng làm việc sau, trong lòng nhiều lần Chu Mậu Đức đã nói, một lát sau thân thể bỗng nhiên run, lặng lẽ thầm nghĩ, lẽ nào cục trưởng trong miệng vị này Diệp lão đệ đúng nhất vị đại nhân vật sao?
bất kể, dù sao ta sau đó chỉ cần kiên định lập trường là tốt rồi, không lại cùng Lý gia kéo lên nửa điểm quan hệ. Bóng đêm tràn ngập, nhai đạo bên cạnh đèn đường hạ, Diệp Thần Phong đi tại trước, Hầu Tử, Lý Bàn Tử bọn bốn người theo ở phía sau, nhượng đi qua người thỉnh thoảng ghé mắt, nhất là Thiết Ngưu cùng Hồ Ca cường hãn tư thái, nhường đường người hội không khỏi đem bọn họ hai cái phân loại đến người xấu trong hàng ngũ đi, mà chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí nghiễm nhiên đúng bị lầm nhận thức trở thành bị người xấu để mắt tới người tốt. Ta nói bốn người các ngươi là thế nào? Đi tại chúng ta đằng sau làm gì? Diệp Thần Phong tức giận quay đầu lại hỏi đạo. Hầu Tử người thứ nhất thí điên đi tới, nói rằng, lão đại, chúng ta đều không phải nhìn ngươi tâm tình không tốt, không muốn quấy rối ngươi mà. Diệp Thần Phong đúng tập quán đá Hầu Tử cái mông, lại một chân đá đi tới, nói rằng, Hầu Tử, ngươi xem lão đại ngươi ta tưởng đúng sẽ vì chút chuyện nhỏ này không vui người sao. Ngược lại hướng phía Lý Bàn Tử vẫy vẫy tay, hỏi, Lý Bàn Tử, sau đó ngươi có tính toán gì không? Ngươi chuẩn bị cùng ta lăn lộn đi, hay là chuẩn bị bản thân làm một mình? Lý Bàn Tử không chút do dự hồi đáp, lão đại, ta hiện tại đều đúng không nhà để về người, không theo lão đại ngươi, ta chỉ có thể đầu đường xó chợ đi ăn không khí, ta cái này tiểu thân bản có thể kinh không khởi chịu đói à. Một bên Hầu Tử trực tiếp nắm Lý Bàn Tử trên khuôn mặt thịt mỡ đạo, Lý Bàn Tử, ngươi bớt ở lão đại trước mặt trang thương cảm, chỉ ngươi cái này thân thịt, chỉ sợ là bỏ đói cái 3 năm 7 ngày đều không chết đói đi. Hầu Tử, không mang theo như ngươi vậy chế nhạo người, ta Lý Bàn Tử hiện tại thật là đúng không có nhà để về, ngươi có còn hay không nhất điểm đồng tình tâm. Lý Bàn Tử ánh mắt quay lại Diệp Thần Phong trên người, chờ Diệp Thần Phong trả lời. Tốt, vậy sau này ngươi liền theo ta đi. Dù sao mấy ngày này khoái tốc Mỹ buôn bán lời không ít tiền, ngươi và Hầu Tử đối Thiên Hải bên này tương đối quen, chờ đến ngày mai đi tìm một chút có không có muốn chuyển nhượng xưởng chế thuốc. Diệp Thần Phong nói rằng, tốt liệt, lão đại, Hầu Tử cùng Lý Bàn Tử miệng đồng thanh nói rằng, Hổ Ca chính không biết nên thế nào mở miệng hỏi, hắn và Thiết Ngưu phải làm gì thời gian, Diệp Thần Phong lại mở miệng nói, Tiểu Hổ, Thiết Ngưu, về phần hai người các ngươi, ta ngày mai mang bọn ngươi đi một chỗ, đi nơi nào các ngươi thì sẽ biết phải làm gì. Diệp Thần Phong chuẩn bị tướng Hổ Ca cùng Thiết Ngưu đưa thắng Thiên Hội tại vùng ngoại ô sân huấn luyện đi, hắn cũng ly khai Thiên Hải vài ngày rồi, không biết phương Nam Tường bả nguyên bản Long Nha Hội năm bè bảy mảng, huấn luyện thành hình dáng ra sao. Hết thảy đều nghe Diệp tiên sinh ân công an bài. Hổ Ca cùng Thiết Ngưu liền vội vàng nói. Hai người các ngươi cũng không nên gọi ta Diệp tiên sinh cùng ân công và vân vân. Nếu như nguyện ý giống như bọn họ hô ta một tiếng lão đại đi. Đối với Diệp tiên sinh, ân công cùng lão đại cái này ba cái xưng hô, Diệp Thần Phong còn là ưa lão đại tiếng xưng hô này. Diệp Thần Phong nhượng Hầu Tử cùng Lý Bàn Tử trước bang Hổ Ca cùng Thiết Ngưu an bài đến lúc nơi ở, còn hắn thì về trước biệt thự đi, mới từ biên cảnh gấp trở về tự gặp Lý ra cái này việc sự tình. Bận việc một ngày, Diệp Thần Phong muốn phải thật tốt nằm ở trên giường ngủ một giấc. Trở lại biệt thự sau, Diệp Thần Phong phát hiện ngọn đèn toàn bộ dập tắt, không khỏi nghĩ đạo, Hàn Sơ Tuyết nữ nhân kia ở phòng nào. Nàng phải cùng Đường Hân đã gặp mặt đi, Đường Hân chắc là cho nàng an bài khách phòng. Thả nhất đại ca nước nóng, thoải mái phao nửa giờ, Diệp Thần Phong liền mặc vào áo ngủ, hướng phía gian phòng của mình đi, mở cửa phòng, lười biếng ngáp một cái. Đi tới bên giường tướng cả điều chăn xốc khai tới, trực tiếp nằm xuống, sau khi Diệp Thần Phong nằm xuống thời gian, phát hiện bàn tay chạm đến một mảnh mềm mại, ra vẻ cảm giác còn thẳng hăng hái, không tự chủ được bắt đầu nhu niết lên. Thẳng đến ưng một tiếng truyền vào Diệp Thần Phong trong lỗ tai, hắn mới cảm giác được không thích hợp, chợt mở hai mắt ra, lại có thể nhìn đến không có mặc một bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày Hàn Sơ Tuyết vậy mà nằm ở bên người của hắn. Mà bàn tay của hắn rất rõ ràng cho thấy cầm Hàn Sơ Tuyết cao ngất, lần trước tại biên cảnh thời gian Diệp Thần Phong chỉ là cách y phục sờ qua, lần này là trực tiếp chạm đến, cảm giác so sánh với thư yếu mềm mại có co giãn nhiều. Hàn Sơ Tuyết đôi mắt đẹp trừng trừng, gương mặt trắng noãn thượng tràn đầy đỏ bừng, trong lỗ mũi khí tức có chút hỗn loạn, hàng loạt mùi thơm của nữ nhân vị nhượng Diệp Thần Phong trong cơ thể khô nóng không gì sánh được, trong lòng hét to đạo cái này đúng tôm khô tình huống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.